Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1491, một gạt anh là tốt rồi. Sự chuẩn bị của khách sạn 5 sao tất nhiên là rất tốt, mọi chỗ sạch sẽ, mặc dù có câu con trai tránh xa nhà bếp thế nhưng đi thăm một phòng bếp sạch sẽ, nhìn những kỹ năng nấu nướng điêu luyện, tận mắt thấy những mẻ thức ăn ngon xuất hiện cũng là một bữa tiệc lớn với hai mắt của mình. Nhưng Phó Toàn Tấn có tâm tình không được tốt. Hắn vốn nghĩ đến đây cho ra một đòn phủ đầu với Vương Tử Quân, không ngờ Vương Tử Quân rõ ràng là người không hiểu chuyện. Chưa nói đến phương diện làm cho lãnh đạo không xuống đài được, còn la ó cất đi bậc thang đi xuống của người khác. Tuy lúc này cực kỳ không thoải mái nhưng Phó Toàn Tấn cũng không chọc vào hứng thú của Vương Tử Quân, khi dùng cơm chỉ có thể bày ra gương mặt bình tĩnh, hắn nhất định phải làm cho Vương Tử Quân đẹp mặt, cho đối phương biết sự lợi hại của mình. Vì không hài lòng nên gương mặt Phó Toàn Tấn cực kỳ âm trầm, người khác cũng không có hào hứng dùng cơm. Sau khi cơm nước xong thì Lý Trọng Khí làm tổ trưởng tổ nghiệm thu cảm tạ phương diện tiếp đãi của tỉnh Nam Giang, sau đó đưa nhân viên công tác về nghỉ ngơi. Trưởng phòng Tử Quân, anh xem tính tình của mình kìa, lãnh đạo nói trời tối thì chúng ta nhắm mắt lại là được, cần gì phải tính toán chi li đối chọi gay gắt. Sau khi sắp xếp xong cho đám người tổ nghiệm thu thì Trình Viên Lệ khẽ mở miệng khuyên Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Trình Viên Lệ, hắn cười cười nói, có vài người được một tấc lại muốn tiến lên một thước, nếu cứ đứng đó chờ phiền toái, không bằng chặt đứt ý nghĩ của đối phương cho bớt lo. Hơn nữa động cơ của bọn họ đến đây căn bản là không tinh khiết, cho dù cười nát mặt thì bọn họ cũng không bao giờ nể mặt. Trình Viên Lệ khẽ gật đầu. Thật lòng thì nàng tán thành ý nghĩ của Vương Tử Quân, nhưng nếu sự việc đặt lên người nàng, nàng tuyệt đối không thể sắc bén như Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân, vừa rồi anh nói chuyện với Thứ trưởng Lý, các đồng chí tổ nghiệm thu có thương lượng với tôi về chương trình sắp tới. Bọn họ chuẩn bị xem xét vài tình huống cụ thể, sau đó tìm đọc tư liệu, cuối cùng sẽ mở tọa đàm với vài vị đồng chí. Nhìn từ phương diện sắp xếp thì tổ nghiệm thu đang làm đúng quy củ. Vương Tử Quân cười cười nói, trách nhiệm của chúng ta là phối hợp nghiệm thu, cứ dựa theo yêu cầu của tổ nghiệm thu là được. Vương Tử Quân cũng không hoàn toàn đi theo các công tác sau đó, thế nhưng đủ mọi tin tức lại truyền vào trong tai hắn. Nhìn từ phương diện nghiệm thu công tác phòng chống dịch thì Lý Trọng Khí rất hài lòng, dù là phương diện tổ chức hay biện pháp phòng chống cũng rất tốt, được đánh giá rất cao. Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân. Dù sao thì người ta chủ yếu muốn ép hắn vào tội danh muốn có công lớn, sợ bóng sợ gió, xé bé ra to. Nếu ngay cả vấn đề này mà làm không tốt, như vậy không còn gì để nói. Nếu so sánh với công tác của Lý Trọng Khí thì Phó Toàn Tấn nhìn qua có vẻ vững chắc hơn, mỗi lúc Phó Toàn Tấn đều mở tọa đàm, càng tìm cơ hội để tiến hành nghiên cứu ý nghĩ của quần chúng. Nội dung mà bọn họ nghiên cứu chính là ý nghĩ của quần chúng về công tác phòng chống dịch quy mô lớn lần này. Nói một câu đơn giản thì bọn họ cảm thấy công tác này chính là bé xé ra to. Trưởng phòng Vương, nghe nói tổ nghiệm thu có được nhiều thu hoạch ở thành phố Lâm Hồ và Loa Hồ, hơn nữa trong buổi tọa đàm của Phó Tổ trưởng tổ nghiệm thu còn đặc biệt mời đồng chí Lý Thông Viêm đến tham gia. Du Giang Vĩ dù là báo cáo như bình thường nhưng vẻ mặt lại cho thấy mình có ý nghĩ với sự kiện này. Lý Thông Viêm vì công tác phòng chống dịch mà bị miễn chức, bây giờ mời Lý Thông Viêm tham gia tọa đàm. Rõ ràng là Phó Toàn Tấn có ý nghĩ nham hiểm. Mặc dù Du Giang Vĩ không rõ vì sao Vương Tử Quân lại tiến hành phòng chống dịch quy mô lớn như vậy, thế nhưng có một việc mà hắn hiểu rõ trưởng phòng Vương làm như vậy là không có tâm tư cá nhân. Vương Tử Quân có thể nhìn vào gương mặt mà biết vị thư ký Du Giang Vĩ không muốn chính mình bị tổn thương, thế nên hắn cười nói, tọa đàm cùng đồng chí nào chính là quyền lợi của tổ nghiệm thu, bọn họ muốn tiếp cận nhiều góc độ, muốn tìm hiểu rõ phương hướng. Điều này cũng không là vấn đề. Du Giang Vĩ gãi gãi đầu, hắn nở nụ cười ngượng ngùng. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại di động vang lên. Hắn vội vàng lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, là điện thoại của người thuộc tổ nghiệm thu. Cậu nghe máy đi, Vương Tử Quân khoát tay áo nói với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ nghe máy nói với đầu dây bên kia hai câu, sau đó cúp điện thoại nói, trưởng phòng Vương. Tổ nghiệm thu nói tôi thông báo với ngài, nói là 8 giờ tối nay chuẩn bị trò chuyện với ngài, đồng thời ngày mai sẽ thông báo tình huống nghiệm thu với các vị thường ủy tỉnh ủy Nam Giang. 6 giờ chiều thì Vương Tử Quân chuẩn bị tan tầm về nhà,
hắn còn chưa thu dọn xong mọi thứ thì Du Giang Vĩ đi đến, vẻ mặt có vài phần vui mừng, trưởng phòng, vừa rồi Chủ tịch Trình vừa mới trò chuyện với Tổ Nghiệm Thu quay về, tôi đã liên hệ với thư ký Tiểu Linh của chị ấy, nghe nói lần này Chủ tịch Trình căn bản là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chủ tịch Trình nói như thế nào? Vương Tử Quân có chút sững sốt, giọng điệu có chút dồn dập. Nghe nói có người thuộc Tổ Nghiệm Thu một mực nói rằng Nam Giang chúng ta phòng chống dịch như vậy là bé xé ra to, bọn họ càng cho hắn có một vài lãnh đạo khi làm việc không điều tra rõ ràng, không phán đoán được tình huống, chỉ là nóng đầu cho ra quyết sách. Đây là phương pháp muốn lập công to, tạo nên ảnh hưởng không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của Nam Giang, còn yêu cầu Chủ tịch Trình phải nói rõ ý nghĩ ở phương diện này. Du Giang Vĩ cười nói, Chủ tịch Trình nói công tác phòng chống dịch lần này được tỉnh ủy Nam Giang nghiên cứu thông qua, còn ý nghĩ của chị ấy, thì chị ấy là thường ủy tỉnh ủy, là phó chủ tịch nắm công tác văn hóa giáo dục vệ sinh, căn bản kiên quyết ủng hộ phương án này. Sau đó chị ấy bắt chuyện với thứ trưởng Lý rồi trực tiếp rời đi. Vương Tử Quân cũng không nở nụ cười, hắn đứng lên khỏi ghế nhìn qua cửa sổ rồi khẽ cảm khái, đây là Chủ tịch Trình muốn chia sẻ hỏa lửa với tôi. Du Giang Vĩ thấy vẻ mặt Vương Tử Quân ngưng trọng thì nuốt những lời sắp nói ra vào bụng. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì lại thấy một bản thảo trên bàn làm việc của Vương Tử Quân, tiêu đề của nó chính là công khai tình huống phòng chống dịch ở Nam Giang. Chương 1491-2 gạt anh là tốt rồi. Mặc dù không được đọc nội dung nhưng Du Giang Vĩ cũng biết Vương Tử Quân định làm gì. Hắn căn bản bội lãnh đạo của mình, đồng thời không nhịn được nói, trưởng phòng Vương. Chuyện này tuy ngài là lãnh đạo chủ yếu, thế nhưng trách nhiệm cũng không phải hoàn toàn là của ngài, dù sao chuyện này cũng được hội nghị thường ủy tỉnh ủy thông qua. Vương Tử Quân khoát tay áo với Du Giang Vĩ, hắn hiểu Du Giang Vĩ nói như vậy là có ý nghĩa gì, sự việc này hắn không thể đẩy cho người khác, cũng không muốn làm như vậy. Sau khi dùng cơm đơn giản, Vương Tử Quân đi đến khách sạn Nam Giang. Nhân viên của Tổ Nghiệm Thu đã chờ đợi hắn trong khách sạn. Khi thấy hắn đi đến thì nhanh chóng đưa vào một gian tiếp khách. Vương Tử Quân từng dùng qua gian phòng tiếp khách này, nhưng khi đó hắn là chủ nhân, bây giờ trong phòng có Lý Trọng Khí và Phó Toàn Tấn, còn có một người phụ nữ phụ trách công tác ghi chép, bọn họ đang lẳng lặng ngồi đó. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lý Trọng Khí đứng lên khỏi ghế salon rồi tươi cười vươn tay nói, chào trưởng phòng Vương, mời anh ngồi. Vương Tử Quân bắt tay Lý Trọng Khí rồi ngồi xuống đối diện với người này, Phó Toàn Tấn ngồi bên cạnh Lý Trọng Khí chỉ ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, căn bản không có ý chào hỏi. Tuy Lý Trọng Khí rất bất mãn với thái độ của Phó Toàn Tấn thế nhưng biết rõ hai bên có tranh chấp, hắn cũng không muốn đắc tội với Phó Toàn Tấn, thế cho nên chọn thái độ không thèm quan tâm. Trưởng phòng Vương, lần này ngoài thông báo với ngài về thành quả của công tác nghiệm thu, chúng tôi còn tìm được vài thông tin cán bộ quần chúng phản ánh công tác phòng chống dịch ở Nam Giang là quá phô trương, có vài trường hợp bị oan uổng, thế cho nên muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Lý Trọng Khí chờ nhân viên phục vụ của khách sạn dâng trà cho Vương Tử Quân xong thì nở nụ cười bình tĩnh nói. Vương Tử Quân gật đầu nói, tôi nhất định sẽ phối hợp với công tác của Thứ trưởng Lý. Lý Trọng Khí cười cười, hắn bắt đầu nói về những tình huống mà Tổ Nghiệm Thu có được. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói để biết Lý Trọng Khí căn bản là hoàn toàn thỏa mãn về công tác phòng chống dịch của tỉnh Nam Giang. Tuy có vài tồn tại thế nhưng tổng thể là không tệ. Khi hai người Vương Tử Quân và Lý Trọng Khí trò chuyện với nhau, Phó Toàn Tấn ở bên cạnh cố gắng chờ đợi, nhưng sau đó không khỏi trực tiếp xen vào, trưởng phòng Vương, có một vấn đề tôi cần hỏi anh. Chúng tôi thông qua tọa đàm và phát hiện có nhiều cán bộ Nam Giang nói anh sở dĩ thúc đẩy công tác phòng chống dịch quy mô lớn lần này là muốn có được thành tích lớn. Tôi còn nghe nói tuy tỉnh ủy Nam Giang thông qua hoạt động lần này, thế nhưng cũng có không ít lãnh đạo có ý kiến bất đồng, có phải vậy không? Phó Toàn Tấn vừa lên tiếng đã là người gây sự, điều này không khỏi làm cho Lý Trọng Khí chợt nhíu mày. Tuy bọn họ gánh vác trách nhiệm kiểm tra, thế nhưng Vương Tử Quân không phải là người thường. Phó Toàn Tấn sao lại ngu ngốc như vậy? Khi Lý Trọng Khí định nhắc nhở Phó Toàn Tấn, Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến Phó Toàn Tấn. Hắn nói với Lý Trọng Khí, Thứ trưởng Lý, anh còn vấn đề gì khác không? Nếu có thì cứ nói ra. Trưởng phòng Vương, chúng tôi đại biểu cho thượng cấp trò chuyện với anh, mong anh chú ý thái độ của mình. Phó Toàn Tấn chợt đỏ mặt, hắn chợt đứng lên lớn tiếng nói, tôi bây giờ hỏi anh,
lần này có phải anh là người dốc sức thúc đẩy công tác phòng chống dịch, anh là người lãnh đạo chủ yếu của tổ công tác phòng chống dịch, có phải anh là người chịu trách nhiệm chủ yếu hay không? Vương Tử Quân cuối cùng cũng đưa mắt lên mặt Phó Toàn Tấn, hắn cười lạnh một tiếng nói, không còn vấn đề gì khác sao? Anh ấy có thái độ gì vậy? Thái độ của anh ta như vậy, anh ta cảm thấy mình rất giỏi sao? Đợi sau khi sự việc này có kết quả, tôi xem anh ta còn cuồng ngạo nữa không? Sau khi Vương Tử Quân ra khỏi phòng thì Phó Toàn Tấn hổn hển hét lên. Lý Trọng Khí có chút coi thường Phó Toàn Tấn, hắn thầm nghĩ nếu như anh có ý kiến với Vương Tử Quân, anh cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải chờ đối phương bỏ đi rồi mới la hét như thế. Chẳng ra thể thống gì, hắn xem thường nhất là hạng người này, trước mặt không dám nói lời nào nhưng sau lưng lại la hét lung tung, đúng là hạng bất lực. Nhưng Lý Trọng Khí cũng không muốn đắc tội với người, vì vậy hắn cười cười đưa phần văn kiện của Vương Tử Quân đặt lại lên xem, khi nhìn vào thì chợt phải cảm thán. Vương Tử Quân là người dám làm dám chịu. Tuy nhìn qua có chút lỗ mãng nhưng lại là một đại nhân vật. Hắn không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng la hét của Phó Toàn Tấn, thế là đưa phần văn kiện Vương Tử Quân để lại cho đối phương. Phó Toàn Tấn xem xét một lúc, sau đó nụ cười trên mặt chợt sáng lạn, hắn cười ha hả nói, biết rõ không tránh thoát thì ghi ra thứ này, hì hì, xem như hắn có ánh mắt. Phó Toàn Tấn nói rồi cầm lấy tư liệu Vương Tử Quân để lại và bước nhanh về phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa và căn dặn nhân viên phục vụ không cho người khác vào phòng, hắn nhấc điện thoại lên bấm một dãy số, lãnh đạo, Vương Tử Quân đã nói ra tất cả tình huống về công tác lần này. Tổ nghiệm thu đến cũng vội mà đi cũng vội không kém, khi Bí Thư Diệp Thừa Dân và Chủ tịch Lý Thừa Uyên hoàn thành công tác và quay về tỉnh thì Lý Trọng Khí đã đưa theo nhóm người Phó Toàn Tấn cùng bay về thủ đô. Những chuyện thế này tất nhiên không phải là trùng hợp. Diệp Thừa Dân đứng trên ban công phòng làm việc của mình, lão tưới hoa, thái độ và biểu hiện cực kỳ thản nhiên. Bí thư, ngài không gặp mặt tổ điều tra, chỉ sợ thông tin này rơi vào tai của lãnh đạo thì sẽ không tốt. Trịnh Thanh Tuyền đứng sau lưng Diệp Thừa Dân khẽ nói. Diệp Thừa Dân chỉ cười cười mà không nói gì. Tình huống giống như vậy cũng xuất hiện trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên, thế nhưng Lý Thừa Uyên lại thẳng thắn hơn so với Diệp Thừa Dân. Hắn nhìn viên thư ký trẻ tuổi của mình rồi cười nói, đôi khi không nói còn thực tế hơn là nói rất nhiều. Đối với câu trả lời của Chủ tịch Lý Thừa Uyên thì Triệu Thành Vân cái hiểu cái không, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu. Lý Thừa Uyên là người cực kỳ khôn khéo, thư ký có hiểu hay không thì hắn chỉ cần nhìn qua là biết. Nhưng lúc này hắn không muốn giải thích, vì cán bộ trẻ tuổi cần phải có ngộ tính, sẽ có ngày hiểu rõ lời nói của hắn. Sau này những gì mà đối phương hiểu sẽ ngày càng mạnh mẽ. Chương 1492, danh tiếng quá lớn đến giờ ngủ đông. Sau khi tổ nghiệm thu rời đi thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của bố Vương Quang Vinh, câu hỏi nhiều nhất của Vương Quang Vinh liên quan đến tình huống của Tiểu Bảo Nhi. Khi Vương Tử Quân nói Tiểu Bảo Nhi vừa lấy được thành tích tốt nhất trong lớp, Vương Quang Vinh cười đặc biệt sảng khoái. Học tập ở thủ đô cũng rất tốt. Nên cho Tiểu Bảo Nhi đến đây học vài năm. Trước khi cúp điện thoại thì Vương Quang Vinh khẽ nói ra một lời đề nghị như vậy với Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân không cho rằng đó là một lời đề nghị, hắn biết rõ đó là một ám hiệu của bố với hướng đi của mình. Lúc này hắn đến ngủ đông vài năm ở thủ đô là một hướng đi tốt nhất. Ngủ đông hoặc là ở ẩn, hoặc là bị ướp lạnh. Chức vụ được sắp xếp ở thủ đô lần này có lẽ không giống như vị trí trước đó. Nhưng dù sao thì đãi ngộ cũng không giảm xuống, chẳng qua người ta nhìn vào sẽ cảm thấy mình mất đi rất nhiều lợi thế. Thất thế thì thất thế, tuy mọi người không hiểu nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy mình vừa làm được một công tác quan trọng như thế nào. Vương Tử Quân liên tục suy nghĩ, hắn cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi đi, thế nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Người nên biết sẽ biết, chính mình thông báo làm gì. Bố! Con nghe nói lần này Vương Tử Quân phải thua cuộc bỏ chạy có phải không? Dương Quân Tài ngồi trên bàn cơm trong nhà, hắn hưng phấn hỏi bố của mình. Tuy hắn bây giờ kém xa Vương Tử Quân, thế nhưng khi nói ra ba chữ Vương Tử Quân thì vẻ mặt vẫn không bao giờ thiếu ghen ghét và phẫn hận. Dương Độ Lục về nhà không muốn nói đến chuyện công tác, đây là quy củ nhiều năm của lão. Lúc này nghe thấy con trai phá hư quy củ, hai hàng chân mày của lão không khỏi nhíu lại. Khi Dương Độ Lục chuẩn bị mắng con mình một chặp,
lão lại chợt thấy nụ cười thoải mái của Dương Quân Tài. Tuy đối phương đã gần 40 thế nhưng nụ cười vẫn rất sáng lạn và tươi trẻ. Sau khi rời khỏi Chiết Giang thì Dương Quân Tài này đã nhiều ngày chưa từng cười vui như vậy, Dương Độ Lục nghĩ đến nguyên nhân của sự việc, thế là không khỏi thở dài. Dương Độ Lục đã nhiều năm nghiêm khắc với Dương Quân Tài, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn không quá vui. Tuy lão là người công tác cực kỳ kiềm chế bản thân, thế nhưng dù thế nào cũng là một người làm bố. Cán bộ trẻ khó tránh khỏi phạm sai lầm, có ai mà không phạm sai lầm. Hơn nữa sai lầm của cậu ấy cũng chỉ nằm ở phương diện phán đoán, ướp lạnh vài ngày, gia tăng thêm kinh nghiệm, sau này sẽ có tương lai rộng mở hơn. Dương Độ Lục tuy muốn làm cho con mình thoải mái thế nhưng lời nói như vậy không tự chủ được phải thoát ra khỏi miệng. Nhưng Dương Quân Tài cũng không vì vậy mà mất vui, hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn nói, bố, con biết rõ điều này, Vương Tử Quân trẻ hơn con, vị trí cao hơn con, bây giờ té ngã cũng có thể đứng lên. Nhưng khi thấy người này ngã xuống thì con cũng cảm thấy rất vui, những năm qua tiểu tử kia phát triển quá nhanh, giống như chưa từng thất bại, điều này làm cho con không thoải mái. Dương Độ Lục cười cười, cảm thấy con trai đã lớn mà tính khí như trẻ con, thế nhưng lão lại không thể coi Vương Tử Quân là một đứa trẻ. Dù sao thì Vương Tử Quân kia cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Dương Độ Lục dùng cơm xong thì thu dọn văn kiện trên bàn, chuẩn bị đi đến báo cáo vài hạng mục công tác với lãnh đạo thượng cấp, trong đó có sắp xếp với Vương Tử Quân. Dương Độ Lục xem xét qua văn kiện của mình một lượt, sau đó mới cảm thấy yên lòng. Đây là thói quen lâu năm của lão, cần phải nắm chắc tất cả tình huống mới được. Đồng chí Vương Tử Quân được điều nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Một dòng chữ ngắn ngủi xem như quyết định hướng đi của Vương Tử Quân. Dương Độ Lục đi bên cạnh nhân viên công tác đến bên ngoài phòng làm việc của lãnh đạo thượng cấp. Thư ký ở bên cạnh lãnh đạo đi đến bên người Dương Độ Lục rồi cung kính nói, Thủ trưởng, lãnh đạo đang bàn công tác với Bộ trưởng Mạnh. Dương Độ Lục chợt sững sờ, lão biết rõ phong cách công tác của lãnh đạo, đó chính là nói chuyện vài phút thì sẽ là vài phút, có rất ít chuyện để cho lãnh đạo phải nói thêm vài phút. Trước kia mình không ít lần đến báo cáo công tác với lãnh đạo, thế nhưng chưa từng gặp tình huống này. Là Bộ trưởng Mạnh Bộ Y tế sao? Dương Độ Lục tùy ý ngồi xuống chiếc ghế trong phòng của thư ký rồi khẽ nói. Viên thư ký khẽ gật đầu, vâng, là Bộ trưởng Mạnh. Dương Độ Lục không hỏi tiếp, thế nhưng trong lòng đang sôi sục tìm hiểu nguyên nhân. Thủ trưởng coi trọng báo cáo về phương diện y tế, nhưng anh ấy không chủ quản công tác này, vì vậy mà Dương Độ Lục khó thể tìm ra được đầu mối. Thời gian chờ đợi luôn trôi qua rất chậm. Những lời này cũng không thay đổi đối với vị trí cao vời của Dương Độ Lục. Dương Độ Lục vốn cho rằng mình chỉ phải chờ đợi vài phút, không ngờ lại phải chờ hơn nửa giờ. Khi Dương Độ Lục mất kiên nhẫn thì viên thư ký cũng mời hắn đi vào. Khi hắn vào trong phòng làm việc của thủ trưởng, hắn phát hiện gương mặt lãnh đạo có chút mỏi mệt thế nhưng lại có chút hưng phấn. Ngài nên nghỉ ngơi một chút, Dương Độ Lục rất tình nguyện thân cận với vị thủ trưởng này. Vì vậy khi nói chuyện thì có vài phần quan tâm. Hôm qua có vài việc xảy ra, không xử lý không được. Thủ trưởng khoát tay rồi nói với Dương Độ Lục, lần này anh có 5 phút, sau 5 phút tôi còn phải tham gia một hội nghị. Có 5 phút, Dương Độ Lục thầm oán Bộ trưởng Mạnh chiếm hết thời gian của mình, nhưng sau đó lão nhanh chóng báo cáo công tác. Sau khi nói xong vài hạng mục điều chỉnh thì Dương Độ Lục thấy lãnh đạo liên tục gật đầu. Khi báo cáo đến Vương Tử Quân thì thủ trưởng khoát tay nói, phương diện sắp xếp vị trí cho đồng chí Vương Tử Quân nên chờ một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như vậy là sao? Không phải có vị lãnh đạo nào thay đổi tâm tư đấy chứ? Dương Độ Lục cảm thấy không thoải mái, thế nhưng hắn vẫn phải mở miệng vâng lời lãnh đạo. Thủ trưởng giống như phát hiện ra chút nghi ngờ trong ánh mắt của Dương Độ Lục, lão lấy ra một văn kiện đưa sang. Dương Độ Lục xem xét văn kiện, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, thủ trưởng, đây là thật sao? Đúng vậy, nghe nói tình hình rất nghiêm trọng, vị thủ trưởng lên tiếng, may mà biện pháp ở Nam Giang là mạnh mẽ có lực, nếu không thì hậu quả. Lãnh đạo không nói gì nhưng Dương Độ Lục có thể nghĩ ra được những lời sau đó, rốt cuộc có tình huống gì thì lão hiểu rõ ràng. Lão là người công tác nhiều năm ở địa phương, lão biết rõ những năm qua tuy công tác y tế có nhiều tiến triển. Thế nhưng nếu so sánh với các nước khác trên thế giới thì không tính là gì.
Lúc này tình hình ở các nước khác khá nghiêm trọng, nếu như không phải phía Nam Giang làm quá nghiêm, chỉ sợ tình hình trong nước cũng cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi buông văn kiện thì Dương Độ Lục cảm thấy công tác báo cáo của mình hôm nay đã xong, tâm tình của lão tràn đầy hương vị khác lạ, lão không biết mình nên vui hay là gì khác. Trong phòng làm việc của Trịnh Thanh Tuyền, Lý Thông Viêm đang tươi cười ngồi trên ghế salon, vẻ mặt cung kính nhìn Trịnh Thanh Tuyền. Chủ tịch Thông Viêm, hai ngày tới tôi sẽ phản ánh tình hình của anh với Bí Thư Diệp. Anh cũng biết tính cách của Bí Thư Diệp rồi đấy, đó là chỉ cần là người có tài, dù là bị miễn chức cũng sẽ được điều động công tác. Trịnh Thanh Tuyền nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói với Lý Thông Viêm. Lý Thông Viêm xoa xoa bàn tay nói, vậy làm phiền thư ký trưởng, tôi biết những ngày qua rốt cuộc là thế nào, ngài nói tôi có oan hay không. Chỉ vì một chuyện không ra gì mà bị nắm bắt, hừ, Vương Tử Quân kia không phải muốn lấy tôi lập uy sao. Chương 1493, một tôi làm công tác, anh ăn chặn. Có một câu tục ngữ thế này, ai mà không nói người sau lưng. Ai không bị người ta nói sau lưng. Trong cuộc sống thì chuyện này là thật nhưng đối với những người đang đi trong quan trường, anh không thể nói ra những lời chó má. Nếu anh đứng trước một vị lãnh đạo này nói xấu về vị lãnh đạo khác, như vậy anh cũng sẽ là cái gai trong mắt lãnh đạo hiện tại. Lúc này Trịnh Thanh Tuyền ngồi trên ghế của mình mà khẽ cau mày, hắn nghe Lý Thông Viêm lại nhải phàn nàn về uất ức của mình mà không khỏi muốn nhắc nhở một câu, đó là đừng tiếp tục tính cách như vậy, cuối cùng nó sẽ là ngọn lửa thiêu lên người anh. Đối đãi với bất kỳ chuyện gì cũng không nên nói bậy, đối với một người như Trịnh Thanh Tuyền thì cực kỳ tôn kính những kẻ lấy ơn báo oán. Trịnh Thanh Tuyền tuy không thích Vương Tử Quân thế nhưng lúc này nghe Lý Thông Viêm nói ra những lời không chút kiêng kỵ như vậy thì vẫn thấy rất khó chịu. Hắn thầm nghĩ với vị trí hiện tại của anh, sao lại nghị luận lung tung như vậy với Vương Tử Quân? Hơn nữa Vương Tử Quân muốn lập uy ở Nam Giang thì cần phải nắm bắt anh sao? Đúng là quá coi trọng chính mình. Trịnh Thanh Tuyền thầm nghĩ như vậy mà tâm tình đồng tình với Lâm Trạch Viễn giảm xuống quá nhiều, thật sự muốn nói thêm hai câu rồi bỏ đi. Nhưng hắn nhớ đến tình cảm giữa mình và anh của đối phương, không muốn vì chút chuyện thế này mà làm cho hai bên mất thoải mái. Hắn trầm mặc giây lát, sau đó dùng giọng thấm thía nói, anh đấy, sau này không cần phải như vậy nữa, nhất định phải đặt tâm tư lên phương diện công tác, làm việc phải cho ra thành tích, như vậy tôi mới có thể nói tốt cho anh trước mặt lãnh đạo được. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi nhất định sẽ vùi đầu vào công tác, tuyệt đối không làm cho ngài mất mặt. Lý Thông Viêm cực kỳ có năng lực ở phương diện tỏ thái độ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, chủ nhiệm Hà Phúc Quân ban cơ yếu đi đến. Người này có dáng người béo tốt, đi khá gấp, vầng trán đầy mồ hôi. Thư ký trưởng, là điện khẩn của thượng cấp. Hà Phúc Quân cũng không quan tâm chào hỏi Lý Thông Viêm, hắn trực tiếp đưa văn kiện cho Trịnh Thanh Tuyền. Trịnh Thanh Tuyền có chút không vui vì hành vi lỗ mãng không có sự cho phép của mình mà tiến vào của Hà Phúc Quân. Khi hắn đang suy nghĩ xem có nên cho đối phương một bài học hay không thì lại giật mình vì nội dung của văn kiện trong tay. Dịch bệnh bùng phát trong nước. Bây giờ đã dùng xu thế không thể ngăn cản để hoành hành trong hơn chục tỉnh và khu tự trị, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Trịnh Thanh Tuyền tỉnh táo lại trong cảm giác sợ hãi, hắn khẽ gật đầu với Hà Phúc Quân, sau đó cầm văn kiện chạy ra ngoài phòng làm việc của mình. Thư ký trưởng, Lý Thông Viêm thấy Trịnh Thanh Tuyền vội vàng chạy đi thì biết rõ có việc gấp, thế nhưng dù gấp gáp thế nào cũng phải để hắn nói vài lời cáo từ đã chứ. Anh về nhà chờ đợi đi. Trịnh Thanh Tuyền nhìn gương mặt của Lý Thông Viêm rồi khẽ nói, những lời này hắn nói rất ôn hòa, giống như đang an ủi một người đang rất đau thương. Lý Thông Viêm không ngờ thư ký trưởng lại đối đãi với mình như vậy, cảm kích trong lòng hắn với Trịnh Thanh Tuyền chợt tăng tiến mạnh mẽ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình theo sát tiến độ của Trịnh Thanh Tuyền, sau này chắc chắn có phát triển mạnh mẽ trong công tác. Tạm biệt thư ký trưởng. Lý Thông Viêm rời đi nhưng ánh mắt Trịnh Thanh Tuyền lại lấp lánh vài phần thương tiếc. Ai bảo anh đâm dao vào họng, đúng là quá không may mắn. Hắn vốn nghĩ rằng Lý Thông Viêm sẽ có thể phát triển lên, không ngờ sự việc lại thế này. Nhưng Trịnh Thanh Tuyền chỉ có thể cảm khái mà thôi, ngay sau đó hắn nghĩ đến nội dung công điện, nghĩ đến tình thế được miêu tả rõ ràng, thế là trong lòng cực kỳ cố kỵ. Chuyện này xảy ra thì Vương Tử Quân sẽ như thế nào? Chỉ cần Vương Tử Quân xử lý viên mãn, tất cả sẽ biến thành cơ sở cho trưởng phòng Vương tiến lên như diều gặp gió. Đúng là như diều gặp gió.
Trịnh Thanh Tuyền cảm thấy cực kỳ ghen ghét, hắn nhanh chóng đi về phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Khi đi được nửa đường thì hắn thấy Vương Tử Quân đi đến, hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân mà không nhịn được phải mở miệng chào trưởng phòng Vương. Diệp Thừa Dân ngồi trong phòng làm việc của mình, bên trong còn có 5 người Lý Thử Uyên, Đậu Minh Đường, Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ. Sau khi Diệp Thừa Dân truyền đạt nội dung văn kiện của Trung ương, ánh mắt của Lý Thử Uyên và Đậu Minh Đường nhìn về phía Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ chợt trở nên cực kỳ khác biệt. Với trí tuệ của 2 người Lý Thử Uyên và Đậu Minh Đường, bọn họ không ngờ sự việc lại phát triển đến mức độ như vậy. Tình thế dịch bệnh rối ren trong và ngoài nước càng tạo nên sự đối lập quá rõ ràng. Công lao này là của ai? Dù nói đó là của cả tỉnh ủy Nam Giang, thế nhưng thực tế chuyện gì đã xảy ra thì quá rõ ràng, công lao này là của Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ. Lãnh đạo thượng cấp càng nhìn thấy rõ ràng, nếu không tiến hành khen ngợi 2 người Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ một cách đặc biệt, như vậy chỉ sợ không còn gì để nói. Trình Viên Lệ thì bỏ đi, vì độ tuổi đã lớn, cho dù tiếp tục tiến lên thì không gian cũng có hạn. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, dù sao người này cũng còn quá trẻ, vì thế có lực ảnh hưởng rất lớn. Khi mọi người chỉ trích công tác phòng chống dịch của Nam Giang là bé xé ra to, muốn lập công lớn thì tương lai của Vương Tử Quân bị ảnh hưởng nặng nề. Bây giờ thực tế chứng minh sự quan trọng của công tác phòng chống dịch, nếu như thượng cấp không cho ra phương án đền bù thì càng không còn gì để nói. Lý Thử Uyên cảm thấy cơ thể căng cứng, tin tức này quá đáng sợ. Tuy Lý Thử Uyên biết mình là quyền chủ tịch tỉnh Nam Giang và sự thật là khó thay đổi được, khả năng thay thế là không lớn, thế nhưng nếu như lãnh đạo thượng cấp muốn đền đáp công lao của Vương Tử Quân ở Nam Giang, chỉ sợ vị trí của hắn dành cho Vương Tử Quân là cực kỳ thích hợp. Bây giờ chỉ sợ một vị trí phó bí thư là quá thấp với Vương Tử Quân. Khi Lý Thử Uyên nghĩ như vậy thì Trình Viên Lệ lại cực kỳ hưng phấn, nàng dù thế nào cũng không ngờ sự việc lại phát triển theo phương hướng như vậy. Nàng vốn cảm thấy lo lắng còn chưa đủ, bây giờ sau khi tổ nghiệm thu quay về, tương lai chính trị của mình sẽ tới giới hạn, không ngờ bây giờ sự việc xoay chuyển, hơn nữa mình có khả năng tiến thêm một bước. Chẳng lẽ trước đó trưởng phòng Vương đã nghĩ đến điều này? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Trình Viên Lệ chối bỏ, mặc dù nàng cực kỳ kính nể người đàn ông nhỏ hơn mình 20 tuổi này, thế nhưng nàng cũng không kính nể mù quáng. Nếu Vương Tử Quân biết được kết quả sẽ là như vậy, không phải là thần rồi sao? Chương 1493, 2 tôi làm công tác, anh ăn chặn. Các vị, bây giờ tôi thật sự nói 2 chữ may mắn, trải qua những căn cứ xác minh của Tổ chức Y tế Thế giới. Tỉnh Nam Giang chúng ta là nơi phát dịch sớm nhất, thế nhưng lại là địa phương chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Vì sao lại như vậy? Diệp Thừa Dân hắng giọng một cái rồi dùng giọng không chút do dự nói, điều này không thể nào ly khai khỏi ánh mắt nhìn xa trông rộng và phương án phòng chống dịch mạnh mẽ cực kỳ hiệu quả của đồng chí Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ. Vì 2 vị đồng chí này nhìn xa trông rộng cẩn trọng công tác mà tỉnh Nam Giang chúng ta mới giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại gánh phải. Khi Diệp Thừa Dân lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên, lão khẽ nhăn mày, dù sao đây cũng là đang họp, lão không muốn bị quấy rầy. Khuất Chấn Hưng đi theo lão thời gian dài căn bản cũng biết rõ thái độ này. Chuyện gì xảy ra, tuy Diệp Thừa Dân có chút mất hứng nhưng vẫn phải nói một câu mời vào. Người đi vào không phải là Khuất Chấn Hưng, chính là thư ký trưởng Trịnh Thanh Tuyền. Hắn đi đến bên cạnh Diệp Thừa Dân rồi trầm giọng nói, bí thư Diệp. Vừa rồi thượng cấp gọi điện thoại đến nói chúng ta nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm phòng dịch, nửa giờ sau phải có văn bản báo cáo. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, ánh mắt lão rơi lên người Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, anh là tổ trưởng tổ phòng dịch tỉnh Nam Giang, anh sắp xếp chuyện này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu xem như đồng ý, hắn nhìn thoáng qua Trình Viên Lệ rồi khẽ nói, bí thư Diệp, tôi còn có công tác cần báo cáo. Diệp Thừa Dân căn bản có tâm tình rất phức tạp với Vương Tử Quân, sau khi nghe Vương Tử Quân nói có công tác cần báo cáo thì cười nói, có chuyện gì trưởng phòng Vương cứ nói ra là được. Bí thư Diệp, vừa rồi tôi biết được thượng cấp rất quan tâm và coi trọng công tác phòng dịch, tất cả tỉnh thành anh em chung quanh đều là lãnh đạo đứng đầu gánh trách nhiệm này, tôi gánh vác nhiệm vụ trọng đại như thế này cũng có chút chật vật, thế nên tôi mong sao ngài và Chủ tịch Lý cùng nhau đứng lên gánh vác. Vương Tử Quân nói những lời này nếu đặt vào công tác khác thì nhất định sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác trốn tránh trách nhiệm, nhưng lúc này thành tích đã là quá rõ ràng,
Vương Tử Quân tỏ tư thái như vậy càng là cống hiến công lao cho Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân nhìn vào phần công lao này mà cực kỳ thèm thuồng, nếu nói không động tâm thì là giả. Bây giờ tình hình y tế trong nước đã tốt hơn, bây giờ dịch bệnh bộc phát, tỉnh Nam Giang lại khống chế được tình hình hiện tại, nhìn từ phương diện này thì thấy đã làm tốt công tác tránh được tổn thất lớn, nhìn từ phương diện khác lại thấy đây là một hành động vĩ đại vì Tổ quốc. Những thứ này đều được Diệp Thừa Dân nghĩ đến, thế nhưng dù lão thèm nhỏ dãi thì cũng không dày mặt đến mức đứng lên nhận hết về mình. Hội nghị thường ủy trước đó lão và Lý Thừa Uyên căn bản trốn tránh trách nhiệm của sự kiện này còn chưa kịp, bây giờ có thành tích thì lại nhảy sổ ra giành chén canh, không phải là quá mất mặt sao? Hơn nữa thượng cấp đã nắm trong tay danh sách lãnh đạo tham gia tổ công tác phòng dịch ở Nam Giang, nếu Diệp Thừa Dân tiến lên tranh giành lợi ích, như vậy lãnh đạo nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Trưởng phòng Tử Quân, anh và Chủ tịch Trình làm rất tốt ở công tác phòng dịch lần này, tôi thấy cũng không nên có thay đổi gì cả. Cái gì cần tôi và Chủ tịch Lý phối hợp thì các anh cứ nói, bây giờ tôi muốn nắm bắt công tác phòng dịch ở một mức độ cao hơn. Diệp Thừa Dân nói cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, hắn không nói thêm điều gì mà nhìn thoáng qua Trình Viên Lệ. Lúc này Trình Viên Lệ hiểu ý của Vương Tử Quân, bây giờ có công lao lớn, hai người bọn họ muốn ăn thì cũng phải xem người ta có ghen ghét hay không. Bây giờ công lao đã rơi lên đầu mình, còn không bằng thoải mái ném ra vài phần bánh, cho vài người có lợi ích, cùng nhau cộng hưởng, như vậy rõ ràng là biết làm người, làm mất đi những phần công kích của người khác. Bí thư Diệp, ngài cũng không nên từ chối trách nhiệm ở phương diện này. Văn kiện của thượng cấp đã ghi rõ lãnh đạo chủ yếu phải là người phụ trách hoàn toàn trách nhiệm, đây là ý gì? Đó là lãnh đạo thượng cấp ném ra một cái lồng cho ngài, dù ngài có muốn trốn tránh cũng không được. Trình Viên Lệ cười và nói xong thì vẻ mặt mọi người đều vui vẻ. Diệp Thừa Dân chỉ vào Trình Viên Lệ rồi nói, hay cho Chủ tịch Trình, chị rõ ràng ép tôi lên ngôi. Sau đó Trình Viên Lệ lại nói với Lý Thừa Uyên, Chủ tịch Lý, ngài cũng là người phải chịu trách nhiệm chủ yếu, hai vị cũng không nên tiếp tục chối bỏ được nữa. Lý Thừa Uyên cười hì hì nhưng thật lòng thì cực kỳ tình nguyện tiếp nhận lời đề nghị của Vương Tử Quân. Dù sao thì lão còn chưa ngồi vững trên vị trí Chủ tịch Nam Giang, còn chưa có ấn tượng sâu sắc trong suy nghĩ của lãnh đạo Trung ương. Nếu như hắn có được một phần công lao trong chuyện này, tất nhiên sẽ là một việc cực kỳ tốt, còn giống như một cơn mưa đúng lúc. Nhưng Diệp Thừa Dân là cáo già lại mở miệng từ chối, điều này làm cho hắn không thể nói xen vào. Diệp Thừa Dân đúng là khốn kiếp, anh mở miệng biểu hiện sự khoan dung, sao không suy xét đến ý nghĩ của người khác. Khi hắn đang thầm căm hận Diệp Thừa Dân thì cũng không khỏi liên tục mong mỏi sự việc phát triển theo đúng như lời nói của Trình Viên Lệ. Trình Viên Lệ nói thêm hai câu, Diệp Thừa Dân nói ra những lời giúp đỡ, thế nhưng dù thế nào thì lão cũng không chịu nhận làm tổ trưởng tổ công tác phòng dịch, điều này làm cho bầu không khí hội nghị có chút quỷ dị. Đậu Minh Đường và Trịnh Thanh Tuyền ngồi ở bên kia cười mà không nói. Lúc này hai người bọn họ đều hiểu rõ ràng, công lao như một chiếc bánh ngọt. Dù có được chia thành hai phần bằng nhau, dù có thái độ thế nào cũng bị coi là khoa chân múa tay, khó ăn nói với tất cả các bên. Vương Tử Quân thật sự không chịu được cách thức từ chối từ mọi phương diện của Diệp Thừa Dân, hắn cười nói, Bí thư Diệp, có câu đi theo số đông thì không bị đánh, các tỉnh thành anh em đã phân phối rõ ràng, chúng ta nên tiến hành theo phương án của bọn họ. Vương Tử Quân nói như vậy thì Diệp Thừa Dân không còn lý do để từ chối. Dù sao thì người nào cũng không tình nguyện chia chén canh cho ai khác, nếu lão chối bỏ quá mức thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Sẽ làm cho mọi người ngại ngùng, dẫn đến những tiến hành ngu xuẩn. Nếu trưởng phòng Tử Quân đã nói như vậy, vậy cứ xử lý theo đề nghị của anh. Nhưng có một điều thế này, tôi và Chủ tịch Lý sẽ là tổ trưởng danh dự, tất cả công tác chứng thực đều phải do trưởng phòng Vương Anh xử lý. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì xem như bánh ít đi bánh quy lại. Cũng phản ánh Bí thư Diệp có chừng mực ở phương diện này. Vương Tử Quân do dự một chút rồi nói, Bí thư Diệp, tuy phòng chống dịch rất quan trọng, thế nhưng phương diện triển khai mở rộng công tác vẫn không nên quên công tác xây dựng phát triển kinh tế, chúng ta nên nắm hai công tác một lúc, công tác nào cũng phải cứng. Chương 1494 1 cho người biết làm việc cơ hội, cho người có khả năng đi ra sân khấu. Nếu như nói vừa rồi Diệp Thừa Dân căn bản còn có chút thưởng thức lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ lại càng cảm thấy cảm thán với sự chu đáo của người này.
Công tác quan trọng thì đa số mọi người có thể làm, nhưng có người làm từng bước, giới hạn hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng không có người nào nói ra cho rõ ràng, hơn nữa lại khó thể nào làm xuất sắc cho được. Lúc này công tác phòng dịch ở Nam Giang đang đi đầu trong nước, khi các tỉnh thành khác đang đuổi theo thì bọn họ lại nắm hai tay hai công tác song song, như vậy có thể nhận được sự coi trọng cao độ của thượng cấp, lại cho thấy Nam Giang có cách làm việc đặc biệt của mình. Hơn nữa phương diện phát triển kinh tế dù là thế nào cũng được tất cả ban ngành coi trọng, bây giờ là thời điểm trọng yếu có thể đặt xuống, thế nhưng dù sao thì phương diện này cũng là quá quan trọng. Lời đề nghị của Vương Tử Quân thật sự làm cho Nam Giang nhanh chân đi đến phía trước, căn bản hùa theo ý nghĩ của lãnh đạo Trung ương. Từ góc độ của Diệp Thừa Dân thì lão tự nhận mình không phải là người đố kỵ người tài, lão cam tâm tình nguyện một nguyên tắc cho người biết làm việc một cơ hội, cho người có khả năng đi ra sân khấu, khích lệ người làm được việc ở phương diện sử dụng cán bộ, để tỉnh Nam Giang biến thành thiên hạ của người tài. Dù nhìn từ góc độ nào thì Vương Tử Quân cũng là một nhân tài khó có được, đáng tiếc là lão không thể tự tay sử dụng. Diệp Thừa Dân thầm cảm thấy rất tiếc nuối, lão cười lớn nói, trưởng phòng Tử Quân, cứ xử lý dựa theo sắp xếp của anh, lúc này chúng ta cùng nắm bắt công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế, hơn nữa hai tay đều phải có thành tích. Hội nghị khẩn cấp chấm dứt trong bầu không khí vui vẻ hài hòa, Trịnh Thanh Tuyền nhìn Diệp Thừa Dân và Lý Thử Huyên chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện với Vương Tử Quân mà không khỏi thầm cảm khái. Tuy hắn vẫn còn có chút không phục Vương Tử Quân, thế nhưng những biểu hiện của Vương Tử Quân ngày hôm nay làm cho hắn khắc sâu một nhận thức, đó là người này cực kỳ khách quan, trình độ của mình kém người ta quá xa. Lúc này Thủ tướng đã cho ra văn kiện phòng chống dịch thế nhưng số ca bệnh trong nước lại liên tục tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới liên tục cho ra nhiều phương án trợ giúp, khuyến cáo nhân dân không nên đi lại quá nhiều. Hôm nay người đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới đi đến thành phố Đông Hồng, căn bản tiến hành kiểm tra học tập công tác phòng chống dịch của tỉnh Nam Giang. Trong quá trình điều tra, các tổ chức và cá nhân cho ra những đánh giá cao độ với công tác của tỉnh Nam Giang, đặc biệt là việc Nam Giang đã cho ra những phương án phòng ngừa chu đáo trước khi sự việc phát sinh, quyết đoán chặt chẽ giải quyết các vấn đề tương quan. Thật sự rất đáng được khẳng định. Lúc này cả nước đang cố gắng hạ thấp số lượng người nhiễm bệnh, thế nhưng vì đề phòng hiệu quả mà mong sao nhân dân không nên chủ quan. Trong chương trình thời sự, giọng nói của biên tập viên căn bản là quá quen thuộc, âm thanh vang lên thông báo những tin tức thời sự quan trọng trong ngày. Vương Tử Quân lúc này ngồi trên ghế salon trong nhà mình, hắn vừa uống nước vừa xem thời sự. Có lẽ lần này người đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới đến Nam Giang thì anh phải tham gia tiếp đãi. Mạc Tiểu Bắc dịu dàng rót trà cho Vương Tử Quân rồi cười nói. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Mạc Tiểu Bắc, những ngày qua có nhiều cơ hội nở mày nở mặt làm cho da mặt anh mỏng hơn, anh cũng không muốn làm ngôi sao trong vườn thú để người ta soi mói. Mạc Tiểu Bắc nghe lời chọc cười của Vương Tử Quân thì cảm thấy có chút buồn cười và thương tiếc. Nàng đưa tay sờ lên trán của Vương Tử Quân rồi cười nói, có phải anh phát sốt rồi không? Khi gần đến cuối năm thì công tác ở Nam Giang trên cơ bản tiến vào giai đoạn tổng kết, công tác phòng dịch vốn đã kết thúc thế nhưng vì tình hình dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới mà lại đưa lên một vị trí cực kỳ quan trọng. Nam Giang có được thành tích quá lớn, căn bản hấp dẫn ánh mắt của tất cả tỉnh thành chung quanh. Những tỉnh thành chung quanh không những phái các đoàn đến học tập kinh nghiệm, Bộ Y tế còn phái chuyên gia đến nghiên cứu. Muốn tiến hành một bước tổng kết và mở rộng phương án phòng dịch ở Nam Giang. Vương Tử Quân là người chịu trách nhiệm chủ yếu trong công tác phòng dịch, hắn căn bản không thể nào an phận được, có vài người đến và hắn không thể không tiếp đãi. Thậm chí có một vài cán bộ lão thành, ví dụ như người đến từ tỉnh Sơn Nam và Chiết Giang, hắn không lộ diện thì căn bản có lỗi với bạn bè của mình. Hôm nay tiếp đãi những lãnh đạo của Bộ Y tế, Vương Tử Quân vẫn là người được đưa ra đầu tiên. Thế nhưng hắn thấy rõ ánh mắt nóng bỏng của Diệp Thừa Dân và Lý Thử Huyên. Nếu như là 5 năm trước thì Vương Tử Quân nhất định sẽ có chút hả hê, sẽ thầm nghĩ đáng đời các anh. Thế nhưng bây giờ sau nhiều năm công tác thì hắn căn bản ném bỏ ý nghĩ táo bạo kia đi, căn bản không quan tâm đến những điều này. Mình sắp phải đi, cần gì phải phô trương quá như vậy. Nên lưu lại chút mặt mũi, sau này còn dễ dàng gặp mặt nhau. Vì vậy sau khi nhiệm vụ tiếp đãi rơi lên người Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng để cho Du Giang Vĩ chạy đến bệnh viện tỉnh lấy một tờ giấy xét nghiệm, sau đó lấy lý do đau đầu để ở nhà tĩnh dưỡng.
Vương Tử Quân xin nghỉ thì mọi người đều biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên sau khi gọi điện thoại quan tâm theo thông lệ thì cũng không nhường ai mà nhét tất cả hoạt động tiếp đãi vào trong lịch trình hàng ngày của mình. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, chợt phát hiện không phải là điện thoại này đổ chuông. Hắn có chút sững sốt, sau đó hắn đi vào trong phòng làm việc, nhấc chiếc điện thoại màu đỏ lên. Sau khi nghe máy thì bên kia chợt lên tiếng, xin hỏi có phải là trưởng phòng Vương Tử Quân hay không? Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi ngài là... Khi Vương Tử Quân còn đang cảm thấy nghi hoặc thì chợt nghe bên kia nói, trưởng phòng Vương, chào anh, Bí Thư Lâm muốn nói chuyện điện thoại với anh. Lâm Trạch Viễn gọi điện thoại đến, điều này làm cho Vương Tử Quân khẽ động. Lúc này thủy triều đã rút, chính mình sắp thấy được tảng đá, lúc này Lâm Trạch Viễn lại gọi điện thoại đến, có lẽ hướng đi của mình đã rõ ràng. Chính mình sẽ đi nơi nào? Là vị trí trước kia sao? Vương Tử Quân tuy đã trải qua nhiều năm tháng tu luyện thế nhưng vẫn không thể nào giữ được sự bình tĩnh trầm ổn như ngày thường. Chương 1494-2, cho người biết làm việc cơ hội, cho người có khả năng đi ra sân khấu. Chào Bí Thư Lâm, Vương Tử Quân cố gắng làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh hơn một chút, hắn trầm giọng chào hỏi Lâm Trạch Viễn. Tử Quân, cậu công tác rất tốt ở Nam Giang. Bây giờ hầu như tất cả các lãnh đạo đều khen thưởng khả năng nhìn xa trông rộng của cậu. Những ngày qua các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau phân tích tình hình, nếu như không phải cậu ở Nam Giang phong tỏa nguồn bệnh, với lưu lượng người đi lại trong nước, chỉ sợ hậu quả bây giờ là khó tưởng. Lâm Trạch Viễn vừa nghe máy thì đã dùng giọng cảm thán nói. Nhưng lời cảm thán này có pha lẫn niềm vui, mặc dù không có danh phận nhưng Vương Tử Quân là rẻ hiền trong mắt lão. Thế nên lão cực kỳ chú ý đến tình huống của Vương Tử Quân. Nói thật trước kia khi thấy Vương Tử Quân tham dự vào trong sự việc không nằm trong phạm vi quyền lực, hơn nữa còn có không ít người đề xuất nghi vấn và ý kiến với công tác của Nam Giang, Lâm Trạch Viễn căn bản có cái nhìn không hay với Vương Tử Quân. Lão căm tức cảm thấy Vương Tử Quân vẫn còn trẻ, còn phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Nhưng bây giờ tất cả nghi vấn biến thành tán thưởng. Hơn nữa những phân tích của các chuyên gia trong và ngoài nước về phương diện khống chế dịch bệnh si đang làm cho đám lãnh đạo trung ương lạnh cả người. Hầu như tất cả đều cảm thấy may mắn vì Nam Giang kịp cho ra phản ứng, may mà nhờ cán bộ Nam Giang có bản lĩnh nên một kết cục khủng khiếp không diễn ra. Chú Lâm, cháu chỉ làm những việc nằm trong khả năng của mình, hơn nữa cháu làm như vậy cũng là mèo mù gặp cá rán. Vương Tử Quân khiêm tốn nói với Lâm Trạch Viễn. Vương Tử Quân hiểu rất rõ Lâm Trạch Viễn, hắn thấy Lâm Trạch Viễn là một cây đại thụ đứng ngạo nghễ, một nửa trên đất một nửa trên tường, lại có một nửa bay trên không trung. Thế nhưng một người như Lâm Trạch Viễn lại luôn tỏ ra an phận và cực kỳ khiêm tốn. Trước mặt một người như vậy hắn sao có thể kiêu ngạo được? Dù thế nào thì hắn cũng phải che giấu và ném đi chút cảm giác kiêu ngạo không hay của mình. Lâm Trạch Viễn lần này ngược lại không tán thưởng sự khiêm tốn của Vương Tử Quân. Lão cười cười nói, tiểu tử cậu đừng giả vờ với tôi, tuy khi nên khiêm tốn thì không thể kiêu ngạo, thế nhưng cậu lại phải kiêu ngạo vì sự kiện này. Có một số việc khi chúng ta cần dùng tâm thì nhất định phải dùng tâm, cho dù chỉ có 1% khả năng thì cũng phải cố gắng dùng 100% công sức và lực lượng để thực hiện. Lâm Trạch Viễn rất vui vẻ, thế là nói chuyện với Vương Tử Quân nhiều hơn một chút. 10 phút sau đó chủ yếu là Lâm Trạch Viễn lên tiếng. Sau khi nghe Vương Tử Quân báo cáo vài vấn đề thì Lâm Trạch Viễn mới thay đổi chủ đề, Tử Quân, tôi cho cậu một tin tức, cậu cần chuẩn bị tốt tâm lý, năm sau cậu sẽ rời khỏi Nam Giang. Mặc dù Vương Tử Quân có chuẩn bị tâm lý thế nhưng sau khi nghe quyết định này thì cũng không nhịn được phải hỏi một câu, chú Lâm, có phải là vị trí trước đó không? Không phải, tôi còn định cho cậu rèn luyện thêm 2 năm, thế nhưng lãnh đạo đã tán thành năng lực của cậu. Bọn họ cho rằng nếu cho cậu ở trên vị trí kia thì căn bản là quá niên hạn, còn không bằng cho cậu đi đến đúng chỗ, chính thức thể hiện mình là nhân tài. Lâm Trạch Viễn chợt dừng lại rồi nói tiếp, có vài vị đồng chí trực tiếp đề nghị cho cậu tiến lên làm chủ tịch tỉnh, nhưng tôi chối bỏ điều này. Tuy niên hạn nhận chức của cậu đã đủ, thế nhưng bước chân đi quá lớn sẽ dễ mất trọng tâm, căn bản không có lợi cho cậu. Ý của tôi là cậu cần tôi luyện trước, sau đó tiến lên một bước thì thuận tiện hơn. Sang năm sẽ có văn kiện bổ nhiệm, sẽ là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông. Vị trí này không dễ làm, cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, sau khi nghe xong vị trí mới của mình mà Vương Tử Quân không khỏi sững sờ. Dựa theo những cải cách của Trung ương về vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, rất nhiều nơi có hai vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, một do Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm, hai là của Phó Bí thư chuyên trách. Nhưng bây giờ lại có hai vị trí cấp phó quan trọng nhảy lên người mình, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Chủ tịch tỉnh Mật Đông là một cán bộ lão thành có kinh nghiệm công tác cực kỳ phong phú, sau khi đến Mật Đông thì cậu dù là công tác hay sinh hoạt cũng phải học tập đồng chí của mình nhiều hơn, có biết không? Lâm Trạch Viễn dặn dò hai câu thì cúp điện thoại, lúc này Vương Tử Quân còn khiếp sợ vì vị trí của mình, mãi đến khi những tiếng tút tút vang lên bên tai được nửa phút thì hắn mới tỉnh táo lại và cúp điện thoại. Vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Mật Đông căn bản là cực kỳ có ý nghĩa, vì tuổi thọ của vị chủ tịch tỉnh kia là không nhỏ, nếu như không có tình huống không may, như vậy chỉ sau một thời gian ngắn Vương Tử Quân sẽ tiến lên làm lãnh đạo số 2 tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời căn dặn đầy ý nghĩa của Lâm Trạch Viễn mà không nhịn được phải nở nụ cười. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của mình, Trình Viên Lệ gọi điện thoại đến. Trình Viên Lệ ở đầu dây bên kia báo cáo công tác về việc tiếp đón người của Bộ Y tế, sau đó không khỏi dùng giọng hưng phấn nói, trưởng phòng Vương, tôi có khả năng được điều động. Vương Tử Quân thật sự không ngờ Trình Viên Lệ sẽ được điều động, chẳng lẽ nàng sẽ tiếp nhận vị trí trưởng phòng tổ chức của mình. Khi hắn đang suy tư thì Trình Viên Lệ nói, vừa rồi Bí thư Diệp mới tiết lộ với tôi một câu, nói là tuyến trên thấy tôi có năng lực mạnh ở công tác y tế. Thế nên chuẩn bị điều động tôi lên nhận công tác ở Bộ Y tế. Thân phận của Diệp Thừa Dân là quá rõ ràng, lão căn bản linh thông tin tức còn hơn những vị bí thư tỉnh ủy bình thường khác. Hơn nữa sự việc có liên quan đến phương diện điều động nhân sự, Diệp Thừa Dân sẽ không bao giờ nói bừa. Hôm nay lão chính thức tiết lộ điều này, đã khẳng định Trình Viên Lệ sẽ tiến lên công tác ở Bộ Y tế rồi. Những ngày qua Vương Tử Quân làm tổ trưởng tổ phòng chống dịch, hắn căn bản cũng hiểu khá nhiều tình huống của Bộ Y tế trong nước. Bây giờ Bộ trưởng Bộ Y tế sắp về hưu, lúc này điều động Trình Viên Lệ tiến lên, ý nghĩa của nó là gì không cần nói cũng biết. Hơn nữa bây giờ Trình Viên Lệ còn có thành tích phòng chống dịch cực kỳ chói mắt. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cười nói, đồng chí Viên Lệ, chúc mừng, khi nào chỉ có rảnh thì đến nhà tôi dùng cơm. Trưởng phòng Tử Quân anh cũng đừng nên quá khách khí. Nếu nói ra thì tôi phải là người mời cơm lãnh đạo. Trình Viên Lệ tuy sắp tiến lên một bước nhưng căn bản càng khiêm tốn với Vương Tử Quân, vì nàng biết rõ mình sở dĩ có cơ hội thế này là vì đi gần bên cạnh Vương Tử Quân. Lúc này tình hình dịch bệnh ở bên ngoài nước đang rất nguy hiểm thế nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến bầu không khí trong nước. Ngoài việc nhấn mạnh nhân dân không nên đi lại quá nhiều, phần lớn người đi làm đã và đang trên đường về nhà đón Tết. Chương 1495, khởi đầu một giai đoạn tốt đẹp. Tuy còn chưa có văn kiện điều động rõ ràng thế nhưng những người nên biết thì đều đã biết. Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Huyên cho ra phân công trực ban trong Tết, bọn họ rất nể mặt Vương Tử Quân, cho hắn thời gian nghỉ ngơi, cũng không sắp xếp gì cả. Lúc này Vương Quang Vinh đã rời nhà đến thủ đô, tất nhiên Vương Tử Quân cũng phải đón Tết ở thủ đô. Thời gian đầu năm của Vương Tử Quân căn bản không quá thoải mái. Có đủ người ở Sơn Nam và Nam Giang chạy đến thủ đô biếu nhiều món đặc sản. Đối với những món quà đặc sản không quá quý hiếm cũng như thể hiện tâm ý này, Vương Tử Quân căn bản không thể từ chối. Dù sao hắn cũng không phải một vị thần giữa nhân gian, hắn nhất định phải làm tốt công tác nhân tình. Mùng 2 Vương Tử Quân đến chúc Tết Lâm Trạch Viễn đi về nhà, vừa vào cửa hắn đã thấy nhị thúc Vương Giải Phóng và em họ Vương Tử Hoa đang trò chuyện với mẹ trong nhà. Tất nhiên người nói chuyện chủ yếu là Vương Giải Phóng, Vương Tử Hoa chỉ ngồi bên cạnh nở nụ cười. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Vương Giải Phóng cười nói, Tử Quân, vừa rồi nghe mẹ nói nhiều về cháu. Cháu đến đây, hai chú cháu ta cùng tâm sự. Vương Tử Hoa khéo léo nhường vị trí, sau đó rót nước giúp cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Vương Tử Hoa, sau đó hắn cười nói với Vương Giải Phóng, nhị thúc, chú đến khi nào thế? Chú và em vừa mới đến, Vương Giải Phóng đối mặt với Vương Tử Quân cũng có chút áp lực. Tuy bây giờ lão cũng là thường ủy tỉnh ủy ở Chiết Giang, thế nhưng lão biết rõ sự chênh lệch giữa mình và cháu trai là như thế nào.
Hơn nữa chức vụ mới của Vương Tử Quân lại nhét hai vị trí phó bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường vụ tỉnh vào trong túi, điều này nói rõ Vương Tử Quân là người kế vị tiếp theo. Biết đâu sau vài năm nữa thì Vương Tử Quân sẽ tiến lên vị trí cao vời khác. Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng quá tốt về chú của mình, thế cho nên khi trò chuyện cũng là câu được câu không. Khi bọn họ đang trò chuyện với nhau, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Triệu Tuyết Hoa vừa mới định đứng lên thì Vương Tử Hoa đã nhanh chân mở cửa phòng, nhưng hai người đứng bên ngoài là ai thì dù là Vương Tử Quân hay Vương Giải Phóng cũng không thể nhận ra được. Một cặp nam nữa đứng bên ngoài, người đàn ông hơn 40 tuổi với nụ cười sáng lạn trên mặt, người này mặc tây trang làm cho toàn thân tỏ ra cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng nếu so với người phụ nữ bên cạnh thì người này lại kém vài phần, cô nàng mặc áo lông màu hồng, chẳng những không mập mạp ra vì áo lông dày. Hơn nữa còn phụ trợ cho dáng người lồi lõm hấp dẫn của nàng. Khi nhìn thấy người phụ nữ kia thì Vương Tử Hoa có chút ngẩn ngơ, khi hắn định lên tiếng thì người phụ nữ đã dùng giọng phổ thông mềm mại nói, xin hỏi đây có phải là nhà của Bí Thư Vương không? Bí Thư Vương, lúc này trong nhà thật sự có không ít Bí Thư Vương, nhưng Vương Tử Hoa cũng không cho rằng người đến tìm gặp mình hoặc bố mình, có lẽ bọn họ đến tìm bác trai. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy thì Vương Tử Hoa trầm giọng nói, bác trai của tôi hôm nay không có ở nhà. Chào anh, tôi là nhân viên công tác của thuộc văn phòng tỉnh ủy Mật Đông công tác trong khu thường trú của tỉnh ở thủ đô, hôm nay tôi đến là để chúc Tết Bí Thư Vương Tử Quân. Cô gái kia biết Vương Tử Hoa hiểu lầm nên tranh thủ thời gian giải thích. Vương Tử Hoa căn bản biết rõ sự kiện Vương Tử Quân sắp tiến lên nhận vị trí thứ ba của tỉnh Mật Đông. Khi nghe đám người kia nói mình là nhân viên công tác của khu thường trú tỉnh Mật Đông thì hiểu ra vấn đề, biết bọn họ đến đây làm gì. Nhưng hắn bây giờ còn chưa biết thái độ của Vương Tử Quân, thế nên có chút do dự. Vương Tử Quân nghe được đoạn đối thoại của Vương Tử Hoa và hai người bên ngoài, tuy hắn cảm thấy bất ngờ vì người của khu thường trú tỉnh Mật Đông đến nhà mình vào lúc này, thế nhưng dù thế nào thì người đến cũng là khách. Không thể đánh lên mặt người cười, hắn không thể như vậy được. Khu thường trú ở thủ đô là chốn rồng rắn lẫn lộn, còn có một chức năng chính là nơi tập kết các loại tin tức, nếu làm tốt có thể lợi dụng tư nguyên, nếu không tốt chỉ là bài trí mà thôi. Tử Hoa, mời khách vào nhà ngồi đi. Khi hai người kia đi đến thì Vương Tử Quân đứng lên, hắn nở nụ cười bình thản mời bọn họ vào trong nhà. Người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc lại càng thêm an phận, khi vừa thấy Vương Tử Quân thì không ngồi xuống mà dùng giọng cung kính nói, Bí Thư Vương. Tôi là Trương Hữu Chí, Phó Thư ký trưởng Văn phòng tỉnh ủy Mật Đông, là chủ nhiệm khu thường trú tỉnh Mật Đông ở thủ đô, vị này chính là Mễ Phương. Chúng tôi cố ý đến chúc Tết ngài, chúc ngài năm mới vạn sự như ý. Vương Tử Quân nghe lời nói của người đàn ông trung niên, hắn nhìn thoáng qua người này, đối phương đến căn bản không nhắc đến chuyện mình nhận chức, chỉ cung kính chúc Tết, rất đúng mực, căn bản là nắm bắt rất khá. Trước kia Vương Tử Quân về thủ đô họp cũng từng gặp mặt cán bộ tỉnh Mật Đông, nhưng khi đó hai bên gặp mặt chỉ nói vài lời hời hợt mang tính xã giao, căn bản không có ý xâm nhập trao đổi. Nhìn từ phương diện nào đó thì hai người này chính là những người cán bộ tỉnh Mật Đông mà Vương Tử Quân tiếp xúc đầu tiên. Vương Tử Quân cười cười nói, chủ nhiệm Hữu Chí, đồng chí Mễ Phương, cảm ơn các anh chị đã đến thăm tôi cũng chúc hai anh chị năm mới vui vẻ, an khang hạnh phúc. Trương Hữu Chí và Mễ Phương đi vào nhà Vương Tử Quân một lát, uống một ly trà, nói vài câu chúc mừng, sau đó biết điều rời đi. Chỉ là khi rời đi thì Trương Hữu Chí có mời Vương Tử Quân đến chỉ đạo công tác của khu thường trú Mật Đông ở thủ đô, căn bản không nói gì thêm. Mễ Phương cơ bản không nói gì cả, chỉ là khi bắt tay chia tay với Vương Tử Quân, bàn tay của nàng rất mềm mại, rất không phụ lòng cơ thể yểu điệu nóng bỏng. Bí Thư Vương, kính xin ngài tiến hành phê bình chỉ đạo nhiều hơn với công tác của khu thường trú. Đây là câu nói hát đệm của Mễ Phương sau khi Trương Hữu Chí lên tiếng. Sau khi tiến hai người này ra cửa thì Vương Tử Quân đi vào phòng khách. Vương Giải Phóng chờ Vương Tử Quân ngồi xuống rồi nói, tôi nghe nói tỉnh Mật Đông có rất nhiều mỏ khoáng, cháu đi đến Mật Đông nên chú ý một chút. Vương Tử Quân cho dù có quan hệ khá nhạt với Vương Giải Phóng thì cũng có vài phần máu mủ thân tình. Biết rõ lời dặn của nhị thúc là lời vàng ngọc, thế nên hắn gật đầu nói, nhị thúc yên tâm, cháu nhớ kỹ rồi. Vương Giải Phóng thấy Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy thì có chút hưởng thụ, đồng thời cảm thấy có vài phần không đúng.
Dựa vào ánh mắt, sự nhạy bén và tâm cơ của Vương Tử Quân, sao không hiểu rõ tình hình của tỉnh Mật Đông cho được. Buổi sáng Vương Quang Vinh cũng không quay về, vì vậy Vương Tử Quân và Vương Giải Phóng và Vương Tử Hoa ăn một bữa cơm gia đình. Buổi chiều Vương Giải Phóng đưa Vương Tử Hoa rời đi, sau đó hẹn ngày mai cả nhà dùng cơm ở khu thường trú tỉnh Chiết Giang. Sau khi hai cha con Vương Giải Phóng đi chưa bao lâu thì Mạc Tiểu Bắc đưa Tiểu Bảo Nhi từ nhà Mạc ra quay về. Triệu Tuyết Hoa càng ngày càng yêu thương Tiểu Bảo Nhi, lúc này thấy Tiểu Bảo Nhi đi về thì kéo cháu ra ngoài chơi. Vợ, chiều nay có chuyện gì cần làm không? Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon cười hỏi Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc khẽ cười, cũng không nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, bộ dạng ung dung bình tĩnh. Vương Tử Quân định ở nhà với Mạc Tiểu Bắc, nhưng khi nhìn bộ dạng của nàng, hắn chợt sinh ra ý nghĩ muốn đưa nàng đi dạo. Tuy Mạc Tiểu Bắc giống như luôn ở bên cạnh hắn, thế nhưng thực tế hắn cũng không có quá nhiều thời gian với nàng. Dù sao thì hắn có công tác của mình, còn có sự hiện hữu của Lâm Dĩnh Nhi và những người khác, bọn họ căn bản đều chia sẻ bớt thời gian với Mạc Tiểu Bắc. Khoảng thời gian Tết nhất này giống như nhóm người Tần Hồng Cẩm có giao ước với nhau, bọn họ đều né tránh Vương Tử Quân. Trước nay Y Phong ở cùng với Tần Hồng Cẩm, bây giờ Y Phong và Tiểu Điềm Đậu đi ra nước ngoài, Trương Lộ Giai thì đi du lịch, còn Lâm Dĩnh Nhi lại theo vợ chồng Lâm Trạch Viễn về quê. Tuy Vương Tử Quân tin tưởng bọn họ làm vậy cũng không có giao ước gì, thế nhưng mục đích là gì thì quá rõ ràng. Hắn thầm cảm khái, đồng thời nói với Mạc Tiểu Bắc, nghe nói những ngày qua thủ đô rất náo nhiệt, chúng ta đi dạo chơi xem thế nào. Chương 1496, một treo thưởng số tiền lớn để chinh phục em. Với tính tình lãnh đạm của Mạc Tiểu Bắc thì căn bản không có hứng với những chuyện náo nhiệt, nhưng dưới sự kiên trì của Vương Tử Quân thì hai người vẫn chậm rãi đi ra ngoài. Tình hình giao thông ở thủ đô ngày càng thêm đông đúc, mỗi lần đưa Tiểu Bảo Nhi đi theo, tiểu tử này luôn than phiền là xe chạy như ốc sên làm cho Vương Tử Quân không có hào hứng chạy xe chút nào, thế nên hắn cũng không lái xe mà đi ra bắt taxi. Nếu như nói Vương Tử Quân là nhân vật công chúng ở Nam Giang, hắn còn có chút cấm kỵ. Bây giờ đến thủ đô thì không có mấy người quen biết hắn. Bác Tài, hôm nay ở nơi đâu náo nhiệt nhất thế? Vương Tử Quân cũng không phải là người thủ đô, hôm nay có thời gian rảnh rỗi thế nên nhanh chóng hỏi tài xế taxi. Tên tài xế đang thầm nghe Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc tán gẫu với nhau, sau khi nghe Vương Tử Quân lên tiếng thì chợt có hào hứng nói chuyện. Hai vị có phải là người từ bên ngoài đến thủ đô không? Nơi đây có nhiều chỗ náo nhiệt vui vẻ, quan trọng là các vị muốn đi làm gì, mua sắm, xem xiếc, hay là gì khác. Vương Tử Quân xem như hoàn toàn lĩnh giáo sự nhiệt tình của viên lái xe, hắn nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi nở nụ cười, sau đó tán gẫu với viên tài xế. Có triển lãm xe hơi không? Chúng tôi muốn đi xem một chút. Mạc Tiểu Bắc nãy giờ luôn trầm mặc chợt lên tiếng đề nghị. Mạc Tiểu Bắc căn bản không có hứng thú với nhiều chuyện. Ngoài đam mê máy tính thì xe hơi chính là một thứ còn lại duy nhất. Khi thấy Mạc Tiểu Bắc có hứng thú thì Vương Tử Quân cười nói, vậy thì chúng ta đi xem triển lãm xe hơi. Tài xế thấy hai người kia theo lời đề nghị của mình thì càng tỏ ra vui vẻ, hai vị muốn đi xem triển lãm xe hơi, bây giờ là thời điểm tốt. Hai vị không biết đấy thôi, hôm qua có quá nhiều người đến tham gia triển lãm, chưa nói đến phương diện người mẫu xe hơi rất xinh đẹp, còn có nhiều chuyện hiếm thấy xảy ra. Có người bỏ ra hơn chục triệu mua vài chiếc xe đỉnh cấp. Tên tài xế nói đến đây thì chợt cảm khái, người tỉnh Mật Đông thật sự rất có tiền. Không phải là lần đầu tiên Vương Tử Quân nghe người ta nói người tỉnh Mật Đông giàu có. Mua xe hơn chục triệu mà không thèm nháy mắt, thật sự là coi tiền như đất. Vương Tử Quân cười cười nói, bác Tài, trời sinh người tất có tác dụng, biết đâu sau này anh sẽ phát tài. À, tôi thích nghe lời nói của cậu. Thế nhưng tôi cũng tự hiểu về mình. Cậu nghĩ mà xem, tôi chỉ là một thằng lái taxi thuê, muốn phát tài sao? Trừ khi là có một phú bà nào tình nguyện ngã vào vòng tay của tôi thì mới thành hiện thực được, ha ha. Triển lãm xe hơi không cách quá xa nhà Vương Quang Vinh, chỉ sau 10 phút thì đã đến trung tâm triển lãm. Tuy bây giờ là năm mới nhưng vẫn có rất nhiều người ra vào ngoài cổng, bầu không khí náo nhiệt. Vương Tử Quân đi xuống xe với Mạc Tiểu Bắc. Hai người đi theo dòng người vào trung tâm triển lãm. Nơi đây có nhiều loại xe, đủ mọi hình dáng, hầu như bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một người đẹp đứng đó,
để cho người ta tùy ý chụp hình. Tuy triển lãm xe hơi có cấp độ không thấp, thế nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, thế cho nên đám khách ngoài nhìn ngắm xe hơi thì chủ yếu là quan tâm đến những người mẫu xinh đẹp động lòng người. Nhưng khi có không ít người chụp ảnh mỹ nữ cũng không tự chủ được phải chĩa máy ảnh về phía Mạc Tiểu Bắc. Mặc dù Mạc Tiểu Bắc ăn mặc bình thường nhưng dung nhan và khí chất rất cao vời, thật sự là đóa hoa giữa dòng người. Sau khi nhìn vài chiếc xe thì Vương Tử Quân căn bản không còn hào hứng, hắn thấy Mạc Tiểu Bắc hứng thú nghiên cứu một chiếc xe BMW mới ra lò thì cười nói, đi dạo nơi này căn bản là không có ý nghĩa, chúng ta đi đến khu phố đặc sản dân tộc đi. Trước nay Mạc Tiểu Bắc căn bản chưa từng từ chối lời yêu cầu của Vương Tử Quân, bây giờ cũng không ngoại lệ. Mặc dù chiếc xe BMW mới rất hấp dẫn ánh mắt của nàng, thế nhưng nàng là một người giàu có, căn bản cảm thấy chướng mắt chiếc xe này. Chào em, mỹ nữ, chiếc BMW này là dòng xe thể thao mới nhất, nếu dưới điều kiện bình thường có thể chạy đến tốc độ 360 km/h. Chiếc xe này có ngoại hình khá đẹp, được các mỹ nữ trên thế giới thích thú, em đứng cùng với chiếc xe này căn bản là một phối hợp hoàn hảo. Một người đàn ông hơn 30 tuổi thấy Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị đi thì tranh thủ thời gian giới thiệu. Mạc Tiểu Bắc nhìn người đàn ông kia, sau đó kéo Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi. Nhưng người đàn ông kia cũng không ngại, hắn cười nói, tôi vừa mới mua chiếc xe này, nếu như em thích, có thể lái đi. Khi Mạc Tiểu Bắc xem xét chiếc BMW thì Vương Tử Quân đã nhìn vào bảng giá, hơn 3 triệu, thế nhưng người đàn ông kia căn bản ném ra không tiếc, đúng là cực kỳ có tiền. Nhưng trên thế giới này không có chuyện yêu một cách vô duyên vô cớ, người này hào sảng là vì cái gì, cho dù là một tên đầu heo cũng nhìn ra được. Lúc này đối phương lên tiếng như vậy nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt đám người trong đại sảnh. Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt chán ghét nhìn tên đàn ông kia, sau đó kéo Vương Tử Quân bước đi. Vương Tử Quân cũng không muốn ý nghĩ tốt đẹp của mình bị một người như vậy phá nát, thế nên cầm tay Mạc Tiểu Bắc rời đi. Người đàn ông kia không ngờ Mạc Tiểu Bắc không thèm quan tâm đến mình, thế là gương mặt có vài phần dữ tợn, hắn nhìn bốn phía, sau đó nuốt cơn tức xuống bụng. Ông chủ, chiếc xe này thật sự có giá hơn 3 triệu sao? Một người mẫu xe hơi với thân hình nóng bỏng khêu gợi khẽ đi đến bên cạnh tên đàn ông, cơ thể nóng bỏng cố ý cọ sát lên người hắn, giống như một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ khi nào. Người đàn ông hiểu rõ ý nghĩ của người phụ nữ này. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, sau đó khua tay mất kiên nhẫn, cô cũng không đáng giá như vậy đâu. Cũng không có vấn đề gì, người phụ nữ cũng không nổi giận vì câu nói của tên đàn ông, ngược lại còn thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Sau khi bắt lấy tay tên đàn ông kia thì nàng cười nói, ông chủ, nghe giọng của ngài, tôi nghĩ ngài là người mật đông có phải không? Làm sao cô biết, người đàn ông kia cũng nhân cơ hội mà sờ lên mông cô người mẫu xe hơi một cái. Hi hi, trước kia tôi có người bạn học là người mật đông, hơn nữa một ông chủ lớn như ngài nếu không phải đến từ mật đông thì là từ nơi nào. Người phụ nữ cũng không nổi giận vì người đàn ông kia động tay động chân, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác hào hùng của người đàn ông nhanh chóng bị người phụ nữ này nhen nhóm lên, hắn ôm lấy nàng rồi nở nụ cười dâm ô lên tiếng, này em, vì câu nói này của em, anh nhất định sẽ mua cho em một chiếc xe. Cái gì chứ? Chỉ cần là người phụ nữ mà anh chọn chúng, cũng không tin sẽ không rơi vào tay anh. Vương Tử Quân cùng Mạc Tiểu Bắc đi trên khu phố buôn bán các sản vật của các dân tộc, mua cho Tiểu Bảo Nhi vài món này nọ, 4 giờ chiều mới cùng Mạc Tiểu Bắc đi về nhà. Chương 1496, 2 treo thưởng số tiền lớn để chinh phục em. Trong nhà chỉ có Triệu Tuyết Hoa và Tiểu Bảo Nhi thế nhưng lại đầy tiếng cười. Tiểu Bảo Nhi đang đeo mặt nạ hình mèo. Đang chạy qua lại trong phòng. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc quay về thì nhanh chóng lao ra. Mẹ, con là mèo lớn, meo meo, mau cho con ôm một cái. Tiểu Bảo Nhi cố gắng bày ra bộ dạng hung hăng để lớn tiếng hù dọa Mạc Tiểu Bắc. Mặc dù trong mắt Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc là một người phụ nữ tài trí, thế nhưng không thể không nói Tiểu Bảo Nhi chính là một uy hiếp của nàng. Khi vừa thấy con trai thì nàng cũng ném bỏ đi thích cách không thích bị làm phiền, nhanh chóng quấn lấy con trai vui đùa một lát. Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng đổ đầy mồ hôi của Tiểu Bảo Nhi, nàng yêu thương ôm lấy con, muốn gỡ mặt nạ của nó ra, nàng cười hỏi, ngoan nào, bà nội mua cái mặt nạ này rất đáng sợ, làm cho mẹ thấy rất sợ hãi, con mau cởi ra cho mẹ,
Mặt nạ này là một bác trai mua cho con. Tiểu Bảo Nhi vùng ra khỏi lòng Mạc Tiểu Bắc, sau đó chạy về một hướng khác trong phòng. Tử Quân, vừa rồi mẹ đưa Tiểu Bảo Nhi ra ngoài thì gặp một người, anh ta nói mình họ Thạch, có quen biết với con, còn nói có gọi điện thoại cho con nhưng không ai nghe máy. Triệu Tuyết Hoa vừa nhận lấy những món Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc mua vừa cười nói. Họ Thạch, Vương Tử Quân nghĩ ngay đến Thạch Kiên Quân. Trước Tết Vương Tử Quân đã liên hệ điện thoại với Thạch Kiên Quân, hai bên chúc Tết lẫn nhau. Khi đó Thạch Kiên Quân còn nói hẹn khi nào đến thủ đô sẽ tự mình chúc mừng. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó thấy 10 cuộc gọi nhỡ. Hắn nhìn những số gọi đến, cảm thấy phần lớn là người quen, thế nhưng cũng có vài số điện thoại hắn không biết của ai. Vương Tử Quân bấm số điện thoại của Thạch Kiên Quân, bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng đàn ông cực kỳ bình tĩnh, chào anh, tôi là Mã Sướng Quốc. Vương Tử Quân căn bản không biết Mã Sướng Quốc là ai, nhưng hắn biết đó là thư ký của Thạch Kiên Quân, hắn nhanh chóng cười nói, chào anh, xin hỏi bí thư Thạch có ở đó không? Mã Sướng Quốc rất cảnh giác với giọng điệu của Vương Tử Quân, hắn khẽ hỏi, xin hỏi anh là? Tôi là Vương Tử Quân ở Nam Giang. Vương Tử Quân báo thân phận xong thì giọng điệu của Mã Sướng Quốc chợt xoay chuyển 180 độ, chào trưởng phòng Vương, bí thư Thạch đang trò chuyện với khách, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với anh ấy. Nửa phút sau đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười cởi mở của Thạch Kiên Quân, chào trưởng phòng Vương, tôi là Thạch Kiên Quân, chúc cậu năm mới vui vẻ hạnh phúc. Vương Tử Quân nghe lời chúc của Thạch Kiên Quân, cũng không quên chúc lại đối phương. Hai người nói vài câu chúc Tết, Thạch Kiên Quân chợt cười nói, cậu Tử Quân, trưa mai cậu có thời gian không, hai gia đình chúng ta cùng dùng cơm nhé. Trong quan trường cùng dùng cơm là bình thường, nhưng nếu như đưa cả nhà đi, như vậy là dùng cơm với mối quan hệ thân cận. Uy danh của Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam ngày càng mạnh, lúc này hắn chủ động yêu cầu hai nhà dùng cơm, tất nhiên thể hiện sự coi trọng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không từ chối với lời mời thân cận này của Thạch Kiên Quân, hắn cười nói, bí thư Thạch, tôi đang định đến thăm hỏi ngài và chị, như vậy thì tốt quá, ngài xem đại nhạn phủ có được không? Thức ăn nơi này cũng không tệ. Trưởng phòng Tử Quân, chút chuyện như vậy cậu cũng không cần quan tâm, thế này đi, 11 giờ trưa mai tôi sẽ cho người lái xe đến đón cậu. Thạch Kiên Quân cười ha hả rồi dùng giọng không cho phép phân trần nói. Vương Tử Quân cũng không chối bỏ sắp xếp của Thạch Kiên Quân, đến cấp bậc của bọn họ thì ai mời khách cũng được, chủ yếu là tăng tiến quan hệ giữa đôi bên mà thôi. Thời gian trôi qua khá nhanh, 10 giờ rưỡi ngày hôm sau Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Mã Sướng Quốc. Hắn và Mạc Tiểu Bắc thu dọn vài thứ, sau đó chậm rãi đi ra khỏi nhà. Mã Sướng Quốc là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cơ thể có hơi gầy, đeo một cặp kính đen làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Hắn là cán bộ tỉnh Sơn Nam, tất nhiên hắn biết rõ Vương Tử Quân là ai, thế cho nên vừa thấy mặt Vương Tử Quân thì dùng giọng khách khí nói, chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân bắt tay với Mã Sướng Quốc rồi thuận tiện ngồi vào trong xe. Sau đó xe chậm rãi chạy ra khỏi nhà, hắn nói hai câu với Mã Sướng Quốc. Từ câu chuyện của Mã Sướng Quốc, hắn biết Mã Sướng Quốc là người gần đây được điều động làm thư ký của Thạch Kiên Quân, trước kia người này công tác ở phòng nghiên cứu chính sách. Vương Tử Quân cũng không có ý nghĩ kết bạn với Mã Sướng Quốc, hơn nữa với thân phận của Vương Tử Quân làm cho Mã Sướng Quốc liên tục nói lời nịnh nọt. Vì vậy hai người đi trên đường đều cảm thấy vui vẻ, Mạc Tiểu Bắc không nói lời nào, biểu hiện có chút đông cứng. Trưởng phòng Vương, nói thật thì Bí Thư Thạch cảm thấy rất không vui khi ngài rời khỏi Sơn Nam. Bí Thư Thạch có một câu rất sâu sắc, chính là địa phương nào có ngài thì căn bản không cần phải lo lắng. Mã Sướng Quốc nói lời này thì có một nửa là nịnh nọt, một nửa là chân thành. Mã Sướng Quốc là cán bộ tỉnh Sơn Nam, hắn hiểu rõ tình huống của thành phố Lưu Nhị, càng cảm động sự vênh váo của đám cán bộ thành phố Lưu Nhị. Lúc này ở trong Sơn Nam có lưu truyền một tin tức, đó là dù Vương Tử Quân rời khỏi Lưu Nhị thế nhưng ý nghĩ phát triển kinh tế trước đó không ai dám thay đổi. Mã Sướng Quốc có tương lai quy hoạch cho chính bản thân mình. Đó là hắn sẽ công tác bên cạnh Thạch Kiên Quân vài năm, sau khi cho ra thành tích thì sẽ xuống tuyến dưới đãi cát tìm vàng. Tất nhiên ý nghĩ tốt nhất của hắn chính là mình xuống Lưu Nhị. Mã Sướng Quốc biết rõ lời nói của người nào có tác dụng nhất ở Lưu Nhị, vì vậy khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì hắn căn bản ném ra tất cả vốn liếng,
muốn cho ra ấn tượng tốt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không quá chú tâm đến những lời nịnh nọt của Mã Xướng Quốc, bây giờ hắn thật sự được người ta nịnh nọt quá nhiều. Sau khi trò chuyện với Mã Xướng Quốc thêm một lúc thì xe chạy đến và dừng lại trước cổng khách sạn. Ủa, lái xe ở phía trước từ đầu đến giờ không nói gì, lúc này hắn chợt kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn qua Mạc Tiểu Bắc thông qua kính chiếu hậu. Biểu hiện của lái xe làm cho Vương Tử Quân và Mã Xướng Quốc không cùng hẹn mà nhìn ra ngoài. Lúc này trên màn hình huỳnh quang của khách sạn đang phát ra một thông báo tìm người, nhưng nội dung của thông báo lại không tầm thường, chẳng qua hai người Vương Tử Quân và Mã Xướng Quốc không quan tâm đến nội dung, chỉ nhìn vào hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Tuy chỉ là một tấm ảnh chụp sơ sài, thế nhưng chỉ cần là người đã gặp Mạc Tiểu Bắc đều biết rõ đó là Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc cũng nhìn ra, sau khi nhìn màn hình bên ngoài thì vẻ mặt có chút tức giận. Vương Tử Quân là người ở cùng với nàng khá lâu năm, hắn biết rõ nàng thật sự tức giận. Vương Tử Quân khẽ kéo vai của Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt cười nói, Tiểu Bắc, có nhiều con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, em nếu vì vậy mà tức giận thì không phải là sẽ chết mất sao? Anh còn nói như vậy được à? Mạc Tiểu Bắc đấm Vương Tử Quân một cái rồi nở nụ cười. Mã Xướng Quốc thầm cảm thán, hèn gì có người vừa thấy mặt Vương Phu Nhân thì đã treo thưởng 100 ngàn để tìm người. Chính mình có thực lực như vậy sẽ tuyệt đối không hàm hồ. Chương 1497, thân thiết với người mới quen là tối kỵ. Khi Vương Tử Quân đi đến tầng cao nhất của khách sạn thì bên trong đã có đầy khách quý, không những có một nhà Thạch Kiên Quân, còn có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi ngồi đối diện với Thạch Kiên Quân. Người này khẽ trò chuyện với Thạch Kiên Quân, nhìn vào gương mặt thì thấy rất cung kính với Thạch Kiên Quân. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì Thạch Kiên Quân đứng lên nói, cậu Tử Quân, ngồi đi, đã nhiều ngày không gặp cậu, bây giờ càng nhìn càng trẻ hơn trước. Người ta có câu xuân phong đắc ý ngựa phóng nhanh, câu này phải dành riêng cho cậu mới đúng. Sau khi bắt tay Thạch Kiên Quân thì Vương Tử Quân cười nói, bí thư Thạch nói như vậy là quá khen ngợi tôi rồi, những động tác của ngài ở tỉnh Sơn Nam thật sự làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Vương Tử Quân nói những lời này căn bản đến tận đáy lòng Thạch Kiên Quân. Những năm qua Thạch Kiên Quân đẩy mạnh công tác ở tỉnh Sơn Nam và có được thành tích rất tốt, càng ngày càng được lãnh đạo khen ngợi, bây giờ Vương Tử Quân nói ra như vậy không khỏi làm cho hắn cảm thấy rất có thể diện. Ha ha ha, cậu Tử Quân, hai người chúng ta cũng đừng khen ngợi lẫn nhau nữa. Tôi giới thiệu cho cậu, vị này chính là Tiết Xuyên Cường, là bạn cũ của tôi, hiện nay đang là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông. Thạch Kiên Quân nói rồi quay sang người đàn ông trung niên đối diện, Xuyên Cường, vị này chính là trưởng phòng Vương tôi vừa giới thiệu với cậu, các cậu sau này là chiến hữu cùng chung ban ngành, cần phải thân cận nhiều hơn. Tiết Xuyên Cường là người có gương mặt vuông, tóc xịt keo khá bóng, nhìn qua rất có khí thế. Sau khi Thạch Kiên Quân lên tiếng giới thiệu thì hắn nhanh chóng vươn tay nói, bí thư Tử Quân, sau này kính mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Vương Tử Quân đi đến tỉnh Mật Đông đã là kết cục đã định, sự kiện này căn bản không ai dám mở miệng nói ngược. Lúc này thấy Tiết Xuyên Cường vươn tay thì Vương Tử Quân cũng nhanh chóng vươn tay nói, chào Chủ tịch Tiết, sau này kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Tôi hoàn toàn tán thành bí thư Vương đến tỉnh Mật Đông, ngài đến sẽ rót vào ban ngành tỉnh Mật Đông chúng tôi một luồng gió mới. Tiết Xuyên Cường lên tiếng với nụ cười sáng lạn. Vương Tử Quân căn bản cũng khá hiểu ban ngành tỉnh Mật Đông. Thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở các vị thường ủy tỉnh ủy như bí thư và chủ tịch tỉnh, còn Mật Đông rốt cuộc có bộ dạng gì thì căn bản còn chưa rõ ràng. Lúc này hắn nghe Tiết Xuyên Cường nói như vậy thì không khỏi sinh ra cảm giác cảnh giác. Tiết Xuyên Cường giơ hai tay đồng ý, như vậy ý nghĩa lời nói có phải là có người không muốn mình đi đến Mật Đông. Hơn nữa đối phương còn nói thổi một luồng gió mới vào ban ngành Mật Đông, Vương Tử Quân cảm thấy câu nói này không tính là có nghệ thuật cao. Thế nhưng Tiết Xuyên Cường lại dùng nó để làm câu nói nịnh hót với mình, hắn căn bản không tin Tiết Xuyên Cường nói lầm lẫn. Nhưng ý nghĩ hoài nghi này chỉ được Vương Tử Quân đặt trong lòng, vì thân thiết với người mới quen là tối kỵ, mặc dù có Thạch Kiên Quân nối cầu thế nhưng hai người căn bản vừa mới quen, tất nhiên cũng không dám quá thân cận. Món ăn rất tinh xảo, vì có người nhà ở đây thế nên đám đàn ông cũng không uống quá nhiều rượu, thế nên không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp. Phu nhân của Thạch Kiên Quân và vợ của Tiết Xuyên Cường đều là những người hiểu chuyện, thế cho nên trên bàn rượu luôn vang lên tiếng cười.
Sau khi uống xong một chai rượu thì Thạch Kiên Quân cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, món ăn hôm nay thế nào? Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn với hương vị các món hôm nay, hắn cười nói, rất ngon, bí thư Thạch căn bản tìm cho chúng tôi được một địa điểm tốt. Ha ha ha, nói thật thì nơi này chỉ có tôi là khách, cậu và Xuyên Cường mới thật sự là chủ. Thạch Kiên Quân dùng ngón tay chỉ vào ngôi nhà rồi nói, đây là khách sạn Mật Đông, cậu không phải chủ nhân thì là ai? Sau khi nghe Thạch Kiên Quân nói đây là khách sạn Mật Đông thì Vương Tử Quân xem như hiểu, hắn cầm lấy ly rượu nói, bí thư Thạch, không trách người không biết, vừa rồi tôi căn bản là không biết, bây giờ xem như đã hiểu, tôi và Chủ tịch Xuyên Cường kính ngài một ly. Thạch Kiên Quân cười ha hả rồi nâng ly rượu lên, khi hắn chuẩn bị uống cạn ly thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiết Xuyên Cường vốn tươi cười uống rượu với Thạch Kiên Quân, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa mà không khỏi nhíu mày, thế nhưng vẫn nói một câu mời vào. Đi vào là một người đàn ông hơn 20 tuổi, người này mặc chế phục làm cho toàn thân bùng ra khí thế anh tuấn tiêu sái. Hắn cầm trong tay một bó hoa lớn và một hộp nhỏ màu vàng, trực tiếp đi về phía Mạc Tiểu Bắc. Chào nữ sĩ, tôi là nhân viên phục vụ của công ty Kim Thần Phúc, có một vị tiên sinh họ Trình dâng lễ vật cho ngài. Mong ngài ký nhận. Khi tên thanh niên đặt bó hoa lên bàn, hắn cũng nhanh chóng mở cái hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lóng lánh. Dây chuyền kim cương này được chúng tôi gọi là Lam Dạ Chi Tâm, là một trong những viên kim cương lớn nhất trong nước, cũng là bảo vật của công ty chúng tôi, giá bán lẻ của nó là 1 triệu euro. Người đàn ông chỉ vào viên kim lớn nhất rồi nói. Phụ nữ căn bản đều bị thu hút bởi những món như kim cương châu báu. Dù là vợ của Thạch Kiên Quân cũng không nhìn được phải đưa mắt nhìn qua sợi dây chuyền kia. Dưới ánh sáng trong phòng, sợi dây chuyền giống như bừng lên hào quang, ánh sáng bắn ra khắp bốn phía. Nhưng lúc này ánh mắt đám người Thạch Kiên Quân và Tiết Xuyên Cường lại nhìn về phía Vương Tử Quân. Sợi dây chuyền kim cương kia giá trị hơn 1 triệu euro, tại sao lại tặng cho vợ Vương Tử Quân, hơn nữa lại đưa đến vào lúc này? Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua sợi dây chuyền rồi thản nhiên nói, trước nay tôi chưa từng nhận qua những thứ chưa rõ lai lịch, anh đưa về đi. Người thanh niên vừa nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc thì hiểu vì sao vị khách giàu sang kia lại đưa sợi dây chuyền kim cương quý hiếm tặng cho người này. Tuy hắn thầm oán người kia, thế nhưng hắn rất tình nguyện người phụ nữ xinh đẹp trước mặt thu nhận sợi dây chuyền này. Dù sao thì phần trăm khi bán được sợi dây chuyền này cũng đủ làm cho hắn có được số tiền lương vài tháng. Ích kỷ là thiên thích của con người, thế nên hắn khẽ nói, tiểu thư, tiên sinh tặng kim cương cho ngài đã thanh toán tiền rồi, nếu như ngài không thu thì chúng tôi sẽ cảm thấy rất khó khăn. Khó khăn là chuyện của các anh, nếu như không có chuyện gì khác thì mời anh ra khỏi đây. Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tên đàn ông kia, gương mặt lạnh lẽo. Tên thanh niên còn muốn dây dưa thì Thạch Kiên Quân đã gật đầu với đám nhân viên theo sau. Đám người Mã Sướng Quốc nào để cho tên thanh niên kia có thời gian rông dài. Bọn họ nhanh chóng đẩy đối phương ra khỏi cửa. Tuy Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc không hiểu vì sao lại phát sinh sự kiện như vậy, thế nhưng lại làm cho bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ. Đặc biệt là vợ của Tiết Xuyên Cường, nàng nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc với ánh mắt có chút khác thường. Vương Tử Quân nghĩ đến những gì mình được thấy trên màn ảnh lớn khi tiến vào khách sạn, hắn cảm thấy không được thoải mái. Trong mắt hắn thì Mạc Tiểu Bắc là một món bảo bối cực kỳ quý giá, bây giờ lại có người nhìn vào, tuy điều này nói rõ Mạc Tiểu Bắc có lực quyến rũ rất mạnh, thế nhưng hắn là người làm chồng sao có thể giả vờ điềm nhiên như không được. Chương 1498, một đừng ép tôi đánh anh. Tuy Vương Tử Quân là người có lòng dạ khoáng đạt, thế nhưng cũng có một vài chuyện hắn tỏ ra rất hẹp hòi. Nhưng hắn không bao giờ giận cá chém thớt với Mạc Tiểu Bắc. Hắn nghĩ phải cho một số người một bài học mới được. Ha ha, đừng để đám người không liên quan kia quấy rầy hứng thú của chúng ta. Xuyên Cường, chúng ta cùng uống một ly. Thạch Kiên Quân cười ha hả rồi nâng ly rượu lên nói. Mặc dù trong mắt Thạch Kiên Quân thì cũng hiểu sự kiện này không phải là giữa vợ chồng Vương Tử Quân xuất hiện vấn đề gì, thế nhưng chuyện giữa vợ chồng người ta biết càng ít càng tốt, vì vậy hắn muốn giải quyết những chuyện nhỏ này thật nhanh chóng cho xong. Thạch Kiên Quân nói xong thì Tiết Xuyên Cường nâng ly rượu lên. Lần này sắp xếp dùng cơm ở khách sạn Mật Đông, hắn tất nhiên là người làm chủ. Bây giờ Vương Tử Quân vừa dùng cơm đã bị quấy rầy, điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt.
Lúc này Thạch Kiên Quân muốn giảng hòa, Tiết Xuyên Cường tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi uống vài ly thì bầu không khí đã hồi phục lại vài phần, nhưng đám người nơi đây căn bản không tìm được không khí như lúc đầu, thế nên sau khi ăn thêm vài món thì Thạch Kiên Quân mở miệng yêu cầu lần sau sẽ tụ tập nói chuyện. Đoàn người đi ra khỏi khách sạn, khi định nói lời tạm biệt thì chợt nghe một người đàn ông lớn tiếng nói, người đẹp, xin hỏi tôi có vinh hạnh mời em một ly cà phê được không? Giọng nói của người đàn ông này cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người, khi hắn lên tiếng thì căn bản là thu hút tất cả ánh mắt chung quanh. Người đàn ông này mặc tây trang màu trắng, đang dùng tư thế lười biếng dựa người lên một chiếc xe thể thao mới cóng, lớn tiếng nói với Mạc Tiểu Bắc với gương mặt tràn đầy nụ cười. Khi thấy người đàn ông kia thì Vương Tử Quân xem như hiểu ra vấn đề. Đây không phải là tên đàn ông ngày hôm qua mình và Mạc Tiểu Bắc gặp trong triển lãm xe hơi sao? Đối phương đang chạy chiếc BMW, chính là chiếc xe mà hôm qua Mạc Tiểu Bắc có chút chú ý, bây giờ nhìn vào thì thấy chiếc xe bây giờ thuộc sở hữu của đối phương. Gương mặt của Mạc Tiểu Bắc rất lạnh lẽo, tuy nàng gần đây không thích những chuyện rườm rà, thế nhưng điều này không có nghĩa là lúc nào nàng cũng dễ dàng áp chế được mình. Sự việc vừa rồi làm cho nàng nổi giận, bây giờ thấy người đàn ông kia mở miệng, nàng càng cảm thấy không thoải mái. Tuy Mạc Tiểu Bắc không quan tâm đến quan trường thế nhưng cũng hiểu mình là vợ của Vương Tử Quân, nàng thật ra cũng là mặt mũi thể diện của chồng. Sự việc vừa rồi không biết sẽ được truyền ra thế nào, nếu để cho người này tiếp tục làm loạn, chỉ sợ ảnh hưởng với Vương Tử Quân sẽ ngày càng lớn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt lạnh lẽo của Mạc Tiểu Bắc, hắn tiến lên giữ lấy tay của nàng, sau đó nhìn thoáng qua tên đàn ông kia rồi khẽ nói, tôi không biết anh là ai, cũng không cần biết anh là ai. Mong anh sau này đừng dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy để quấy rầy vợ tôi. Người đàn ông kia nghe Vương Tử Quân nói Mạc Tiểu Bắc là vợ mình thì có chút ghen ghét, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, một nụ cười làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rất cần ăn đòn. Bây giờ cô ấy là vợ của anh, nhưng sau này thì chưa chắc, trên đời này tất cả đều có thể thay đổi, chẳng lẽ anh không biết sao? Vương Tử Quân lúc này xem như đã hoàn toàn nổi giận. Hắn nhìn tên đàn ông có độ tuổi tương đương với mình, hắn lạnh lùng nói, sợi dây chuyền vừa rồi cũng là do anh cho người ta đưa đến sao? Đúng vậy, thế nào? Châu báu phải tặng cho người phụ nữ đẹp nhất, như vậy mới thể hiện được giá trị của nó. Người đàn ông lúc này nhìn gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân rồi cười hì hì nói, anh không có bản lĩnh hưởng thụ người phụ nữ tốt nhất, thế thì nên cút sang một bên. Tiểu thư xinh đẹp, mong em tiếp nhận lễ vật của anh. Anh cảm thấy chỉ có món lễ vật này mới xứng với dung nhan của em. Người đàn ông nói rồi nhanh chóng đưa sợi dây kim cương vừa rồi ra. Mạc Tiểu Bắc siết chặt nắm đấm, lúc này điều nàng muốn làm nhất chính là đánh cho tên khốn kia vỡ đầu. Trước nay nàng luôn là người thích hành động, thế nên khi người đàn ông kia vừa đưa sợi dây ra, nắm đấm của nàng đã nện lên mặt đối phương. Người đàn ông kia đang thầm nghĩ chỉ một lát sau người phụ nữ xinh đẹp đối diện sẽ nép vào người mình nói những lời mật ngọt, không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại nổi giận cho hắn một đấm. Tuy những năm qua Mạc Tiểu Bắc ít dùng vũ lực, thế nhưng nó cũng không có nghĩa là võ lực của nàng giảm xuống, chỉ một đấm đơn giản đã làm cho tên đàn ông kia ngã gục xuống đất, trên mặt đầy máu tươi. Tình cảnh này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất không ngờ, hắn thấy Mạc Tiểu Bắc định tiếp tục ra tay. Thế là nhanh chóng tiến lên giữ chặt lấy nàng. Lúc này hắn hiểu bàn tay của vợ mình tuy nhỏ bé đáng yêu thế nhưng chỉ cần vài đấm cũng có thể đánh chết người. Khoảnh khắc Tiết Xuyên Cường nhìn rõ mặt tên đàn ông kia thì có chút kinh dị, nhưng sau đó hắn còn chưa kịp lên tiếng thì sự việc có chuyển biến như vậy. Lúc này hắn không khỏi sinh ra cảm giác vui sướng. Cô dám đánh tôi? Tên đàn ông vốn cố gắng bày ra bộ dạng con vua nhưng bây giờ lại căn bản không tin những gì mình đang gặp phải, hắn dùng ngón tay chỉ vào Mạc Tiểu Bắc, giọng nói rất lớn. Mạc Tiểu Bắc không nói gì, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Lúc này bên ngoài khách sạn mật đông có không ít người, bây giờ sự việc biến chuyển như vậy càng thu hút nhiều người đến xem. Đã xảy ra chuyện gì? Vài tên bảo vệ thấy nơi đây tập trung đông người thì nhanh chóng chạy đến. Một người đàn ông hơn 25 tuổi có vẻ là thủ lĩnh mở miệng nói. Tiểu cổ, bắt đám người này lại, bọn họ đánh người, từ nhỏ đến giờ chưa ai đánh tao, bây giờ không cho bọn họ đi được. Tên đàn ông kia chỉ vào Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc rồi lớn tiếng nói. Tên bảo vệ được gọi là tiểu cổ chợt ngây cả người,
nhưng sau khi nghe tên đàn ông kia hét lên thì hắn nhanh chóng vung tay, chuẩn bị cho người của mình vây lấy Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Đám người Thạch Kiên Quân đứng bên cạnh tất nhiên không thể nhìn Vương Tử Quân là người bị hại, hắn nhanh chóng nhìn về phía thư ký của mình. Tiết Xuyên Cường lúc này cũng nhanh chóng tiến lên nói, các anh tránh ra, nơi này không có chuyện của các anh, gọi giám đốc khách sạn đến đây cho tôi. Tuy Tiết Xuyên Cường là chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông thế nhưng cũng không có nghĩa là đám bảo vệ kia quen mặt hắn, nhưng khi đám bảo vệ thấy người đàn ông đối diện ăn mặc bất phàm thì cũng không dám lộn xộn. Tên đàn ông dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Mạc Tiểu Bắc, sau khi nghe thấy có người lên tiếng ngăn cản thì nhìn về phía Tiết Xuyên Cường. Khi hắn thấy Tiết Xuyên Cường thì chợt sững sờ, nhưng lại nhanh chóng lớn tiếng, chủ tịch Tiết, ngài là lãnh đạo trong tỉnh thì phải đứng ra làm chủ cho tôi mới đúng. Bây giờ có người đánh tôi, vì sao ngài lại không cho bọn họ khống chế đám người kia? Chương 1498 2, đừng ép tôi đánh anh. Lúc này Vương Tử Quân đã buông điện thoại xuống, hắn căn bản có vài phần phán đoán về thân phận của tên đàn ông kia. Người có thể lên tiếng cho đám bảo vệ khách sạn Mật Đông, hơn nữa còn quen biết Tiết Xuyên Cường, không sợ hãi Tiết Xuyên Cường, rõ ràng là người tỉnh Mật Đông. Lỗ Trạch Cảnh, sự việc hôm nay đến đây thì dừng, tôi sẽ nói chuyện với giám đốc Lỗ về chuyện này. Tiết Xuyên Cường nói rồi quay sang đám bảo vệ, các anh còn đứng đó làm gì, còn không mau đi gọi giám đốc khách sạn ra đây. Chủ tịch Tiết, không phải hôm nay tôi không nể mặt anh, nhưng tôi cũng không thể để cho mình bị người ta đấm một cái không không như vậy được. Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi cũng không tin không thể nói lý lẽ được. Lỗ Trạch Cảnh tiếp nhận một tờ giấy ăn trong tay viên bảo vệ để lau máu mũi, sau đó tiếp tục nói chuyện này còn chưa xong đâu. Tất nhiên là chưa xong. Vương Tử Quân cười cười nói với Tiết Xuyên Cường, chủ tịch Tiết, chuyện này hãy để tôi tự xử lý. Khi Vương Tử Quân vừa lên tiếng thì có vài cảnh sát tiến đến, bọn họ thấy Lỗ Trạch Cảnh đổ máu thì chợt giật mình, tên cảnh sát đứng đầu nói, giám đốc Lỗ, anh làm sao vậy? Ai dám đánh anh? Lỗ Trạch Cảnh nhìn tên cảnh sát rồi dùng giọng hung ác nói, bọn họ đánh tôi, đồn trưởng Lưu, tôi muốn tố cáo bọn họ cố ý gây thương tích. Đồn trưởng Lưu rõ ràng là người quen biết Lỗ Trạch Cảnh, hắn vừa nghe thấy Lỗ Trạch Cảnh nói như vậy thì đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Khi ánh mắt hắn rơi lên người Mạc Tiểu Bắc thì xem như hiểu nguyên nhân sự việc là gì. Vói quan hệ giữa hắn và Lỗ Trạch Cảnh, hắn tất nhiên biết rõ Lỗ Trạch Cảnh là hạng người gì. Đây là loại người thấy gái đẹp là trợn trừng mắt, không bị người ta đánh cho mới là lạ. Bây giờ xem ra người này hái hoa không được còn bị ong chích vào tay. Nhìn từ góc độ của đồn trưởng Lưu thì Lỗ Trạch Cảnh là kẻ đáng bị đánh, thế nhưng hắn vì quan hệ với Lỗ Trạch Cảnh mà có được không ít chỗ tốt, thế nên phải hướng về phía Lỗ Trạch Cảnh. Đánh nhau làm loạn, các người theo tôi về đồn công an. Đồn trưởng Lưu nói rồi đi về phía nhóm người Vương Tử Quân. Vì hắn cảm thấy người ra tay phải là Vương Tử Quân. Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu với thư ký của mình, tỏ ý bảo thư ký nói rõ thân phận rồi xử lý cho xong. Hắn không ngờ mình mời Vương Tử Quân dùng cơm lại sinh ra chuyện mất hứng như vậy. Đồng chí, chúng tôi là cán bộ tỉnh Sơn Nam. Mã Sướng Quốc vừa chuẩn bị nói rõ thân phận thì đồn trưởng Lưu đã khoát tay nói, có chuyện gì đến đồn công an rồi hãy nói, bây giờ là đầu năm mới, không nên mất vui ở chỗ này. Vương Tử Quân khoát tay áo với Mã Sướng Quốc, đến đồn công an cũng không là gì cả, nhưng phải chờ một chút, còn có chuyện còn chưa làm xong. Khi Vương Tử Quân nói xong thì có vài người chạy đến, đám người kia thấy được Lỗ Trạch Cảnh thì vội vàng nói, giám đốc Lỗ, có chuyện gì xảy ra? Anh làm sao vậy? Làm sao à? Bị người ta đánh chứ sao? Lỗ Trạch Cảnh căn bản không chút khách khí với người mới mở miệng. Người kia căn bản không nổi giận với Lỗ Trạch Cảnh. Ngược lại còn nói với đồn trưởng Lưu, đánh người ở chốn công cộng là phạm pháp, các anh cần phải xử lý thật nghiêm. Tên đàn ông kia nói xong thì nhìn thấy Vương Tử Quân. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì người đàn ông này chợt ngây người, hắn rụi rụi mắt, sau đó nhanh chóng tiến lên, bí thư Vương, ngài đến khi nào vậy? Tôi không biết là ngài đến đây, thật sự là đáng chết vạn lần. Người vừa lên tiếng chính là chủ nhiệm Trương Hữu Chí của khu thường trú tỉnh Mật Đông ở thủ đô. Hắn cảm thấy nhức đầu vì chuyện Lỗ Trạch Cảnh bị đánh, bây giờ không ngờ Vương Tử Quân cũng có mặt ở chỗ này. Khi Trương Hữu Chí thấy gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra ý nghĩ xấu.
Lúc này hắn hận mình vì sao phải xuất hiện nơi đây, nếu như mình không vội vàng chạy đến, sao lại gặp phải tình huống khó xử thế này. Dù là giám đốc Lỗ hay bí thư Vương đều không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Sau khi suy nghĩ giây lát thì Trương Hữu Chí đi đến bên cạnh Lỗ Trạch Cảnh rồi khẽ nói, giám đốc Lỗ, người đó chính là Vương Tử Quân. Cái gì mà là Vương Tử Quân? Sau khi hỏi một câu thì vẻ mặt Lỗ Trạch Cảnh cũng biến đổi, dù sao thì cái tên Vương Tử Quân đã truyền ra rộng khắp ở tỉnh Mật Đông, hắn cũng biết độ nặng của đối phương. Hắn thật sự không ngờ người phụ nữ xinh đẹp kia lại là vợ của Vương Tử Quân. Nhưng Lỗ Trạch Cảnh cũng không sợ hãi, hắn do dự giây lát rồi tiến lên nói với Vương Tử Quân, bí thư Vương, chuyện này là tôi sai, sau này xin mời ngài dùng cơm. Vương Tử Quân cười cười nói, biết rõ sai là tốt. Như vậy chuyện này có phải xong rồi không? Vâng, bí thư Vương, điều này chỉ trách tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, sau khi ngài đến Mật Đông tôi sẽ mời ngài dùng cơm. Lỗ Trạch Cảnh cũng là người khôn khéo, hắn nhanh chóng nở nụ cười. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đồn trưởng Lưu rồi nói, đồn trưởng Lưu, tôi không phải đi đến đồn công an nữa chứ. Đồn trưởng Lưu cũng biết ở thủ đô có rất nhiều người mình không thể trêu vào. Bây giờ thấy giám đốc Lỗ cúi đầu thì hắn biết Vương Tử Quân không phải người dễ trêu chọc. Những chuyện này căn bản không có gì hay, bây giờ hắn cũng không muốn tự sinh ra phiền toái cho mình. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Lỗ Trạch Cảnh không muốn tiếp tục ở chỗ này, vì vậy hắn cười cười nói với Vương Tử Quân, bí thư Vương, sau này gặp lại tôi sẽ mời ngài dùng cơm. Đồng chí. Bây giờ anh không thể đi. Khi Lỗ Trạch Cảnh định bỏ đi thì có vài tên đàn ông đi đến bên cạnh, đi đầu là một người đàn ông trung niên, hắn đưa giấy chứng nhận công tác của mình ra rồi nói, chúng tôi là người của ủy ban kỷ luật, mong anh phối hợp công tác của chúng tôi. Lỗ Trạch Cảnh trợ sững sờ, hắn dù thế nào cũng không ngờ ủy ban kỷ luật lại tìm đến mình. Hắn sững sốt giây lát rồi nói, có phải các anh lầm người rồi không? Tôi là thương nhân, các anh tìm tôi làm gì? Anh là người khả nghi hối lộ nhân viên công tác chính quyền, anh theo chúng tôi một chuyến. Người đàn ông trung niên kia cực kỳ nghiêm túc, hắn nhanh chóng cho đám người của mình tiến lên vây quanh Lỗ Trạch Cảnh. Lỗ Trạch Cảnh có chút sững sốt, sau đó hắn lớn tiếng nói, tôi là Lỗ Trạch Cảnh người Mật Đông, anh nói tôi hối hộ nhân viên chính quyền, anh có chứng cứ gì sao? Có chứng cứ rõ ràng, nửa giờ trước có phải anh dùng một sợi dây chuyền kim cương để tiến hành đút lót cán bộ lãnh đạo tỉnh hay không? Mong anh theo chúng tôi một chuyến. Người đàn ông trung niên lên tiếng rồi đưa Lỗ Trạch Cảnh đi về phía trước. Lỗ Trạch Cảnh lúc này nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, hắn phát hiện đối phương vẫn đứng đó rất bình tĩnh. Lúc này hắn mới biết mình tình nguyện hóa giải mọi chuyện thế nhưng lại có người không cho mình cơ hội này. Bí thư Vương kia không phải là người lương thiện thích làm gì thì làm. Chương 1499, 1 năm biến dạng, 3 năm biến đổi. Người đi lại trong quan trường có khát vọng liên hệ thân mật khăng khít với những lãnh đạo có quyền quyết định vận mệnh của mình, thế nhưng mọi người cũng biết rõ một vấn đề, đó là ai cũng muốn có quan hệ thượng tầng, ai cũng muốn leo lên nhưng ít nhất phải có mức độ, nếu như anh có ý nghĩ sóng vai với lãnh đạo, như vậy là biến hay thành dở. Ví dụ như lãnh đạo vỗ vỗ lên vai anh thì bày ra bộ dạng bình dị gần gũi, nhưng nếu như anh kích động mà vỗ lên vai lãnh đạo, như vậy rõ ràng là phạm thượng làm loạn. Nếu như lãnh đạo hỏi thăm chuyện nhà của anh, như vậy là ân cần hỏi han, nếu như anh mở miệng hỏi việc tư của lãnh đạo, rõ ràng là không biết nặng nhẹ, bụng dạ khó lường. Vì vậy tuy đám lãnh đạo lớn nhỏ ở tỉnh Mật Đông biết sắp có một lãnh đạo tên là Vương Tử Quân đến nhận chức, thế nhưng không ai dám tùy tiện đến nhà lãnh đạo quấy rối. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc vừa về đến nhà, chợt điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Đây là một dãy số lạ. Nhìn vào mã vùng thì rõ ràng là từ tỉnh Mật Đông gọi đến. Vương Tử Quân chợt nhíu mày, hắn chợt đoán ra thân phận của đối phương, hắn suy nghĩ giây lát rồi nghe máy. Chào anh, xin hỏi có phải là trưởng phòng Vương không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo. Vương Tử Quân không biết đối phương là ai nhưng vẫn cười nói, tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi ngài là ai? Ha ha ha, chào trưởng phòng Vương, tôi là Cố Tác Phiêm tỉnh Mật Đông. Chúc trưởng phòng Vương năm mới vui vẻ hạnh phúc. Cố Tác Phiêm tỉnh Mật Đông, chỉ sau nháy mắt Vương Tử Quân đã nghĩ đến tên của đám lãnh đạo tỉnh Mật Đông,
Cố Tắc Phiêm là phó chủ tịch thường ủy, sau này sẽ là người cùng một ban ngành với mình. Lúc này Vương Tử Quân tuy chưa biết rõ tình huống của vị giám đốc Lỗ kia, thế nhưng chỉ sau một giờ thì Cố Tắc Phiêm đã ra mặt nói giúp, xem ra lực lượng của người kia là không nhỏ. Chúc mừng năm mới chủ tịch Cố. Tuy trong đầu Vương Tử Quân có rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng hắn vẫn mở miệng dùng giọng bình thản nói. Cố Tắc Phiêm cũng không đi thẳng vào vấn đề mà bàn chuyện giám đốc Lỗ với Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói vài chuyện không liên quan. Trong lúc nói chuyện thì Cố Tắc Phiêm tỏ vẻ hoan nghênh Vương Tử Quân đến nhận chức ở tỉnh Mật Đông. Nếu Cố Tắc Phiêm đã không mở miệng trước thì Vương Tử Quân cũng giả vờ hồ đồ, hắn nở nụ cười nói vài lời qua loa với Cố Tắc Phiêm. Hai người nói chuyện 7-8 phút, sau đó Cố Tắc Phiêm mới cười nói, trưởng phòng Vương, tiểu Lỗ là người không có đầu óc, làm việc không ra gì, thế nhưng cũng là người tốt. Vừa rồi giám đốc Lỗ Đỉnh Thành đã lên tiếng, nói rằng nhất định sẽ dạy bảo tiểu tử kia thật tốt. Vương Tử Quân không phải là người không hào sảng, thế nhưng sự việc này ảnh hưởng quá ác liệt, chưa nói đến phương diện có mặt Thạch Kiên Quân và Tiết Xuyên Cường. Cho dù không có mặt bọn họ thì Vương Tử Quân cũng không vì lời nói của Cố Tắc Phiêm mà bỏ qua cho Lỗ Trạch Cảnh. Có đôi khi anh không thể nắm chặt chuyện nhỏ không tha, cần phải nể mặt người ta, thế nhưng phương diện tha thứ cũng phải có mức độ của nó, nếu sự việc gì cũng ba phải thì anh rõ ràng là người mềm yếu dễ bị ức hiếp. Hơn nữa bây giờ sự việc này căn bản không dễ nghe, nếu như Vương Tử Quân không cứng tay, không biết sẽ có bao nhiêu tin đồn truyền về phía tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân còn chưa đến nhận công tác thì thanh danh đã bị vùi lấp, đây chính là điểm tối kỵ, nếu muốn vãn hồi nó thì càng phải trả giá và cố gắng nhiều. Chủ tịch Cố, nếu thật sự chỉ là hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ dễ nói. Vương Tử Quân dùng giọng nhàn nhạt nói một câu rồi cúp điện thoại. Mạc Tiểu Bắc lúc này ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, nàng thấy hắn cúp điện thoại thì dùng giọng có chút lo lắng nói, làm sao vậy? Là những chuyện chán ghét. Có người gọi điện thoại đến cầu tình. Trước nay Mạc Tiểu Bắc tạo ra không gian cuộc sống rất rộng rãi cho Vương Tử Quân. Trước nay ở phương diện công tác của chồng thì nàng luôn kiên trì hai nguyên tắc, một là không nghe, hai là không tham gia. Nhưng hôm nay nàng lại tỏ ra thái độ khác thường, người kia thật sự quá chán ghét. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn căn bản càng không có hảo cảm với người kia hơn cả Mạc Tiểu Bắc. Nhưng hắn không ngờ mình còn chưa đến Mật Đông thì đã bị người ta dùng phương thức như vậy để liên hệ. Chuyện này nhìn thì có vẻ không lớn nhưng lại thu hút ánh mắt mọi người, nếu như Vương Tử Quân xử lý không tốt, như vậy sẽ làm cho người ta nắm được cái chuôi công kích hắn. Những ngày tiếp theo vẫn là nghỉ ngơi, Vương Tử Quân không chú ý đến phương diện điều tra của Ủy ban kỷ luật về sự kiện Lỗ Trạch Cảnh, thế nhưng có nhiều tin tức truyền vào trong tai hắn. Lỗ Đỉnh Thành là giám đốc doanh nghiệp nổi tiếng tỉnh Mật Đông, được dân chúng Mật Đông xưng là người giàu nhất tỉnh, nắm trong tay tập đoàn Đỉnh Duyệt, là xí nghiệp trọng yếu của tỉnh Mật Đông. Tập đoàn này có nhiều lĩnh vực đầu tư mà đặc biệt là khai thác khoáng sản và bất động sản, có thể nói là một tập đoàn lớn. Gần đây tập đoàn Đỉnh Duyệt phát triển luôn dựa vào bố cục quyết sách của tỉnh Mật Đông, thúc đẩy xây dựng phát triển thành phố linh lung trong tỉnh, đầu tư vài chục tỷ vào nơi đây. Trở thành động lực cho sự phát triển của thành phố Linh Lung, được bí thư tỉnh ủy Mật Đông là Sầm Vật Cương cực kỳ coi trọng. Những ngày qua có nhiều người chạy việc cho giám đốc Lỗ Đỉnh Thành, tuy Vương Tử Quân không tiếp nhận điện thoại của ai khác ngoài Cố Tắc Phiêm, thế nhưng đủ mọi tin tức thông qua những con đường khác nhau lại truyền vào trong tai hắn. Nếu không đi được con đường của mình thì sẽ đi sang đường của người khác, Vương Tử Quân hiểu hành vi của đám người kia, thế nhưng hắn lại giả vờ như không biết. Vẫn thản thiên trải qua những ngày nghỉ lễ của mình. Khi mà thời gian nghỉ Tết âm lịch đã cạn, điện thoại của Vương Tử Quân lại vang lên, lần này người gọi điện thoại đến cũng không phải là Cố Tắc Phiêm, là thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy Mật Đông. Mục đích Phương Anh Hồ gọi điện thoại chỉ có một, đó chính là mời Vương Tử Quân đến dùng cơm ở khu thường trú tỉnh Mật Đông. Phương Anh Hồ mời mọc cực kỳ thịnh tình, nói là vì muốn phục vụ tốt cho Vương Tử Quân ở Mật Đông. Thế nên muốn được gặp mặt lãnh đạo sớm hơn một chút. Vương Tử Quân cũng không từ chối lời mời của Phương Anh Hồ. Tuy hắn đã suy đoán được Phương Anh Hồ mời mình như vậy là có ý gì, thế nhưng hắn không tránh né. Thủ đô trong đêm rực rỡ đèn màu, vì thời tiết có hơi lạnh nên người đi đường khá vội vàng. Đây là lần thứ hai Vương Tử Quân đến khách sạn Mật Đông, khi hắn xuống xe thì thấy chủ nhiệm Trương Hữu Chí của khu thường trú tỉnh Mật Đông đứng sẵn nơi đó.
vừa thấy hắn đi đến thì Trương Hữu Chí nhanh chóng tiến lên đón chào. Chào Bí thư Vương, tuy Vương Tử Quân còn chưa thật sự được phân bổ chức vụ, thế nhưng Trương Hữu Chí là người linh thông tin tức, hắn biết rõ đây là chuyện ván đóng thuyền. Hắn tất nhiên sẽ cực kỳ tình nguyện gọi chức vụ mới của Vương Tử Quân, biểu hiện sự tôn trọng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với Trương Hữu Chí rồi cười nói, chủ nhiệm Hữu Chí đã vất vả rồi. Trương Hữu Chí khẽ cười rồi đưa tay mời, Bí thư Vương, thư ký trưởng ở lầu 3, xin ngài theo tôi. Vương Tử Quân vừa lên lầu vừa mỉm cười trò chuyện với Trương Hữu Chí. So với lần gặp mặt trước đó thì Trương Hữu Chí bây giờ ngoài cung kính còn có chút khoảng cách, rõ ràng là Trương Hữu Chí cố ý kéo dài khoảng cách giữa đôi bên. Chương 1499, 2, 1 năm biến dạng, 3 năm biến đổi. Tuy biểu hiện của Trương Hữu Chí là không rõ ràng, thế nhưng lại ở trong phạm vi mà Vương Tử Quân có thể thấy được. Trương Hữu Chí vì sao lại làm như vậy? Có hai nguyên nhân, thứ nhất là người này có ý kiến gì đó với mình, mà Vương Tử Quân căn bản loại bỏ nguyên nhân này, dù sao thì hắn và Trương Hữu Chí tiếp xúc với nhau một lần trước đó mà thôi. Hơn nữa với cấp bậc của Trương Hữu Chí thì căn bản còn chưa có mâu thuẫn với mình. Ngoài nguyên nhân này cũng chỉ còn một khả năng khác, đó chính là lập trường của Trương Hữu Chí khác với mình. Chính Vương Tử Quân sẽ đến làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông, một người như hắn mà Trương Hữu Chí lại có cái nhìn không hay, như vậy không có mấy người ở Mật Đông có thể ép Trương Hữu Chí phải làm như vậy. Bí thư Vương, tôi đã sớm nghe qua danh tiếng của ngài, thế nhưng mãi mà không có cơ hội gặp mặt. Những ngày hôm nay tôi đến thủ đô có vài việc cần làm, được gặp ngài tôi cảm thấy rất vui. Phương Anh Hồ đã nhận được thông báo, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì hắn cũng nhanh chóng tiến ra chào đón, gương mặt là nụ cười sáng lạn. Vương Tử Quân bắt tay Phương Anh Hồ thì ánh mắt không khỏi chú tâm quan sát, lúc này trong mắt hắn đối phương là một người đàn ông hơn 40 tuổi, hầu như còn trẻ hơn cả mình, gương mặt hình tròn, nụ cười sáng lạn. Sau khi hai bên bắt tay nhau thì Phương Anh Hồ cười nói, Bí thư Tử Quân, biết rõ ngài đến tỉnh Mật Đông thế nên tôi cảm thấy rất vui mừng, tôi thật sự rất nể trọng những gì ngài đã làm ở Nam Giang, tôi cực kỳ ủng hộ ngài đến công tác ở Mật Đông. Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn, sau đó cùng Phương Anh Hồ đi vào trong phòng. Bên trong chỉ có hai chiếc ghế, rõ ràng lần này Phương Anh Hồ không mời thêm ai khác. Sau khi hai người ngồi xuống thì nhân viên phục vụ dâng thức ăn lên. Phương Anh Hồ dùng giọng điệu vui vẻ giới thiệu tình huống tỉnh Mật Đông cho Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, kinh tế tỉnh Mật Đông chúng ta tuy kém hơn tỉnh Nam Giang, thế nhưng ban ngành Mật Đông dưới sự dẫn dắt của Bí thư Sầm lại tràn đầy niềm tin. Chúng ta đề xuất phương châm 1 năm biến đổi, 3 năm biến hình, 5 năm biến dạng. Sau khi món ăn được dọn ra đầy đủ thì Phương Anh Hồ cười cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lẳng lặng lắng nghe và liên tục gật đầu. Gần đây kinh tế Mật Đông phát triển đặc biệt nhanh, đặc biệt là sự quật khởi của thành phố Linh Lung càng làm cho người ta phải lau mắt nhìn. Nhưng dù sao thì nội lực của Mật Đông cũng khá mỏng, nếu muốn vượt qua Nam Giang cũng là rất khó khăn. Phương Anh Hồ là một người cực kỳ giỏi ăn nói, chỉ sau 10 phút thì Vương Tử Quân căn cứ vào những lời của đối phương để có được ấn tượng càng thêm sinh động về tỉnh Mật Đông. Nhưng trong lúc trò chuyện thì Vương Tử Quân phát hiện một vấn đề. Đó là Phương Anh Hồ nói nhiều đến Bí thư Sầm Vật Cương, lại ít nói đến Chủ tịch Đường Chấn Huy. Loại hiện tượng này không phải là Phương Anh Hồ có thể biểu hiện ra ngoài. Người này là thường ủy tỉnh ủy, phải là người theo sát Chủ tịch Sầm Vật Cương, nếu hắn có quan hệ tốt với Đường Chấn Huy thì chỉ sợ sẽ mất đi chiếc ghế của mình. Cốc cốc cốc, khi hai người đang trò chuyện đầy hứng khởi thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, vẻ mặt Phương Anh Hồ cực kỳ bình tĩnh, hắn nói một câu mời vào. Sau đó một người đàn ông hơn 50 tuổi đi vào trong phòng, người này khá cao to, trên mặt mang theo nụ cười, lại xách theo một chai rượu, thư ký trưởng, tôi biết anh ngồi đây uống rượu, thế nên đến mời anh một ly. Ha ha, giám đốc Lỗ đến rất đúng lúc, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là Bí thư Vương Tử Quân, ngay sau đó sẽ đến tỉnh Mật Đông chúng ta nhận chức. Phương Anh Hồ nói rồi chỉ vào người đàn ông hơn 50 tuổi vừa đi vào phòng, Bí thư Vương. Vị này chính là giám đốc Lỗ Đỉnh Thành của tập đoàn Đỉnh Duyệt tỉnh Mật Đông, là một lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng trong tỉnh, đã cho ra nhiều cống hiến với sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Phương Anh Hồ giới thiệu xong thì Lỗ Đỉnh Thành nâng ly rượu lên nói, Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly.
Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cười cười nó với Lỗ Đỉnh Thành, tôi cũng đã nghe qua đại danh của giám đốc Lỗ, kính rượu cũng không hay, chúng ta cùng nhau uống một ly xem như làm quen. Lỗ Đỉnh Thành nâng ly lên cười ha hả cùng ly với Vương Tử Quân, sau đó hắn uống cạn ly rượu của mình. Bí thư Vương, nói thật hôm nay tôi đến đây cũng không phải là trùng hợp, mà tôi đặc biệt ở đây chờ ngài. Con người của tôi trước kia bận rộn vì sự nghiệp, căn bản không có thời gian giáo dục con cái, thế cho nên mới làm cho nó có tính nết như hiện tại, không biết trời cao đất rộng mà xông về phía Bí thư Vương. Kính mong Bí thư Vương nhìn vào phương diện nó còn trẻ chưa hiểu chuyện mà không chấp nhất. Tôi sẽ đưa nó về nhà dạy bảo một phen, cho nó biết thế nào là quy củ. Lỗ Đỉnh Thành nói rồi lại nâng ly rượu lên nhận lỗi với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lỗ Đỉnh Thành, hắn không lên tiếng, ly rượu trong tay không nhấc lên. Phương Anh Hồ là người trung gian, hắn nhìn bộ dạng dầu muối không vào của Vương Tử Quân, thế là biết rõ lúc này trưởng phòng Vương cũng không dễ dàng gì. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn chợt cười nói, Bí thư Sầm từng nói, người trẻ thường phạm phải sai lầm, sửa chữa là được, có người thanh niên nào chưa phạm sai lầm cơ chứ? Phương Anh Hồ nói những lời này xem như chỉ điểm cho Vương Tử Quân, là Bí thư Sầm đã nói với hắn như vậy, để cho Vương Tử Quân xử lý như thế. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt hai người Lỗ Đỉnh Thành và Phương Anh Hồ, hắn cũng cười nói, Bí thư Sầm nói đúng, nhưng người trẻ nếu không muốn tiếp tục phạm sai lầm thì đầu tiên là phải khắc sâu nhận thức với sai lầm của mình, thư ký trưởng ngài nói xem có đúng không? Vẻ mặt Lỗ Đỉnh Thành chợt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn không ngờ đưa Sầm vật cương ra rồi mà con mình còn chưa thoát được. Trong cảm giác của hắn thì lời nói của Sầm vật cương là thánh chỉ ở Mật Đông. Rất nhiều chuyện chỉ cần Bí thư Sầm mở miệng là được giải quyết thỏa đáng. Khi vẻ mặt Lỗ Đỉnh Thành cực kỳ ngưng trọng thì Phương Anh Hồ đứng bên cạnh đã cười nói, Bí thư Vương nói đúng, không biết ngài cảm thấy tiểu Lỗ nên tiếp nhận trừng phạt thế nào. Điều này cũng không dễ nói, cái này không liên quan đến ân oán cá nhân, cứ dựa theo trình tự pháp luật là được. Vương Tử Quân nói đến đây thì thản nhiên nói, chỉ cần nói rõ tình huống, tôi tin pháp luật sẽ xử lý công bình công chính. 40 phút sau Vương Tử Quân rời khỏi khách sạn Mật Đông, Phương Anh Hồ và Lỗ Đỉnh Thành cùng đưa hắn rời khỏi khách sạn. Khi xe của Vương Tử Quân hòa vào dòng xe ngoài đường lớn, Lỗ Đỉnh Thành chợt nói, thấy chưa, đây không phải là đèn cạn dầu. Phương Anh Hồ nhìn thoáng qua Lỗ Đỉnh Thành, hắn không nói gì, chỉ đi vào trong khách sạn. Lỗ Đỉnh Thành có quan hệ khá tốt với Phương Anh Hồ, hắn cười nói, thư ký trưởng Phương, họ Vương kia không chịu bỏ qua. Chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ để cho con tôi bị giữ lại nhiều ngày nữa sao? Không có việc gì, anh Đường năm xưa như thế nào, bây giờ còn chưa tính là gì. Phương Anh Hồ nói đến hai chữ anh Đường thì khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Phương Anh Hồ nói đến anh Đường làm cho Lỗ Đỉnh Thành phải nở nụ cười, rõ ràng hắn biết Phương Anh Hồ nói đến ai. Yên tâm đi, tiểu Lỗ sẽ không có chuyện gì. Phương Anh Hồ nói đến đây thì hai mắt khẽ hấp háy. Chương 1501 làm nổi bật tâm tư nhân vật. Mùa xuân là thời gian tốt nhất trong năm, vào thời điểm vạn vật sinh sôi thì Vương Tử Quân bắt đầu đi nhận chức phó bí thư tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông. Địa thế tỉnh Mật Đông giống như các tỉnh trong nước, tây cao đông thấp, hoàn cảnh khí hậu khá tương đồng với Sơn Nam, có vẻ khá lạnh. Dù bây giờ là mùa đông thế nhưng Mật Đông vẫn còn lớt phớt hoa tuyết. Phòng làm việc của Vương Tử Quân ở vào lầu 2 khu thường ủy tỉnh ủy, ở phía dưới phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương. Sau vài ngày đến tỉnh Mật Đông, Vương Tử Quân căn bản đã có vài hiểu biết về tình hình nơi này, trong đó có vài chuyện nhỏ liên quan đến Sầm Vật Cương. Khu thường ủy tỉnh ủy Mật Đông được xây dựng vào thập niên 90, khi đó cũng không biết suy xét trên phương diện gì mà khu nhà thường ủy tỉnh ủy tượng trưng cho quyền lực cao cấp nhất của tỉnh Mật Đông chỉ được xây đúng 3 tầng. Trong các đời bí thư tỉnh ủy Mật Đông trước đó, phòng làm việc của bọn họ đều ở lầu 2, cũng chính là gian phòng hiện tại của Vương Tử Quân. Nhưng sau khi Sầm Vật Cương nhận chức thì trực tiếp chuyển phòng làm việc lên lầu 3. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, lời nói của lão với văn phòng tỉnh ủy Mật Đông là thánh chỉ không thể không làm theo. Nhưng vì vậy mà nhiều người có một suy đoán với Sầm Vật Cương, đó là bí thư Sầm không muốn đi theo con đường thông thường. Vương Tử Quân nghe những lời suy đoán này thì nghĩ đó chỉ là vài lời đàm tiếu, nhưng tâm lý cũng không cảm thấy nó đáng buồn cười.
Trong lúc hắn tiếp xúc với Sầm Vật Cương, hắn biết Sầm Vật Cương là người cực kỳ cường thế, là hạng người muốn trong mắt không có bất kỳ hạt cát nào. Những ngày qua Vương Tử Quân căn bản không có tiếp xúc nhiều với Sầm Vật Cương, cũng chỉ là nói chuyện với Bí Thư Sầm một chút trong ngày đầu đến nhận công tác ở Mật Đông. Tất nhiên nội dung trò chuyện của hai người chủ yếu liên quan đến phương diện công tác, có gì cần cứ nói, chủ yếu là khách sáo. Từ trong trò chuyện với Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân cảm thấy Sầm Vật Cương cũng không có cái nhìn gì với mình ở sự kiện Lỗ Trạch Cảnh, nhưng đối phương cũng không có chút thân cận gì với mình. Nếu như dùng một từ để miêu tả mối quan hệ giữa hắn và Sầm Vật Cương, rõ ràng chỉ là bình tĩnh như nước. Mục đích Vương Tử Quân đến Mật Đông có thể nói là quá rõ ràng, Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông thì không thể không biết. Bây giờ đối phương tỏ ra lãnh đạm với mình, ý nghĩa của nó căn bản làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Vương Tử Quân nghĩ đến Sầm Vật Cương thì không khỏi chuyển sang người Đường Trấn Huy. Chủ tịch Đường Trấn Huy nhìn qua giống một ông lão, nói chuyện chậm rãi nhẹ nhàng, giống như một người hiền lành chưa từng nổi giận. Nhưng Vương Tử Quân cho rằng một người đi đến vị trí như Đường Trấn Huy hiện tại thì không thể nào hiền lành được. Người này nhất định có năng lực và thủ đoạn của mình, nếu không thì căn bản không thể phấn đấu đến vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký Triệu Hiểu Bạch khẽ đi vào. Triệu Hiểu Bạch là một người chưa đến 30 tuổi, mặc tây trang thẳng thớm, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác trẻ tuổi lịch sự. Hắn vừa vào cửa thì trên mặt lộ ra nụ cười mất tự nhiên, Bí Thư Vương, đây là văn kiện hôm nay, xin ngài xem qua. Vương Tử Quân là Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, người ta có thể xưng hô hắn là Bí Thư Vương, cũng có thể là Chủ tịch Vương. Nhưng con người thường có thói quen gọi chức vụ cao hơn, thế nên số người gọi Vương Tử Quân là Bí Thư Vương căn bản là nhiều hơn. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân đến Mật Đông thì thư ký đã được phân phối sẵn. Tuy thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phương Anh Hồ nói có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn quyết định cho Triệu Hiểu Bạch đi theo mình công tác vài ngày. Từ trong tiếp xúc thì Vương Tử Quân căn bản không quá hài lòng với Triệu Hiểu Bạch, tuy người này làm việc cẩn trọng nhưng căn bản là ánh mắt thế cục quá nhỏ, có vài sự kiện căn bản bày ra tâm tư không phóng khoáng. Sau khi tiếp nhận văn kiện xem xét thì Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút do dự của Triệu Hiểu Bạch, hắn khẽ hỏi, Tiểu Bạch, có phải còn có chuyện gì khác không? Bí Thư Vương, thư ký trưởng Lý gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài, hỏi xem ngài có thời gian hay không? Triệu Hiểu Bạch ngẩng đầu xoa xoa tay nói. Vương Tử Quân cười cười nói, cậu cho thư ký trưởng Lý đến đây, bây giờ tôi đang có thời gian. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rời đi mà càng thêm không hài lòng. Triệu Hiểu Bạch này căn bản cực kỳ không phóng khoáng, nếu như chuyện này rơi vào trong tay Du Giang Vĩ thì cần gì phải hỏi mình. Thư ký trưởng Lý trong miệng Triệu Hiểu Bạch chính là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản là quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh, những ngày qua Vương Tử Quân đến Mật Đông đã nhiều lần gặp mặt người này. Thái độ của thư ký trưởng Lý Hanh Dư với Vương Tử Quân là cực kỳ kính cẩn, vì Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, chủ quản văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, có rất nhiều chuyện Lý Hanh Dư cần phải trực tiếp đến báo cáo với mình. Nhưng thư ký trưởng Lý kia rốt cuộc có ý nghĩ gì với mình, tạm thời Vương Tử Quân không cho ra phán đoán. Lâu ngày sẽ thấy rõ tâm tư con người, hắn muốn xem vị thư ký trưởng Lý kia như thế nào thì phải có thời gian. Chủ tịch Vương. Khác biệt với đa số người khác, Lý Hanh Dư đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì đều chào hỏi là Chủ tịch Vương. Người ta gọi Vương Tử Quân như vậy thì có vẻ không lễ phép, thế nhưng Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn gọi như vậy căn bản lại có ý nghĩa rất thân thiết. Vương Tử Quân nhìn cái đầu hói của Lý Hanh Dư, hắn nghĩ đến vài vị phó thư ký trưởng của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Giang. Giống như các vị thư ký trưởng đều dùng đầu óc quá độ. Thế cho nên chưa quá lớn tuổi mà giữa đầu không còn lại vài sợi tóc. Lý Hanh Dư là thư ký trưởng chỉ có thể phối hợp với Vương Tử Quân, lại căn bản không cho ra nhiều giúp đỡ nào thiết thực khác. Thư ký trưởng Lý đến đấy à, mời anh ngồi. Vương Tử Quân nhìn Lý Hanh Dư rồi đứng lên khỏi ghế đi đến ngồi xuống ghế salon. Lý Hanh Dư càng thêm cung kính với lễ ngộ của Vương Tử Quân cho mình. Hắn là người có kinh nghiệm quan trường. Hắn cũng không vì người ta thân thiết với mình mà mang ơn, để trung thành đầu rơi máu chảy.
Chương 1502, làm nổi bật tâm tư nhân vật. Chủ tịch Vương, tôi đã xem qua chiếc xe mới của ngài, tính năng rất tốt. Lý Hanh Dư ngồi xuống rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang định hút thuốc, hắn nghe thấy Lý Hanh Dư giới thiệu như vậy thì cầm thuốc trong tay mà không châm lửa. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lý Hanh Dư, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Chủ tịch Vương, tôi đã phản ánh ý nghĩ của ngài với lãnh đạo, thế nhưng chủ tịch Cố nói xe của chủ tịch Trần để lại căn bản đã dùng hết niên hạn, hơn nữa trước kia còn xảy ra sự cố một lần, không thích hợp cho ngài sử dụng. Ngài là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, địa biểu cho hình tượng của tỉnh Mật Đông, sau này có nhiều chuyện cần ngài đi xem xét, nếu như không đảm bảo một chiếc xe tốt, như vậy tỉnh Mật Đông cũng quá keo kiệt. Lý Hanh Dư giải thích thì ngồi thẳng người giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm. Thế nhưng Vương Tử Quân nhìn vào mắt và không thấy đối phương ó chút sợ hãi nào. Một chiếc xe cũng không phải là chuyện gì lớn, thế nhưng những thứ liên quan bên trong chỉ có thể giấu trong lòng mà khó nói ra. Nếu như là ở Nam Giang thì Vương Tử Quân dù chạy xe xấu khởi động khó khăn, chỉ cần hắn nói không được thay đổi thì không ai được tự tiện làm chủ. Nhưng bây giờ Lý Hanh Dư mở miệng lại nói ra ý kiến của Phó Chủ tịch Thường ủy Cố Tắc Phiêm, ý nghĩa của câu nói này càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn biết rõ lúc này mình căn bản không nên nổi nóng, vì dù sao đây cũng là ý tốt của người ta, nếu mình cảm thấy không thoải mái thì chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi. À, nếu đã mua thì cứ giữ lại dùng. Vương Tử Quân nói đến đây thì cũng không nói gì thêm. Thế nhưng vẻ mặt nhàn nhạt của hắn lại làm cho Lý Hanh Dư cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không muốn đắc tội với một người đã có 10 phần khả năng tiến lên làm chủ tịch tỉnh như Vương Tử Quân, thế nhưng hắn đã đứng vào hàng ngũ thì không thể thay đổi được, hơn nữa hắn cũng không muốn thay đổi. Ai bảo hắn đứng vào trong hàng ngũ hùng mạnh nhất tỉnh Mật Đông? Chủ tịch Vương, tôi còn có chuyện cần báo cáo với ngài. Bây giờ là mùa xuân, vì tinh thần đẩy mạnh phong trào thể thao. Phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có tổ chức đấu bóng rổ, đây là phương án hoạt động. Lý Hanh Dư thấy Vương Tử Quân không nói lời nào thì đưa ra một phương án hoạt động cho Vương Tử Quân. Đấu bóng rổ cũng không là gì, Vương Tử Quân nhìn vào phương án rồi cười nói, thư ký trưởng, vấn đề này anh tự quyết định là được, không cần phải báo cáo mọi chuyện với tôi. Lý Hanh Dư cười cười nói, chủ tịch Vương, tôi có một số việc không nghĩ chu đáo. Thế nên mong lãnh đạo quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Sau khi nói thêm vài sự việc nhỏ trong cơ quan thì Lý Hanh Dư rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiễn Lý Hanh Dư ra đến cửa, sau đó mới quay lại phòng làm việc nhìn vào phương án hoạt động của đối phương. Nhìn từ phương án này thì thật sự rất đầy đủ, có sắp xếp cho từng giai đoạn. Khi hắn lật qua lật lại tư liệu xem xét thì Triệu Hiểu Bạch đi đến, người này nhanh chóng thu dọn bàn trà. Hiểu Bạch, cậu đã công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được 4 năm rồi đúng không? Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi dùng giọng như tùy ý hỏi. Đúng vậy Bí Thư Vương, sau khi tốt nghiệp Đông Hồng thì tôi luôn công tác ở trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triệu Hiểu Bạch dùng giọng ngượng ngùng nói với Vương Tử Quân. Người này thật sự không thích hợp làm thư ký, Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi dùng giọng tùy ý nói, khi tôi học đại học thì bóng rổ rất thịnh hành. Nhà trường các cậu thì thế nào? Nói đến bóng rổ thì vẻ mặt Triệu Hiểu Bạch có vài phần bay bổng, hắn dừng lại nói, Bí Thư Vương, trường tôi chơi bóng rổ rất hay, vài năm trước từng đạt giải quán quân trong nước, khi đó tôi cũng có mặt trong đội bóng nhưng chỉ là dự bị mà thôi. Ha ha, không ngờ Hiểu Bạch cậu lại có bản lĩnh như vậy. Thế này đi, vài ngày nữa cơ quan tổ chức đấu bóng rổ, cậu nên lộ mặt một chút. Vương Tử Quân nói đến đây thì lại như tùy ý lên tiếng, trong cơ quan có còn nhiều người chơi bóng rổ không? Có rất nhiều, ví dụ như Chủ tịch Cố, Thư ký trưởng Trần, trưởng phòng Trịnh. Triệu Hiểu Bạch nói rất tùy ý, hắn căn bản không chú ý đến vẻ mặt của Vương Tử Quân. Đèn đường vừa lên thì Vương Tử Quân đã ngồi vào trong một chiếc xe Audi khá cũ dùng ánh mắt đầy hào hứng nhìn cảnh đêm bên ngoài. Thành phố Rừng Mật là thủ phủ của tỉnh Mật Đông, dân cư 10 triệu người. Thế nhưng điều làm cho thành phố này nổi tiếng cũng là vì lịch sử hình thành của nó. Đây là một cố đô nổi tiếng trong nước, từ khi còn nhỏ Vương Tử Quân đã có ấn tượng rất sâu với thành phố này. Tuy bây giờ tất cả chỉ còn là biển cả tang điền, không còn thấy rõ cảnh tượng cố đô năm xưa, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cổ kính và tang thương.
Tuy Vương Tử Quân đã đến thành phố rừng mật một tuần thế nhưng vẫn căn bản còn đang trong thời gian làm quen công tác, không có thời gian tiếp thu nội lực hình thành của thành phố này, càng không có thời gian tìm hiểu. Hiểu Bạch, tôi nghe nói thành phố rừng mật là nơi có các món đặc sản nổi tiếng trong nước, không bằng chúng ta đi nếm thử xem thế nào. Vương Tử Quân nhìn một bảng hiệu quán nướng thịt lừa bên ngoài cửa sổ xe rồi dùng giọng có chút động tâm nói. Có thể được dùng cơm chung với lãnh đạo căn bản là một cách thức tuyệt hảo để nối gần quan hệ với nhau, là sự kiện mà tất cả thư ký đều ao ước. Nhưng Triệu Hiểu Bạch làm thư ký thật sự quá mức cẩn thận, hắn do dự giây lát, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, hay là chúng ta quay về rồi tôi mua về cho ngài nếm thử. Ăn trong nhà khách cũng không ngon. Vương Tử Quân nói với Triệu Hiểu Bạch xong rồi quay sang lái xe, Tiểu Lý, tôi thấy quán kia buôn bán rất đắt khách. Chúng ta vào nếm thử xem thế nào. Nếu so sánh với một thư ký như Triệu Hiểu Bạch thì Tiểu Lý làm lái xe cực kỳ phù hợp, Vương Tử Quân nói gì thì hắn cũng chấp hành theo đúng như vậy. Hắn nhanh chóng đánh tay lái, xe dừng lại trước một nhà hàng cách đó không xa. Giống như suy nghĩ của Vương Tử Quân, khi ông chủ quán đưa món canh thịt lừa và thịt lừa nướng nóng hổi đến thì một mùi hương thơm ngát lên vào trong mũi. Hắn uống một ngụm canh thịt lừa, lại dùng tay xé một miếng thịt lừa nướng, cảm thấy trong miệng tràn đầy hương vị. Hiểu Bạch, Tiểu Lý, hai người cùng ăn đi, hôm nay tôi mời khách. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút thận trọng của Triệu Hiểu Bạch và lái xe Tiểu Lý, thế là không khỏi cười nói. Chương 1501, nắm mũi anh cho tôi sử dụng. Tuy Vương Tử Quân nói hai người Triệu Hiểu Bạch không nên quá thận trọng, thế nhưng hắn biết rõ với thân phận của hai người này dùng cơm với mình vẫn rất gò bó. Đặc biệt là Triệu Hiểu Bạch, hắn càng tỏ ra đứng ngồi không yên. Hiểu Bạch, công tác là công tác, khi nên thả lỏng nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Nơi đây là thành phố rừng mật, cũng không phải trốn thâm sơn cùng cốc, nếu Bí Thư Kim thấy được động tác của anh, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Bí Thư Kim trong miệng Vương Tử Quân chính là thường ủy tỉnh ủy, Bí Thư Thị ủy rừng mật tên là Kim Chính Thiện. Hắn đã gặp mặt người này một lần, chính là trong hội nghị nhận chức trước đó. Tiểu Lý trước kia là một quân nhân, hơn nữa có tính cách thân tình, thế cho nên trước mặt Vương Tử Quân ngoài lúc có việc gì thì thường rất cởi mở. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn cười nói, Bí Thư Vương nói rất đúng, Hiểu Bạch, bộ dạng của anh lúc này không nên rơi vào trong tai của Bí Thư Kim, nếu không thì dì hai sẽ không tha cho anh. Tiểu Lý nói những lời này có thể là vô tâm, thế nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân lại khẽ động. Hắn đi vào tỉnh Mật Đông có thể nói là cực kỳ chú ý, từng bước thận trọng khéo lại dẫm vào bẫy dập của người khác. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của hắn, hắn nhìn vào sơ yếu lý lịch thì thấy cha mẹ người này đều là giáo viên và công nhân bình thường, cũng không ngờ Kim Chính Thiện là dượng của Trình Hiểu Bình. Nếu sử dụng một người như vậy làm thư ký cho mình, không bằng đổi lấy là một người khác. Nếu như Vương Tử Quân đổi Triệu Hiểu Bạch lấy người khác, như vậy có căn bản đưa mối quan hệ giữa hắn và Kim Chính Thiện vào trong bóng tối hay không? Vương Tử Quân nghĩ đến người sắp xếp thư ký cho mình, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn giống như không nghe thấy lời nói của Tiểu Lý, hắn nói với Triệu Hiểu Bạch, món thịt lừa nướng này quả nhiên là danh bất hư truyền, trước kia tôi từng nghe nói thành phố rừng mật có nhiều món đặc sản rất ngon, lần sau chúng ta phải ăn nhiều hơn một chút. Triệu Hiểu Bạch vừa mới bị Tiểu Lý lên tiếng làm cho rất xấu hổ, bây giờ thấy Vương Tử Quân có ý nghĩ giải vây cho mình, hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vương Tử Quân rồi nói, Bí Thư Vương, lần sau để tôi đãi ngài. Nếu so sánh với những bữa tiệc lớn thì tốc độ ăn uống bây giờ có thể nói là rất nhanh, chỉ hơn 10 phút Vương Tử Quân đã uống hết chén canh thịt lừa vào bụng, trong lòng càng cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý thấy Vương Tử Quân ăn xong, cả hai cũng nhanh chóng ăn cho xong, dọn dẹp phần thức ăn của mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý giống như chờ mình ra lệnh bất cứ khi nào, hắn cười nói, ăn nhanh cũng tốt, khi đưa tôi về khách sạn thì hai cậu cũng được về nhà nghỉ ngơi, nếu không người nhà lại nghĩ rằng tôi ép các anh làm việc quá lâu. Vương Tử Quân nói những lời này nếu người nghe là Du Giang Vĩ hay Khương Long Cương thì bọn họ sẽ nhất định cười ha ha đáp lại, sẽ làm cho Vương Tử Quân cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng Triệu Hiểu Bạch nghe mà chỉ khẽ nở nụ cười, căn bản giống như không biết làm sao. Tiểu Lý lại mạnh hơn Triệu Hiểu Bạch ở phương diện đối nhân xử thế, hắn cười nói, Bí Thư Vương, vợ tôi nghe nói tôi làm lái xe cho ngài thì cực kỳ giúp đỡ,
chỉ cần ngài không để tôi không về ngủ ở nhà là được. Còn chủ nhiệm Hiểu Bạch, tuy ở phương diện pháp luật vẫn là người độc thân, thế nhưng tình huống rốt cuộc là thế nào thì tôi cũng không biết rõ. Triệu Hiểu Bạch chợt đỏ mặt, không biết có phải là vì bị Tiểu Lý nói chúng tâm sự hay không. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không xâm nhập điều tra ở phương diện này, hắn cười với hai người, được rồi, chúng ta về thôi. Lần này Mạc Tiểu Bắc cũng không theo Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông, không những công tác của nàng còn ở trong viện nghiên cứu tỉnh Nam Giang, hơn nữa Tiểu Bảo Nhi còn phải đi học, hai bố mẹ cũng không muốn nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh cho con. Tuy bây giờ không còn ở trong ngôi nhà số 7 khu thường ủy tỉnh ủy Nam Giang, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc đã sớm mua nhà ở thành phố Đông Hồng, Vương Tử Quân không cần quan tâm đến cuộc sống của hai vợ con nàng. Vương Tử Quân bây giờ còn chưa được sắp xếp cố định, những ngày qua cứ mãi ở trong phòng khách quý của khách sạn Mật Đông. Thịnh Thế là một sản nghiệp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông, bây giờ tuy gọi là khách sạn thế nhưng lại nằm trong tầm tay quản lý của Cục Sự vụ Cơ quan tỉnh. Bây giờ giám đốc khách sạn Thịnh Thế chính là một cán bộ cấp cục, tên là Vũ Văn Chiêu, khi Vương Tử Quân đến ở trong khách sạn Thịnh Thế thì người này tỏ ra cực kỳ cung kính. Lúc này xe của Vương Tử Quân vừa xuất hiện trước cổng khách sạn thì Vũ Văn Chiêu đã nhanh chóng tiến lên đón chào, hắn tươi cười nhìn Vương Tử Quân xuống xe, sau đó dùng giọng chú ý nói, Bí Thư Vương, ngài đã dùng cơm chưa, nếu chưa thì khách sạn vừa mới nấu món thịt dê, sẽ đưa đến cho ngài một phần. Những ngày qua Vương Tử Quân đã nếm thử món thịt dê của khách sạn Thịnh Thế, hương vị rất thơm ngon. Khi đó hắn không keo kiệt lời nói của mình mà khen ngợi món súp dê hai câu, cũng không ngờ Vũ Văn Chiêu ghi nhớ vào trong lòng. Khi Vương Tử Quân đi làm về thì Vũ Văn Chiêu đã liên hệ với người quen công tác trong văn phòng, biết rõ trưởng phòng Vương còn chưa dùng cơm. Giám đốc Vũ, không cần làm phiền anh, tôi đã dùng cơm rồi. Vương Tử Quân vừa nói vừa đi về phía nhà của mình. Thịnh Thế là một trong hai khách sạn 5 sao của thành phố rừng mật, hoàn cảnh bên trong tất nhiên sẽ rất tốt. Nơi đây là một tòa nhà 36 tầng làm tiêu chí cho thành phố rừng mật, hơn nữa bốn phía tòa nhà này còn có vài chục căn nhà 2 tầng. Những căn nhà này căn bản được ngăn cách với tòa nhà chính bằng những bức tường cao, bình thường không tiến hành kinh doanh. Dù là cư dân của thành phố rừng mật cũng có rất ít người biết được trong khách sạn Thịnh Thế còn có những ngôi nhà này. Bí Thư Vương, ngài đã về rồi. Khi Vương Tử Quân vừa xuất hiện trước cửa nhà thì một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp từ bên trong đi ra, ánh đèn màu vàng cam làm cho dàn da của cô gái trông như bạch ngọc, rất quyến rũ. Quần áo của nhân viên phục vụ trong khách sạn Thịnh Thế cực kỳ chu đáo, 7-8 phần giống như tiếp viên hàng không. Những bộ chế phục này càng làm biểu hiện rõ cơ thể yểu điệu của các nữ nhân viên phục vụ. Vương Tử Quân nhìn qua cô nhân viên phục vụ có dụng mạo kém hơn Lâm Dĩnh Nhi nửa phần ở trước mặt rồi khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong biệt thự. Triệu Hiểu Bạch chú ý đặt cặp công văn của Vương Tử Quân vào trong phòng, sau đó hắn khẽ nói, Bí Thư Vương, nếu như không có sắp xếp gì khác, sáng mai tôi sẽ đến đón ngài đúng giờ. Vương Tử Quân gật đầu nói, mai cậu cứ đến đúng giờ là được, đúng rồi, tôi còn có chút việc cần hỏi cậu. Khi nghe nói Vương Tử Quân còn có chuyện cần phân phó thì Triệu Hiểu Bạch ngồi xuống ghế, hắn nhanh chóng lấy giấy bút ra, bày ra bộ dạng có thể ghi chép lại chỉ thị của lãnh đạo bất cứ khi nào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Triệu Hiểu Bạch thì không khỏi khoát tay áo nói, không phải chuyện gì quan trọng, cũng không cần cậu chỉnh trọng như vậy làm gì. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng đặt bút xuống. Thế nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ chăm chú lắng nghe sắp xếp của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Triệu Hiểu Bạch, hắn thầm nghĩ người này dù làm việc thiếu vài phần tinh xảo nhưng vẫn khá thành thật. Tôi đã đến tỉnh Mật Đông được một tuần thế nhưng còn chưa hiểu rõ tình huống các thành phố trong tỉnh. Tuần sau tôi chuẩn bị đi kiểm tra nghiên cứu tình hình các thành phố trong tỉnh một phen, cậu sắp xếp hành trình cho tôi, để xem trước tiên chúng ta nên đi đến đâu, sau đó nên đi đến đâu. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng ghi chép lại lời nói của Vương Tử Quân vào trong sổ tay, sau khi ghi chép lại toàn bộ thì do dự một chút rồi nói, Bí Thư Vương, lần này chúng ta đi kiểm tra khảo sát sẽ mang theo những người nào? Cái này cậu sắp xếp, Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói, Hiểu Bạch, có đôi khi tôi không cho ra những sắp xếp cụ thể, cậu cũng nên suy xét một chút, trước tiên làm tốt công tác nào, như vậy sẽ dễ tránh phát sinh nhiều vấn đề. Tuy Vương Tử Quân nói với Triệu Hiểu Bạch thế nhưng tâm tư lại đặt lên người nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi đang lau dọn phòng ốc.
Sau khi trò chuyện nửa giờ với Triệu Hiểu Bạch thì nhân viên phục vụ đặt một dĩa hoa quả đã rửa sạch bên cạnh Vương Tử Quân. Cũng không còn sớm nữa, Hiểu Bạch, tôi cũng không giữ cậu ở lại, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Vương Tử Quân cầm lấy một quả táo cắn một miếng, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, giúp tôi tiễn Tiểu Hạ, vì cô ấy cũng vừa mới vất vả làm việc. Khi Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Hạ rời đi thì khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười. Chương 1502, một mượn nồi súp để hòa thượng cùng ly. Vương Tử Quân mở mắt thấy trời bên ngoài đã sáng, hắn cầm đồng hồ lên nhìn thoáng qua, sau đó trở nên tỉnh táo hơn. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Vương Tử Quân cảm thấy không gian có chút vắng vẻ, bình thường ở trước mặt Mạc Tiểu Bắc thì hắn không biết nói gì, thế nhưng bây giờ đến Mật Đông được một tuần, hắn cảm thấy cơ thể phấn chấn không chịu được. Hắn nằm trên giường thầm nghĩ, nếu không thì mình thừa dịp chủ nhật để đưa Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đến Mật Đông một chuyến. Vương Tử Quân nghĩ đến Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi nghĩ đến nhân viên phục vụ Tiểu Hà, hắn thầm nghĩ ở trong khoảng rừng tình cảm của mình có không ít mỹ nữ, thế nhưng cho dù thế nào cũng không thể không thừa nhận Tiểu Hà kia là mỹ nữ. Điều động một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp như vậy đến phục vụ cho mình, đây thật sự là một sự kiện cực kỳ có tính khảo nghiệm rèn luyện. Tuy Vương Tử Quân cảm thấy mình hoàn toàn có thể ổn định trận tuyến, thế nhưng cô nam quả nữ ở bên cạnh nhau, hơn nữa độ tuổi của mình còn quá trẻ, rất nhiều chuyện dù mình không nói lời nào thì chung quanh cũng sẽ có nhiều thông tin không hay. Đến cấp bậc của Vương Tử Quân căn bản không cần quá cẩn thận như vậy, nhưng những chuyện như vậy thật sự có lực sát thương khá cao. Phụ nữ xinh đẹp thường đi kèm với những dự đoán khó lường, hắn không cho cô nàng kia cơ hội nào để phát huy nghệ thuật của một hồng nhan. Tối qua hắn để cho Triệu Hiểu Bạch ở lại nửa giờ, nếu nói là bàn về công tác, không bằng nói là có vài điều cấm kỵ. Dù khách sạn thịnh thế này có hoàn cảnh khá tốt, thế nhưng cũng không phải nơi có thể sống tốt. Hai ngày nữa cục sự vụ cơ quan sẽ sắp xếp cho mình, khi đó mình nên đi đến sống trong khu thường ủy tỉnh ủy thì hay hơn. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn đứng lên rửa mặt, sau khi làm vệ sinh thân thể thì mặc đồ thể thao đi ra khỏi nhà. Chào Bí Thư Vương, Vương Tử Quân vừa mới ra khỏi nhà thì gặp Tiểu Hạ, nàng đang mỉm cười nhìn hắn, nhìn qua giống như một đóa hoa bách hợp tươi đẹp. Vương Tử Quân khẽ cười nói với Tiểu Hạ, tôi cũng không phải không có tay chân, cô không cần mỗi buổi sáng đều đến chỗ tôi, khi tôi cần ăn điểm tâm thì cô đưa đến là được. Phục vụ tốt cho Bí Thư chính là công tác của tôi, nếu không giám đốc sẽ giữ lại tiền lương của tôi. Bí Thư Vương, ngài không hy vọng tôi sẽ là người bị hại đấy chứ? Tiểu Hạ nói với gương mặt tươi cười như hoa, cơ thể lúc này giống như một giọt sương ban mai tuyệt đẹp. Vương Tử Quân tuy đã cho ra quyết định sẽ đứng từ xa nhìn mà không dám tiếp cận với Tiểu Hạ, thế nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút vui sướng. Vương Tử Quân cố gắng áp chế tâm tư này vào trong lòng, hắn cười nói, trong phòng cũng không có gì cần dọn dẹp, chính cô nghỉ ngơi một lát đi. Nếu cô muốn thu dọn khắp nơi, tôi lại cảm thấy rất áp lực. Vương Tử Quân nói xong cũng không quan tâm đến Tiểu Hạ, hắn nhanh chóng chạy vài vòng quanh một cái hồ nhỏ, sau khi đổ mồ hôi đầm đìa thì đi về nhà. Lúc này Tiểu Hạ đã dọn xong một bữa sáng rất phong phú. Bí Thư Vương, hôm nay phòng bếp nấu món ngài thích ăn nhất, mời ngài nếm thử. Tiểu Hạ đang quét dọn phòng nhanh chóng nở nụ cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, nói là cô đã vất vả rồi. Sau đó ngồi xuống dùng cơm. Sau khi ăn xong thì hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Tiểu Hạ luôn ở bên cạnh hầu hạ Vương Tử Quân, nàng cẩn thận lột trứng gà đặt bên cạnh hắn, dáng người yểu điệu làm cho bất kỳ động tác nào của nàng cũng rất quyến rũ, làm cho người ta nhìn vào và hai mắt tỏa sáng. Nếu dựa theo tính cách trước kia của Vương Tử Quân, hắn nhất định sẽ để cho Tiểu Hạ ngồi xuống cùng ăn với mình. Nhưng bây giờ hắn đã có chút khúc mắc với cô gái này. Sao có thể để cho người ta cầm được đằng chuôi của mình? Khi Vương Tử Quân lẳng lặng quan sát Tiểu Hạ, cô nàng này cũng không đặt ánh mắt lên người hắn. Vô tình ánh mắt hai người va chạm vào nhau, khi đó nàng nhanh chóng trốn thoát như một chú nai con hoảng sợ. Khi Vương Tử Quân ngồi lên chiếc xe đến đón, Tiểu Hạ đứng trong nhà mới cảm thấy dễ chịu hơn, nàng vui vẻ thu dọn gian phòng của Vương Tử Quân, sau đó đi ra khỏi nhà. Tiểu Hạ, Bí Thư Vương đi làm rồi à? Một người phụ nữ với độ tuổi tương đồng nhưng lại đầy đặn hơn nhanh chóng tiến lên chào hỏi Tiểu Hạ. Tiểu Hạ căn bản có quan hệ khá thân thiết với người này,
Nàng cười nói, đúng vậy, đã đi làm, bí thư Vương kia cực kỳ trẻ tuổi, thế nhưng tôi làm công tác phục vụ ở bên cạnh và cảm thấy cực kỳ áp lực. Tất nhiên rồi, cậu cũng không nhìn qua anh ấy mà xem, đám lãnh đạo của chúng ta cả ngày đều bận rộn như cháu nội vậy. Người ta là ai chứ? Chính là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, nghe nói người này chính là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông chúng ta đấy. Nữ nhân viên phục vụ đầy đặn rõ ràng là một người miệng lưỡi chua ngoa, nàng vừa dùng khăn lau kính vừa dùng giọng thần bí nói. Tiểu Hạ định mở miệng thì có người quát lớn, Trần Kiến Linh, không được nói đùa trong giờ làm việc, lát nữa nếu việc nghiệm thu không khả quan, tôi sẽ giữ lại tiền lương của cô. Khi âm thanh này vang lên, một người phụ nữ lắc mông đi đến. Người phụ nữ này xem ra đã qua độ tuổi hoàng kim, thế nhưng nhìn lướt qua cơ thể vẫn thấy tràn đầy khí tức mê người. Nhưng người phụ nữ làm cho vô số đàn ông nhìn vào phải động lòng lại là một hình tượng cọp cái trong mắt một nhân viên phục vụ như Trần Kiến Linh. Nàng tỏ ra sợ hãi nói, quản lý Triệu, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình. Hừ, cô đã ba lần khảo hạch không hợp cách, tôi nói cho cô biết, có một câu cô cần nhớ cho kỹ, đó là hôm nay không cố gắng công tác thì ngày mai phải cố gắng tìm việc làm. Nếu tương lai cô bị sa thải, như vậy cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Người phụ nữ này nói rồi đưa mắt nhìn Tiểu Hạ, trên gương mặt yêu dị chợt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Hạ, vừa rồi tôi thấy Bí Thư Vương đi làm thì phải. Quản lý Triệu, tôi đã thu dọn xong phòng của Bí Thư Vương, mời ngài đến kiểm tra. Tiểu Hạ cũng cực kỳ sợ hãi quản lý Triệu, thế nên giọng nói cực kỳ cẩn thận. Quản lý Triệu đi đến bên cạnh Tiểu Hạ, nàng dùng bàn tay đỡ lấy mái tóc mềm mại của Tiểu Hạ, sau đó cười nói, Tiểu Hạ, không cần phải nói mãi đến chuyện công tác, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Đúng rồi, con gái cần phải chú ý cách ăn mặc, như vậy thì mới ngày càng xinh đẹp hơn. Tiểu Hạ khẽ gật đầu mà không lên tiếng, thế nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy không thoải mái vì hành động thân cận của quản lý Triệu. Trong phòng của tôi có một hộp trang điểm mới, cô cầm mà sử dụng, nó cũng không phải nhãn hiệu gì cao quý, thế nhưng lại thích hợp cho cô sử dụng. Quản lý Triệu nói xong thì lại lắc mông bỏ đi. Trần Kiến Linh thấy quản lý Triệu đi xa thì thè lưỡi ra đằng sau cửa kính rồi mắng, hồ ly tinh, hừ. Tiểu Hạ khoát tay áo nói, cô cũng nên cẩn thận một chút, đừng để người ta truyền những lời này vào tai chị ấy. Hừ, vào tai chị ta thì thế nào? Trước kia không phải cũng là nhân viên phục vụ như chúng ta sao? Không phải là lên giường với lãnh đạo mới được như vậy à? Có gì hay ho chứ? Chương 1502, 2, mượn nồi súp để hòa thượng cùng ly. Trần Kiến Linh nghiến răng nghiến lợi nói hai câu, sau đó lại nhìn thoáng qua Tiểu Hạ. Tiểu Hạ, lần này cơ hội của cậu tốt hơn so với cô ta, Bí Thư Vương kia không những trẻ tuổi đẹp trai, còn là người có quyền lực lớn. Nếu cậu tiếp cận được anh ấy, đừng nói là một biên chế, cuộc sống sau này sẽ sung sướng hơn con họ Triệu kia rất nhiều. Tiểu Hạ vội vàng khua tay nói, Kiến Linh, cậu đừng nói bậy bạ, sẽ bị trời phạt. Trần Kiến Linh phát tiết xong thì tiếp tục lau kính, lúc này trong mắt Tiểu Hạ lại có chút chần chờ. Lúc này phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng không quá náo nhiệt, nếu so sánh với khi còn công tác ở Nam Giang thì căn bản là quá thưa thớt. Hắn cũng là người có nhiều lần trải qua tình huống thế này, vì vậy cũng không sinh ra cảm giác mất mát. Vương Tử Quân vừa tiến hành quy hoạch công tác sau này cho mình, vừa xem xét tài liệu về tỉnh Mật Đông. Thế là một quyển sổ lớn đã được viết chi chít. Vương Tử Quân viết xong chữ cuối cùng thì đặt bút xuống, bàn tay đặt lên điện thoại cách đó không xa, sau đó cũng nhanh chóng thu lại. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười, hắn đang chờ người đi đến. Khi Vương Tử Quân nói mời vào, một người đàn ông hơn 40 với gương mặt to tròn đi đến. Hắn vừa vào cửa thì đã nhanh chóng nở nụ cười, chào Chủ tịch Vương. Anh có bận rộn gì không? Vương Tử Quân cười cười nói, thư ký trưởng Tề Bảo, mời anh ngồi bên này. Người được Vương Tử Quân gọi là thư ký trưởng Tề Bảo chính là vị phó thư ký trưởng Trương Tề Bảo chuyên phục vụ cho Vương Tử Quân, là người đứng đầu trong số các phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem như là nhị quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Người này làm cho người ta sinh ra cảm giác luôn luôn vui vẻ, trên mặt luôn treo nụ cười. Sau khi Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông thì hắn nhanh chóng đến báo danh, đã là người ngày nào cũng phải đến đây báo cáo công tác cho Vương Tử Quân, thật sự là rất kiên trì, mặc gió kệ mưa.
Trương Tề Bảo đặt nửa mông ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân trên ghế salon, hắn bắt đầu báo cáo công tác ngày hôm nay, cũng có vài việc cần xử lý, khẽ lên tiếng trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là cán bộ từ cơ sở đi lên, hắn căn bản không xa lạ gì công tác của Ủy ban Nhân dân các cấp, vì vậy quá trình báo cáo rất nhanh. Sau khi Trương Tề Bảo báo cáo xong những công tác cần thiết, hắn khẽ hỏi xem lãnh đạo có gì cần phân phó hay không, đúng lúc này Vương Tử Quân cười nói, thư ký trưởng Tề Bảo, anh công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được bao lâu rồi? Đã được 4 năm, Trương Tề Bảo dùng giọng chú ý nói. Thư ký trưởng Tề Bảo, hôm qua thư ký trưởng Hanh Dư nói trong văn phòng có nhiều hạng mục công tác, anh ấy căn bản không đỡ hết được. Những chuyện bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh lại khá nhiều, thật sự cần có người phụ giúp gánh vác. Những vị phó thư ký trưởng khác đều phải tự phục vụ lãnh đạo, tôi nói chuyện với bọn họ cũng không trực tiếp bằng nói với anh. Thế này đi, sau này anh công tác nên giúp đỡ nghĩ kế giúp thư ký trưởng Hanh Dư nhiều hơn, giảm bớt sức ép, nếu có vấn đề gì không giải quyết ngay được thì báo cáo với tôi. Vương Tử Quân nói những lời này cực kỳ trôi chảy, hắn cũng không nhìn gương mặt của Trương Tề Bảo, thế nhưng dư quang khóe mắt lại khóa chặt đối phương. Vẻ mặt Trương Tề Bảo khẽ động. Gương mặt béo tốt có chút do dự, sau đó hắn cười nói, Chủ tịch Vương, tôi biết rõ khuyết điểm của mình, đó chính là quá chú ý lý niệm, quá tôn sùng lý luận, nhưng lại chỉ là những lý luận tầm thường. Bình thường tôi chỉ yêu cầu mình công tác không được việt vị, không ôm quyền tranh công, ngài nói như vậy tôi nhất định sẽ xem xét. Vương Tử Quân gật đầu cười nói, giao những công tác khó nhọc cho anh, chứng tỏ thượng cấp tín nhiệm anh. Tôi hy vọng thư ký trưởng Tề Bảo có thể an phận làm người. Làm việc mạnh mẽ. Tôi hy vọng tương lai anh sẽ là một nhân vật có thể thi triển tài năng, chính thức biến thành nhân tài, như vậy mới được trọng dụng. Trương Tề Bảo kính sợ rời đi, Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hắn tin tưởng Trương Tề Bảo hiểu ý của mình, dựa vào trí tuệ của đối phương, rõ ràng có thể nhìn thấy rõ mình bắt đầu cho ra tính toán đối phó. Vương Tử Quân căn bản là muốn lợi dụng và cũng không muốn gạt Trương Tề Bảo. Sau khi Trương Tề Bảo trở thành thư ký trưởng chuyên trách của hắn, hắn căn bản đã biết được kinh nghiệm chủ yếu của thư ký trưởng Trương này là gì. Trước khi Trương Tề Bảo trở thành phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì là chủ tịch thành phố Linh Lung, có thể nói là xuân phong đắc ý, phát triển thuận lợi. Nhưng ngay khi đó vì hắn không ở cùng một phía với bí thư thị ủy hiện tại, thế nên bị điều đến làm phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chức vụ này căn bản là đề bạt với người thường, thế nhưng đối với một Trương Tề Bảo là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong ban ngành thị ủy Linh Lung, là một điều động hạ cấp. Sau khi đi vào văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Trương Tề Bảo cũng không có tính toán gì, tuy hắn là phó thư ký trưởng hàng thứ hai thế nhưng lại kém quá xa khi làm chủ tịch thành phố Linh Lung. Hơn nữa bây giờ hắn công tác còn bị người ta áp chế rất nặng. Người áp chế Trương Tề Bảo chính là thư ký trưởng Lý Hanh Dư. Vương Tử Quân cho Trương Tề Bảo một hy vọng, hắn sẽ không thể không lựa chọn. Xưa nay có nhiều người là như vậy, cho dù bọn họ biết mình cất bước có thể là rơi xuống, thế nhưng bọn họ không thể chùn bước. Nguyên nhân của nó chính là bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Trương Tề Bảo chính là một người không còn lựa chọn nào khác, nếu không hắn sẽ chẳng rơi rụng đến mức này, cuối cùng không thể không ném đi vị trí tốt đẹp của mình. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn khẽ cười, bàn tay lại đặt lên điện thoại trên bàn. Nếu như có người cảm thấy hắn vướng bận, quyết định cho hắn ăn súp nóng, hắn phải làm cho đám người kia tỉnh ngủ, làm cho bọn họ phải cho ra sự tôn trọng xứng đáng với mình. Lúc này Vương Tử Quân không muốn vì tranh quyền mà xé toạc ra mặt, không muốn bị người ta đùa giỡn như kẻ ngốc, vì cứ như vậy sẽ dần dần bị người ta cho ra rìa. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông thì có người nghe máy. Sau khi nghe giọng nói khách khí vang lên ở đầu bên kia thì Vương Tử Quân cười nói, trưởng lĩnh phải không? Tôi là Vương Tử Quân, cậu xem chủ tịch có thời gian hay không? Tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo. Trưởng lĩnh trong miệng Vương Tử Quân chính là thư ký Quách trưởng lĩnh của chủ tịch Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân từng gặp mặt Quách trưởng lĩnh vài lượt, người này chưa đến 40, trên mặt đeo kính cận, dù ai nhìn vào cũng thấy cực kỳ hào hoa phong nhã. Chương 1503, tìm đúng điểm. Sau khi nghe được giọng nói của Vương Tử Quân thì Quách Tường Lĩnh tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, hắn cung kính nói, chào Chủ tịch Vương, ngài có chuyện gì cần giao phó sao? Ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ làm tốt.
Dù Quách Tường Lĩnh nói những lời này có vài phần thành ý, thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Vương Tử Quân cười nói, Trường Lĩnh, có chuyện cần nhờ cậu hỗ trợ, cậu hỏi giúp tôi xem chủ tịch có thời gian rảnh không? Tôi cần báo cáo với anh ấy. Chủ tịch Vương, ngài chờ chút, tôi sẽ lập tức báo cáo với chủ tịch. Quách Tường Lĩnh nói cực kỳ cẩn thận. 2 phút sau Quách Tường Lĩnh gọi điện thoại đến nói, Chủ tịch Vương, Chủ tịch Đường nghe nói ngài có chuyện thì tạm thời trì hoãn 30 phút hội nghị, ngài xem có thể đến vào lúc này được không? Cậu Trường Lĩnh, cảm ơn cậu. Vương Tử Quân cũng không nói ra những lời có liên quan đến Đường Chấn Huy, vì hắn có nói thì Đường Chấn Huy cũng không nghe được, mà lời cảm ơn của hắn lại làm cho Quách Tường Lĩnh cảm thấy rất vui sướng. Quả nhiên Quách Tường Lĩnh lên tiếng cực kỳ kích động, rõ ràng rất hưởng thụ lời cảm ơn của Vương Tử Quân. Phòng làm việc của Đường Chấn Huy cũng không phải ở trong khu thường ủy tỉnh ủy, mà là trong khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Lý Hành Dư cũng sắp xếp cho Vương Tử Quân một phòng làm việc ở chỗ này, thế nhưng lại bị Vương Tử Quân từ chối. Vài phút sau Vương Tử Quân đi đến bên ngoài phòng làm việc của Đường Chấn Huy, Quách Tường Lĩnh là thư ký đang chờ đợi ở bên ngoài. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì hắn nhanh chóng tiến lên nghênh đón, Chủ tịch Vương, Chủ tịch nói ngài cứ trực tiếp đi vào. Vương Tử Quân đã đến phòng làm việc của Đường Chấn Huy 2 lần, gian phòng này chỉ rộng hơn chứ không kém so với phòng của Sầm Vật Cương. Khi hắn đi vào thì Đường Chấn Huy với mái tóc hoa râm mỉm cười đón chào. Chủ tịch Tử Quân, anh đi vào tỉnh Mật Đông đã thích ứng được chưa? Sau khi hai bên bắt tay nhau, Đường Chấn Huy siết chặt tay Vương Tử Quân rồi nói. Lực tay của Đường Chấn Huy là khá tốt, nếu là những cô gái bắt tay với Chủ tịch Đường, chỉ sợ sẽ cảm thấy đau tay. Vương Tử Quân vừa bắt tay với Đường Chấn Huy vừa cười nói, cảm ơn Chủ tịch đã sắp xếp cho tôi, sau khi đi vào Mật Đông thì tôi sinh ra cảm giác như về nhà. Ha ha ha, Mật Đông muốn phát triển thì cần những cán bộ nhiệt tình và có năng lực như Chủ tịch Vương. Tôi cũng rất vui mừng khi anh coi tỉnh Mật Đông là nhà, sau này mong anh cũng đừng tiếc lực lượng trong công tác. Đường Chấn Huy nói rồi ngồi song song với Vương Tử Quân trên ghế salon. Đường Chấn Huy có chức vụ tương tự như Vương Tử Quân, hai người đều là phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng lại khác nhau ở chỗ một người là chủ tịch và một người là phó chủ tịch tỉnh. Thậm chí người ta nói trong ban ngành thường ủy, chỉ có 2 người đồng thời được ký tên trên văn kiện của cả cấp ủy và chính quyền tỉnh, một là Đường Chấn Huy, 2 là Vương Tử Quân. Nhưng Đường Chấn Huy đã gần 60 tuổi. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì 1-2 năm nữa sẽ rời khỏi sân khấu chính trị tỉnh Mật Đông, thế nên có sự khác biệt rất lớn với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân mới hơn 35 tuổi, thật sự là một ngôi sao chói mắt trên chính đàn. Sau khi Quách Tường Lĩnh đi vào dâng trà rồi quay ra, Đường Chấn Huy chợt cười nói, Chủ tịch Tử Quân, đây là trà được trồng ở tỉnh Mật Đông chúng ta, tuy không có danh tiếng gì lớn, thế nhưng lại là loại trà thủ công. Uống vào cũng có hương vị khác biệt. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, cảm thấy có một mùi hương khác thường hòa vào trong miệng bùng lên mũi. Hắn chợt cười nói, sớm biết chỗ chủ tịch có trà ngon thế này, tôi nên sớm cho ra lời thỉnh cầu với tổ chức để nhanh chóng được đến Mật Đông công tác. Ha ha ha, anh nói như vậy làm cho tôi cảm thấy đắc ý. Nếu chủ tịch Tử Quân thích loại trà này, như vậy loại trà này xem ra được hưởng phúc. Nếu anh thích uống thì tôi sẽ nói Trường Lĩnh đưa qua một chút. Đường Chấn Huy phất tay cười nói, Tử Quân vừa mới đến Mật Đông, bây giờ điều quan trọng nhất là làm quen hoàn cảnh. Chỉ khi nào làm quen được với hoàn cảnh trong tỉnh, khi đó mới có thể nhanh chóng gánh vác trọng trách công tác. Đường Chấn Huy nói những lời này cực kỳ hàm xúc và cũng giống như nói trắng ra vấn đề. Vương Tử Quân cười không nói gì với lời vừa rồi của Đường Chấn Huy, hắn cúi đầu trầm ngâm giây lát. Sau đó mới dùng giọng trịnh trọng nói, cảm ơn Chủ tịch Đường đã tin tưởng tôi như vậy, tôi tin chắc sau này dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đường, công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông sẽ ngày càng có thành tích cao vời. Vương Tử Quân tương đối hiểu về Đường Chấn Huy, đây là cán bộ từ cơ sở đi lên, trước kia khi làm chức phó ở một tỉnh hàng xóm thì cho ra nhiều thành tích tốt, thế nên bây giờ mới là Chủ tịch tỉnh Mật Đông. Nhưng sau khi đi vào tỉnh Mật Đông thì Đường Chấn Huy tỏ ra cực kỳ an phận. Nhiều chuyện căn bản là dậm chân tại chỗ, cực kỳ bảo thủ. Nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng đây là kết quả mà Đường Chấn Huy tình nguyện muốn như vậy, lão sở dĩ tiếp nhận hình thái này cũng là vì bất đắc dĩ. Không người nào tình nguyện buông quyền lợi trong tay mình,
có một số người càng vào lúc mình sắp rời khỏi sân khấu chính trị càng muốn vẽ ra một bức tranh với màu mực đậm hơn. Vì vậy Vương Tử Quân cho ra biểu hiện cực kỳ phù hợp với thái độ của Đường Chấn Huy, cũng cực kỳ tôn trọng. Vẻ mặt Đường Chấn Huy không có gì thay đổi, dù sao lão cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm, không phải dễ dàng dùng một hai câu là có thể đả động được. Nhưng Vương Tử Quân căn cứ vào cặp mắt khẽ hấp háy của đối phương, hắn có thể thấy được Chủ tịch Đường đang hài lòng với lời tỏ thái độ của mình. Hai người trao đổi vài ý kiến về công tác, sau đó Vương Tử Quân mở miệng báo cáo với Đường Chấn Huy, Chủ tịch Đường, lần này tôi đến là có hạng mục công tác cần xin chỉ thị của ngài. Chủ tịch Tử Quân không cần khách khí như vậy, có chuyện gì mong anh cứ nói. Đường Chấn Huy khẽ khoát tay áo với Vương Tử Quân, bộ dạng rõ ràng là không cần tỏ ra xa lạ như vậy. Vương Tử Quân cười cười, lúc này mới khẽ nói, Chủ tịch Đường, hôm qua thư ký trưởng Lý đến báo cáo công tác với tôi, nói là mùa xuân là lúc rèn luyện sức khỏe, vì đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong tỉnh, làm phong phú cuộc sống của nhân viên công tác, biểu hiện hình tượng hài lòng của cán bộ tỉnh Mật Đông, sắp tới chuẩn bị tổ chức giải bóng rổ văn phòng. Vương Tử Quân cũng không nói quá lớn, thế nhưng ánh mắt lại lẳng lặng nhìn Đường Chấn Huy. Đường Chấn Huy khẽ gõ tay lên mặt bàn, bộ dạng cực kỳ ung dung bình tĩnh. Nhưng Vương Tử Quân có thể thấy được Đường Chấn Huy có chút rung động từ trong những động tác kia, đã không còn quá bình tĩnh tự tin như vừa rồi. Chủ tịch Tử Quân có ý kiến gì không? Đường Chấn Huy khẽ ho khan một tiếng rồi hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân càng có chút lo lắng, hắn cười cười nói, đề cao phong trào thể dục thể thao, làm phong phú cuộc sống của nhân viên công tác là chuyện tốt, tôi cảm thấy nên được cố gắng thúc đẩy. Đường Chấn Huy khẽ ừ một tiếng, sau đó nở nụ cười tiêu sái nói, chúng ta nên cố gắng làm tốt công tác làm phong phú cuộc sống của nhân viên công tác. Tuy đã đồng ý thế nhưng tâm tình của Đường Chấn Huy lại không được quá cao, điều này phản ánh tốt thân phận của Chủ tịch Đường. Vì lão dù sao cũng là một vị chủ tịch tỉnh, căn bản không quá quan tâm đến chuyện mang tính chất nhỏ nhặt thế này. Nhưng thưa chủ tịch, tôi cảm thấy nếu chỉ là văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta tổ chức thi đấu bóng rổ thì có phải là không phóng khoáng hay không? Vì đẩy mạnh tác dụng đi đầu, cũng vì cố gắng thúc đẩy sự nghiệp thể thao trong tỉnh, tôi cảm thấy không bằng tổ chức thi đấu bóng rổ của cả bốn bộ ban ngành, khi đó ngài và bí thư Sầm đều có thể đứng đầu một đội ngũ, cũng được xem một trận đấu hay. Tôi tin tưởng làm như vậy sẽ cực kỳ thúc đẩy sự nghiệp thể thao trong tỉnh. Vương Tử Quân nói giống như hoàn toàn xuất phát từ phương diện công tác, thế nhưng lại làm cho hai mắt Đường Chấn Huy chợt tỏa sáng. Sở dĩ lão không có hứng thú với giải bóng rổ hàng năm của đơn vị mình, nguyên nhân chủ yếu là chính mình cũng thích bóng rổ. Ở vào vị trí của Đường Chấn Huy nếu như ra sức vì một chuyện nhỏ thì căn bản là cực kỳ mất mặt. Nhưng dù mất mặt thì lão vẫn phải kiên trì vì có rất nhiều chuyện gọi là đại sự càng làm người ta thêm khó chịu. Lời đề nghị của Vương Tử Quân làm cho Đường Chấn Huy nghĩ đến phương diện khác, lão tán thưởng ý nghĩ của Vương Tử Quân sau đó cười nói, Chủ tịch Tử Quân, tôi đồng ý trên nguyên tắc với đề xuất của anh hãy thúc đẩy cho văn phòng tổ chức sự kiện này. Vương Tử Quân cười cười, hắn di chuyển chủ đề, hàn huyên thêm vài câu với Đường Chấn Huy, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Đường Chấn Huy. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì Đường Chấn Huy đứng lên đi lại thong thả khoan thai trong phòng làm việc của mình. Sau khi lão đến tỉnh Mật Đông vài năm, tuy lão có tâm trí mạnh mẽ thế nhưng lại luôn bị áp chế trong lòng. Lúc này thì không còn giống như trước, Trung ương đưa đến Mật Đông một vị cán bộ lãnh đạo có tâm trí còn hùng mạnh hơn, cũng không biết anh Sầm có áp chế được người này như với mình không. Nếu như anh Sầm tiếp tục đứng lên áp chế Vương Tử Quân, như vậy mình nên tỏ thái độ thế nào? Chương 1504, một anh chọn người cho tôi sử dụng. Đường Chấn Huy liên tục có nhiều ý nghĩ, bước chân của lão trong phòng cũng dần chậm lại. Nhưng lão không nói lời này với bất kỳ ai, như vậy thì ai hiểu được tâm tư của lão. Vương Tử Quân cũng không có nhiều ý nghĩ như Đường Chấn Huy, hắn tiếp cận Đường Chấn Huy chính là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Tuy Đường Chấn Huy ở vào hoàn cảnh xấu, thế nhưng thân phận của Đường Chấn Huy vẫn rất rõ ràng. Nếu có được sự giúp đỡ của Đường Chấn Huy, sau này hắn sẽ càng chiếm được thế chủ động trong công tác. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân cũng không có lựa chọn nào quá tốt, tuy hắn tình nguyện sống chung hòa bình với Sầm Vật Cương, thế nhưng phương diện hòa bình này luôn được hình thành trên cơ sở tôn kính lẫn nhau. Nếu muốn để cho người ta ở chung với anh,
điều quan trọng nhất là phải làm cho người ta thấy được thực lực của anh. Những chuyện trên quan trường căn bản đều là giống nhau, nếu như anh không có thực lực thì căn bản không có quyền lên tiếng. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, hắn xử lý vài công tác hàng ngày, sau đó để Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại cho Lý Hanh Dư đi đến. Triệu Hiểu Bạch là thư ký cho Vương Tử Quân, tuy có chút khiếm khuyết, thế nhưng lại có ưu thế của riêng mình ở phương diện xử lý các công tác hàng ngày. Lý Hanh Dư nhanh chóng đi đến, chỉ vài phút đã có mặt trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư vẫn mỉm cười đứng trước mặt Vương Tử Quân cực kỳ có quy củ, hắn dùng giọng cung kính nói, Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khoát tay áo với Lý Hanh Dư, tỏ ý cho đối phương ngồi xuống, sau đó cười nói, Thư ký trưởng, anh lớn tuổi như vậy còn chạy tới chạy lui, thật sự có chút vất vả. Phục vụ cho lãnh đạo chính là chức trách của tôi. Lý Hanh Dư cười hì hì nói, Chủ tịch Vương có thể thông cảm cho sự mệt mỏi của đám cán bộ cấp dưới như chúng tôi, như vậy chúng tôi có n có gì để oán hận nữa chứ? Vương Tử Quân cười ha hả nói, anh đấy, rõ ràng là mệt người thế nhưng lại nói lời dí dỏm, sau này tôi xem nên làm sao cho anh đi lại ít một chút, nếu không cứ mãi bỏ lên lầu thế này. Cảm ơn Chủ tịch Vương quan tâm, bây giờ nghiên cứu khoa học cho thấy người leo lên lầu nhiều cũng có ích cho sức khỏe. Lý Hanh Dư vừa cười vừa chắp tay nói với Vương Tử Quân. Nếu như không phải người hiểu chi tiết, rất nhiều người cho rằng Vương Tử Quân và Lý Hanh Dư trò chuyện với nhau rất vui sướng, thậm chí có người cảm thấy công tác của thư ký trưởng Lý được Chủ tịch Vương tán thưởng. Nhưng hai người Vương Tử Quân và Lý Hanh Dư đều biết rõ ràng rốt cuộc là như thế nào. Thư ký trưởng Lý, chúng ta nói đùa cho vui thôi, thế nhưng nếu như anh cứ mãi chạy đi chạy lại như vậy tuyệt đối là không được. Tôi thấy hay là thế này, sau này có chuyện gì anh liên hệ với thư ký trưởng Trương, để cho anh ấy đến báo cáo với tôi một tiếng là được, anh cũng đỡ phải qua lại vất vả. Vương Tử Quân vung tay lên với Lý Hanh Dư rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Lý Hanh Dư là người ở trong quan trường nhiều năm, đã sớm tu luyện làm một người xảo quyệt. Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn nhanh chóng hiểu ra có ý nghĩa là gì. Hắn biết rõ đây là Vương Tử Quân phân chia quyền lực của mình. Thế nhưng hắn không dám tỏ ra không thoải mái. Lý Hanh Dư thật sự có chút khó chịu với điều này. Dù sao Lý Hanh Dư cũng là quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn càng muốn nắm giữ quyền lực trong tay mình. Bây giờ Vương Tử Quân yêu cầu hắn có chuyện gì phải thương lượng với Trương Tề Bảo, như vậy rõ ràng xuất hiện một kẻ cản tay mình trong công tác. Thực tế Lý Hanh Dư cảm thấy dù có thêm nhiều Trương Tề Bảo cũng không có vấn đề. Nhưng sự việc này lại luôn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì hắn căn bản không có biện pháp nào khác, dù lòng dạ biết rõ đây là Vương Tử Quân cố gắng san sẻ quyền lực của mình, thế nhưng hắn lại không thể không nói lời cảm tạ. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã quan tâm, ngài cứ yên tâm, sau này có công tác gì thì tôi nhất định sẽ thương lượng với Thư ký trưởng Tề Bảo, sau đó mới báo cáo với ngài. Vương Tử Quân nghe Lý Hanh Dư gọi Trương Tề Bảo thân mật như vậy thì cảm thấy làn da trên người có hơi căng, thầm nghĩ không biết Trương Tề Bảo nghe thấy Lý Hanh Dư xưng hô với mình như vậy, có thể sinh ra phản ứng còn kịch liệt hơn cả mình hay không. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt cười nói, hai anh nên phối hợp công tác với nhau cho tốt, sắp xếp tốt công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, vì con người của tôi không thích quá quan tâm đến một vấn đề nào đó. Sau khi nói thêm vài câu cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Vương, Lý Hanh Dư chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này Vương Tử Quân lại vỗ đầu giống như nghĩ ra một điều gì đó, hắn chợt nói, Thư ký trưởng, thiếu chút nữa thì lại quên, nếu không anh sẽ phải đi đến đây một chuyến nữa. Lý Hanh Dư tuy lúc này rất có ý kiến với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không tiếp tục thành thật ngồi xuống trước mặt Vương Tử Quân. Hắn chuẩn bị nghe sắp xếp của Chủ tịch Vương. Dù sao thì trên phương diện chức vụ hắn vẫn phải nghe lời sắp xếp của Vương Tử Quân. Sự kiện thi đấu bóng rổ trong cơ quan là rất tốt, vừa có ý nghĩa thực tế, lại vừa dễ dàng tạo ra bầu không khí dư luận tốt đẹp, tôi cảm thấy rất có thể được thực hiện. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Lý Hanh Dư rồi nói tiếp, nhưng nếu chỉ tổ chức đấu bóng rổ trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có chút thiếu khí phách. Tôi đã trò chuyện với Chủ tịch Đường. Anh ấy nói mình luôn ủng hộ những chuyện tốt thế này. Tôi cảm thấy như vậy là chuyện tốt mà chúng ta cần phải làm. Lý Hanh Dư cảm thấy da đầu của mình có chút run lên, Chủ tịch Vương này thật sự không phải là đèn cạn dầu,
mới vài ngày đã để lộ ra nanh vuốt của mình. Đấu bóng rổ ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có lịch sử vài năm, nguyên nhân của nó chính là chủ tịch Cố thích bóng rổ. Dựa theo lời nói của một vài người với sở thích này của chủ tịch Cố, ai cũng cảm thấy đây là chuyện lớn, thậm chí là chính chủ tịch Cố cũng sẽ tham gia đấu bóng rổ. Lúc này Vương Tử Quân có ý kiến gì? Sớm biết người kia sẽ nắm chặt lấy sự kiện này, Lý Hanh Dư cảm thấy mình không bằng cho ra quy định sẵn, không báo cáo với Vương Tử Quân cũng không có vấn đề. Lý Hanh Dư thầm cảm thấy hối hận, thế nhưng hắn chỉ có thể chú ý lắng nghe, thậm chí gương mặt càng thêm cung kính. Tôi chuẩn bị mở rộng phạm vi thi đấu bóng rổ lần này, đó là 4 bộ ban ngành trong tỉnh đều có văn phòng xử lý công, không bằng chúng ta tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ cho cả 4 bộ ban ngành. Đồng thời vì thể hiện sự coi trọng của sự kiện này, tôi chuẩn bị cùng Chủ tịch Đường đến báo cáo với Bí thư Sầm, những cán bộ lãnh đạo chúng tôi cũng tạo thành 4 đội ngũ thi đấu đối kháng với nhau. Chương 1504-2 Anh chọn người cho tôi sử dụng. Sau khi nghe nói văn phòng của 4 bộ ban ngành sẽ chọn ra đội ngũ thi đấu với nhau thì Lý Hanh Dư xem như hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân là gì. Cho tới nay thì giải bóng rổ trong cơ quan Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ yếu là vì sự hào hứng của Chủ tịch Cố, bây giờ nghe Vương Tử Quân tổ chức như vậy, Chủ tịch Cố cũng chỉ là một thành viên trong giải đấu, thậm chí còn là một thành viên không quá thu hút. Tuy các đồng chí ở Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc căn bản không thể che giấu được hào quang của Chủ tịch Cố, thế nhưng có mặt Bí thư Sầm, Chủ tịch Đường Trấn Huy, có cả Vương Tử Quân, còn có các vị thường ủy tỉnh ủy khác, như vậy Chủ tịch Cố cũng chỉ là một thường ủy tỉnh ủy bình thường mà thôi. Xem ra chiêu này của Vương Tử Quân là giết người không thấy máu. Lý Hanh Dư ấp úng muốn lên tiếng thế nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng. Chuyện này Vương Tử Quân đã cho ra khởi đầu rất vững. Càng liên quan đến 3-40 vị lãnh đạo cấp tỉnh, hắn chỉ là một thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, mặc dù hắn cực kỳ uy phong trước mặt người ngoài nhưng đối mặt với nhiều vị lãnh đạo tỉnh ủy như vậy có há là cái gì hay không? Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để làm tốt công tác này. Lý Hanh Dư vỗ ngực đảm bảo nói. Lý Hanh Dư rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà cảm thấy rất đau đầu. Lúc này hắn mới thấy được liên hệ với Chủ tịch Vương là không dễ dàng. Thậm chí hắn thầm nghĩ, Chủ tịch Vương này xem ra còn khó hầu hạ hơn cả Chủ tịch Đường Trấn Huy. Đấu bóng rổ chỉ là chuyện nhỏ, sau này Lý Hanh Dư còn phải tranh chấp với Trương Tề Bảo. Trước kia Lý Hanh Dư không quan tâm đến Trương Tề Bảo, thế nhưng không thể không thừa nhận người kia thật sự có tài năng. Nếu đối đầu với một người có năng lực và có tài như vậy, không phải là chuyện làm cho người ta vui sướng. Thư ký trưởng Lý, anh đến báo cáo công tác với Bí thư Vương sao? Khi Lý Hanh Dư trầm ngâm đi về phía trước thì chợt nghe có người lên tiếng hỏi. Lý Hanh Dư chợt ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, hắn nói, thư ký trưởng Phương, tôi vừa rồi mới đến báo cáo vài hạng mục công tác cho Bí thư Vương. Lý Hanh Dư tỏ ra cực kỳ tôn trọng với thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy, chẳng những vị trí của Phương Anh Hồ cao hơn hắn. Càng là vì Phương Anh Hồ có nhiều thủ đoạn, thật sự không phải mình có thể so sánh được. Phương Anh Hồ nhìn bốn phía rồi cười nói, có chuyện gì gấp không? Nếu không thì tôi và anh không bằng gặp mặt tâm sự một chút. Tuy rất muốn nhanh chóng báo cáo những thông tin vừa nhận được từ Vương Tử Quân thế nhưng Phương Anh Hồ nói như vậy thì Lý Hanh Dư không dám từ chối. Dù sao thì vị trí và quyền lực của Phương Anh Hồ cũng quyết định đây không phải người mà Lý Hanh Dư có thể đắc tội. Lý Hanh Dư chợt cung kính nói, lãnh đạo phân phó thì tôi dù không có thời gian cũng phải nặn ra thời gian cho ngài. Phương Anh Hồ cười cười đi về phía phòng làm việc của mình ở lầu 1, Lý Hanh Dư đi theo đằng sau Phương Anh Hồ. Sau khi hai bên bảo trì khoảng cách nửa bước chân thì mở miệng trò chuyện với nhau. Hai người cười nói vài câu thì đi đến phòng làm việc của Phương Anh Hồ, thư ký nhanh chóng mở cửa phòng, sau khi pha trà cho hai người thì ra ngoài và đóng cửa lại. Thế nào, có phải vị lãnh đạo kia không dễ hầu hạ hay không? Phương Anh Hồ căn bản tỏ ra cực kỳ nhàn nhã trước mặt Lý Hanh Dư, vì vị trí của hắn bao quát Lý Hanh Dư, thế cho nên không có bất kỳ điều gì gò bó khi đối diện với Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư gật đầu nói, thư ký trưởng, vị lãnh đạo kia căn bản không dễ hầu hạ, vừa rồi anh ấy bày ra tư thái hỗ trợ giúp đỡ tôi công tác, thực chất là yêu cầu tôi sau này không nên cứ mãi chạy đến. Lãnh đạo đóng vào người tôi một cái đinh,
Sau này nếu có chuyện thì thương lượng với thư ký trưởng Trương Tề Bảo trước cái đã, sau đó mới đến báo cáo. Đây cũng không phải là đèn cạn dầu, anh có biết chuyện của Lỗ Trạch Cảnh không? Tiểu tử kia chỉ làm cho anh ta mất mặt một chút, thế nhưng anh ta không buông tha, cuối cùng bí thư Sầm phải về thủ đô thì Lỗ Trạch Cảnh bị giam một tuần mới được thả ra. Phương Anh Hồ nói đến đây thì vỗ vỗ vai Lý Hanh Dư, vị lãnh đạo kia căn bản tràn đầy dục vọng. Lý Hanh Dư biết rõ khi còn trẻ thì Phương Anh Hồ từng là giáo viên, hơn nữa còn là giáo viên dạy văn, thường thích dùng những từ ngữ lập dị. Mặc dù hắn không thích cách ăn nói thế này của Phương Anh Hồ, thế nhưng cũng không muốn đắc tội với đối phương. Nhưng Phương Anh Hồ nói cũng không ai, Vương Tử Quân đi đến mật đông căn bản không có ý nghĩ gì tốt. Hắn do dự giây lát rồi khẽ nói, bí thư Sầm có thể dễ dàng tha thứ cho một người coi trời bằng vung như vậy sao? Chuyện này thì anh nói xem bí thư Sầm phải làm sao đây? Lỗ Trạch Cảnh bị người ta nắm chặt trong tay, dù là anh Lỗ cũng bị bí thư Sầm mắng cho một chặp. Lý Hanh Dư biết rõ chuyện Lỗ Trạch Cảnh gặp chuyện không may, cũng không biết bố của Lỗ Trạch Cảnh bị lãnh đạo của mình mắng cho một chặp như vậy. Phải biết rằng bí thư Sầm dù cực kỳ nghiêm khắc với công tác của tuyến dưới, thế nhưng vào lúc bình thường thì căn bản không đơn giản mở miệng răn dạy người khác. Có người nói rằng những người bị bí thư Sầm mắng hai lần mà không thay đổi thì căn bản đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lên chức. Tuy Lý Hanh Dư cảm thấy bí thư Sầm không đơn giản như lời nói của Phương Anh Hồ, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi. Hắn do dự giây lát rồi khẽ nói, thư ký trưởng, nếu để cho Vương Tử Quân hành hạ như vậy thì căn bản không có lợi. Đúng vậy, Phương Anh Hồ nhấp một ngụm trà rồi dùng giọng tùy ý nói, anh Lý, có phải đã sắp xếp chỗ ở cho bí thư Vương rồi không? Lý Hanh Dư thật sự không ngờ ý nghĩ của thư ký trưởng Phương Anh Hồ lại biến chuyển nhanh như vậy, thế nhưng hắn vẫn tận tâm đáp lời, hai ngày trước anh Trình của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan có báo cáo với tôi về chuyện này, nói là có khá nhiều chuyện khó xử. Anh phải nắm chặt công tác của anh Trình, người này chỉ cần bị buông lỏng thì sẽ bỏ gánh công tác. Phương Anh Hồ cũng không xa lạ gì công tác của Cục Sự vụ Cơ quan, thế nên hắn khẽ mở miệng nhắc nhở Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư cũng hiểu rõ anh Trình là người thế nào, nhưng hắn vẫn tỏ ra cảm tạ sự quan tâm của thư ký trưởng Phương Anh Hồ, nhưng hắn lại nói, thư ký trưởng, thực tế cũng khó trách được anh Trình, trên đường khai phi dù có 20 biệt thự, thế nhưng bây giờ đều đã chật cứng người. Mặc dù không có quy định nói chỉ có người trong thường ủy tỉnh ủy mới được ở, thế nhưng bây giờ cũng khó thể đưa bất kỳ người nào ra được. Hai mắt Phương Anh Hồ chợt xoay chuyển, hắn giống như nghĩ đến điều gì đó. Chợt vỗ lên vai của Lý Hanh Dư, anh cũng cần phải làm cho tốt, vì đây không phải là vì anh, mà là vì Bí Thư Vương. Chương 1505, một việc do người làm, việc do người chết. Phòng làm việc của Cố Tắc Phiêm ở tầng 5 khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong căn phòng rộng lớn có sắp đặt nhiều thiết bị căn bản nhìn không có gì khác với phòng làm việc của các vị lãnh đạo trong tỉnh. Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy khác thường chính là quả bóng rổ được đặt trên kệ sách. Quả bóng nhìn trơn bóng như mới, người ngoài nhìn vào không thấy có chút vấn đề, nhưng Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh lại biết rõ nhiều thứ. Quả bóng rổ này chính là bảo bối của Chủ tịch Cố, năm trước đội bóng rổ quốc gia đến tỉnh thi đấu giao hữu, Chủ tịch Cố đã xin chữ ký của cầu thủ nổi tiếng trong nước lên quả bóng kia. Lý Hanh Dư đi vào trong phòng làm việc của Cố Tắc Phiêm, lúc này trong phòng có người đang ngồi báo cáo công tác. Hắn không xa lạ gì người kia. Là Miêu Dược Hổ chủ tịch thành phố Linh Long. Khi thấy Lý Hanh Dư thì Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu. Tuy Miêu Dược Hổ làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ khí thế, thế nhưng thực tế thì hình tượng bên ngoài lại quá khác biệt, trên mặt là một cặp kính, căn bản nhìn không ra chút khí thế nào cả. Lý Hanh Dư khẽ cười với Miêu Dược Hổ, sau đó khẽ nói, Chủ tịch Cố, có một vài việc cần báo cáo với nài, tôi sẽ chờ một lát nữa vậy. Cố Tắc Phiêm khoát tay áo, tỏ ý bảo Lý Hanh Dư không cần phải đi. Sau đó hắn nói với Miêu Dược Hổ đang ngồi ở chiếc ghế salon đối diện, Dược Hổ, thành phố Linh Long các anh xây dựng khu công nghệ, đây là một chuyện tốt, tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Vẻ mặt Miêu Dược Hổ cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao thì khi chuẩn bị nói ra những lời này thì hắn căn bản cực kỳ nắm chắc. Vì vậy hắn chỉ lặng lặng ngồi đó, lắng nghe những chỉ thị tiếp theo của Cố Tắc Phiêm. Bây giờ các đơn vị như Ủy ban Cải cách nằm trong phạm vi phân công của Chủ tịch Vương, các anh tốt nhất nên đến báo cáo công tác với Chủ tịch Vương.
Miêu Dược Hổ cảm thấy gần đây Cố Tắc Phiêm là người làm việc cực kỳ mạnh mẽ có lực thế nhưng lại đẩy sự việc lần này ra khỏi lòng bàn tay, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn do dự giây lát rồi dùng giọng báo cáo chi tiết nói, Chủ tịch Cố, chúng tôi đã báo cáo với Bí thư Sầm về khu công nghệ ở thành phố Linh Long, Bí thư Sầm nói sẽ giúp đỡ chúng tôi ở phương diện công tác này. Tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của các anh ở trong phạm vi của mình. Cố Tắc Phiêm dùng giọng chăm chú nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ nhìn gương mặt trịnh trọng của Cố Tắc Phiêm, hắn biết mình vừa rồi đã nói sai lời, thế là vội vàng pha trò, cả thành phố Linh Long chúng tôi đều ghi tạc trong lòng sự giúp đỡ cao độ của Chủ tịch Cố. Theo lời của Bí thư thành phố chúng tôi, kính mong ngài bớt chút thời gian xuống địa phương cổ vũ sĩ khí, cũng xem như cho chúng tôi cơ hội biểu hiện sự cảm kích của mình. Được, Chủ tịch Dược Hổ, tôi biết rõ anh là người có tài ăn nói, nhưng bây giờ anh cũng đừng ở đây khua môi múa mép với tôi. Lúc này anh nên nắm chặt thời gian đi tìm gặp Chủ tịch Vương, cố gắng xác định chuyện tốt ở thành phố của mình. Cố Tắc Phiêm vừa nói vừa quay sang nhìn Lý Hanh Dư, thư ký trưởng, có chuyện gì thì anh nói nhanh lên, chút nữa tôi còn phải đi qua bên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét một chút. Lần này phải tranh thủ quyền tổ chức sự kiện Đại hội Thể dục Thể thao trong nước. Bí thư rất coi trọng công tác chủ bị, yêu cầu chúng ta phải cho ra phương án tốt, tạo ra phong cách của tỉnh Mật Đông, đó là hai chữ đặc sắc. Miêu Dược Hổ nghe Cố Tắc Phiêm nói đến Đại hội Thể dục Thể thao thì chuẩn bị đứng lên lại dừng lại, hắn nở nụ cười nịnh nọt nói, Chủ tịch Cố, đa số hạng mục của đại hội này đều được tổ chức ở thành phố rừng mật, nhưng thành phố Linh Long chúng tôi cũng có ưu thế của mình, hay là ngài phân công vài hạng mục cho chúng tôi bảo đảm sẽ xuất toàn lực để làm thỏa đáng nhiệm vụ vinh quang mà ngài giao phó. Lý Hanh Dư vốn chuẩn bị chờ Miêu Dược Hổ rời khỏi nơi này để nói đến chuyện thi đấu bóng rổ và ý kiến của Vương Tử Quân, không ngờ Miêu Dược Hổ lại níu kéo mãi, đứng lên mà không bỏ đi. Hắn tuy cảm thấy sốt ruột thế nhưng không làm gì hơn được. Cán bộ thành phố Linh Long rất phênh váo, đây chính là sự thừa nhận của cán bộ tỉnh Mật Đông. Người nào không biết Linh Long chính là thành phố được Bí thư Sầm coi trọng nhất, có thể nói sự phát triển huy hoàng của thành phố Linh Long hôm nay không tách rời sự thúc đẩy mạnh mẽ của Bí thư Sầm. Tất nhiên hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Linh Long càng là những nhân tuyển ngàn người chọn một của Bí thư Sầm. Bây giờ có người tuyên truyền với nhau rằng cán bộ thành phố Linh Long đều được Bí thư Sầm xếp vào danh sách hậu bị lãnh đạo trong tỉnh. Thế nên mặc dù Lý Hanh Dư có vài chuyện quan trọng nhưng cũng không vì vậy mà gây khó khăn cho Miêu Dược Hổ. Hay cho Miêu Dược Hổ anh, không phải đang làm khó tôi sao? Nếu tôi có quyền lực này, còn chờ anh ở đây lên tiếng sao? Cố Tắc Phiêm cười lớn vung tay lên với Miêu Dược Hổ, anh nên nhanh chóng nắm bắt công tác của mình thì hay hơn. Miêu Dược Hổ thấy Cố Tắc Phiêm căn bản không chịu nhận lời, thế là hắn cười hì hì nói, Chủ tịch Cố. Nếu như chúng tôi lấy được sự giúp đỡ từ phía Bí thư Sầm, kính mong ngài giúp đỡ công tác của chúng tôi nhiều hơn. Miêu Dược Hổ rời khỏi phòng làm việc của Cố Tắc Phiêm, sau khi Miêu Dược Hổ rời đi thì Lý Hanh Dư nhanh chóng truyền đạt ý kiến của Vương Tử Quân về chuyện thi đấu bóng rổ với Cố Tắc Phiêm. Lúc này Cố Tắc Phiêm sờ lên đầu mình rồi cười ha hả nói, ôi, sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Bốn bộ ban ngành cùng tham gia. Như vậy sẽ mạnh mẽ hơn một mình văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy nên nói là gì? Phải là một nhánh hoa không tạo nên mùa xuân, một vườn hoa mang mùa xuân tươi đẹp. Tốt, đây là lời đề nghị rất tốt, cứ làm theo chỉ thị của Chủ tịch Vương. Cố Tắc Phiêm nở nụ cười vui vẻ, thế nhưng Lý Hanh Dư là người cùng công tác với Cố Tắc Phiêm lâu năm, hắn mẫn cảm nắm bắt được có chút gì đó khác thường trong nụ cười của Chủ tịch Cố. Thế nhưng những thứ này chỉ có thể hiểu mà khó nói ra rõ ràng cho được. Chủ tịch Cố, còn có một việc, đó là vấn đề nhà ở của Chủ tịch Vương. Lúc này khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy đã không còn chỗ trống, nếu muốn giải quyết vấn đề nhà ở của Chủ tịch Vương, ít nhất cũng phải thu lại một căn nhà của một vị lãnh đạo đã rời khỏi cương vị công tác trong tỉnh. Cố Tắc Phiêm đứng lên khỏi ghế của mình, hắn nhìn quả bóng rổ trên kệ sách, sau đó dùng giọng lạnh nhạt nói, thư ký trưởng. Tôi không quản chuyện của cục sự vụ cơ quan, nhưng nếu không phải là tư lợi cá nhân thì cứ làm theo đúng quy củ, như vậy là tốt nhất. Vâng, nếu dựa theo đúng quy củ thì nhà số 5 trong khu thường ủy tỉnh ủy phải chuyển đi. Lý Hanh Dư cười cười rồi khẽ nói. Nhà số 5, ánh mắt Cố Tắc Phiêm chợt ngưng tụ lại, sau đó hắn nở nụ cười sáng lạn, lại vỗ lên vai của Lý Hanh Dư rồi cười nói tốt,
anh làm việc thì tôi cũng yên tâm. Sau khi Lý Hanh Dư rời khỏi phòng, Cố Tắc Phiêm nói với thư ký đang thu dọn trà nước, tôi sẽ nghỉ ngơi 10 phút, không có việc khẩn cấp thì đừng quấy rầy tôi. Khi thư ký chậm rãi đóng cửa phòng lại thì vẻ mặt Cố Tắc Phiêm trở nên rất ngưng trọng, hắn lấy quả bóng rổ trên kệ sách xuống. Hắn đặt quả bóng lên một đầu ngón tay, một tay còn lại khẽ xoay quả bóng, ngay sau đó quả bóng đã quay tròn trên một ngón tay bên dưới. Bộp, quả bóng nặng nề rơi xuống rồi nảy vài cái trên mặt đất, Cố Tắc Phiêm nhìn quả bóng mà không khỏi thở dài, sau đó lại lẩm bẩm, mình đã già rồi sao? Ngay cả trò này cũng không còn được thuần thục nữa à? Cố Tắc Phiêm lại ngồi xuống ghế của mình, một phần sơ yếu lý lịch được đặt lên mặt bàn, có một dòng bên trong nói về độ tuổi, đã là 56 tuổi. Tuy bản sơ yếu lý lịch này cũng không phải cực kỳ thu hút, thế nhưng những dòng chữ về độ tuổi kia lại cứ như nhảy múa trước mắt hắn. Vì sao lại ngăn con đường phát triển của tôi? Vì sao? Chương 1505, 2, việc do người làm, việc do người chết. Lúc này Miêu Dược Hổ ngồi trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, gương mặt cười tươi như một đóa hoa nở rộ. Mặc dù vị lãnh đạo này vừa mới đến tỉnh Mật Đông nhận chức chưa bao lâu, thế nhưng chức vụ và vị trí cũng làm cho người ta phải ngước mắt nhìn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, vị này chính là người đến chuẩn bị thay thế cho Chủ tịch Đường Chấn Huy. Tuy Bí Thư Sầm tỏ ra cực kỳ lãnh đạm với Vương Tử Quân, thế nhưng Miêu Dược Hổ vẫn tình nguyện kéo quan hệ với người này. Dù sao thì Vương Tử Quân vẫn còn rất trẻ, tương lai chắc chắn còn phát triển mạnh mẽ, biết đâu sau này chính mình có chuyện gì đó cần nhờ vả đối phương. Nếu chờ đến khi nước đến chân mới nhảy, không bằng bây giờ tạo nên mối quan hệ tốt đẹp để sau này dễ ăn nói. Bí Thư Vương, hai năm qua thành phố Linh Long chúng tôi căn cứ vào trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và mức độ phát triển kinh tế làm điều kiện tiên quyết để cho ra chủ trương xây dựng thành phố Linh Long thành trung tâm phía Bắc tỉnh Mật Đông. Chúng tôi cố gắng cho ra tác dụng đi đầu trong phương diện phát triển khu vực phía Bắc. Vương Tử Quân ngồi nở nụ cười tủm tỉm sau bàn làm việc của mình, lặng lặng nghe Miêu Dược Hổ báo cáo công tác. Tuy hắn đi đến Mật Đông không quá lâu, thế nhưng hắn lại căn bản cực kỳ có ấn tượng với tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Linh Long. Theo lời nói của nhiều người thì thành phố này chính là địa điểm lý tưởng để làm giàu. Vương Tử Quân chưa từng đi đến thành phố Linh Long. Hắn cũng chỉ biết về thành phố này thông qua các loại tư liệu mà thôi. Lúc này hắn nghe Miêu Dược Hổ giới thiệu về thành phố Linh Long, hắn nghĩ đến những gì mình được biết, thế là gương mặt có chút ngưng trọng. Thành phố Linh Long phát triển nhanh chóng có sự tương quan mật thiết đến sự coi trọng của Bí Thư Sầm Vật Cương. Những năm qua thành phố này tìm được đường đi đúng hướng của mình, nắm chặt ưu thế khoáng sản và vị trí địa lý, đẩy mạnh phát triển sản nghiệp khai thác khoáng, vì vậy mà kinh tế phát triển mạnh, làm xuất hiện một số lượng lớn người giàu có. Trong quá trình phát triển này có một điều cực kỳ đáng nói, đó là thành phố Linh Long luôn cho ra quy hoạch xây dựng thành phố cực kỳ cao, nắm chặt chất lượng, nâng cao hiệu suất quản lý. Vì những chủ trương tốt như vậy mà hiệu quả trong những năm qua là rất lớn, một thành phố chỉ mất 3 năm để phát triển đổi mới hoàn toàn, điều này càng làm cho Bí Thư Sầm vui vẻ. Hy vọng khi nào Chủ tịch Vương có rảnh thì đến thành phố Linh Long kiểm tra khảo sát. Mong sao lãnh đạo có thể cho ra những đề án dây quý giá với sự phát triển của thành phố chúng tôi. Miêu Dược Hổ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân với độ tuổi trẻ hơn mình khá nhiều, sau đó cung kính cho ra lời mời. Vương Tử Quân cười cười nói, thành phố Linh Long bây giờ đi đầu trong tiến trình phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông, tôi nhất định sẽ phải đến thăm. Còn phương diện ý kiến của tôi, Chủ tịch Miêu cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Tôi vừa mới đến nhận công tác. Căn bản còn chưa hiểu rõ tình huống, chúng ta cần phải phối hợp với nhau tạo nên góc bù mới tương đối khá. Vương Tử Quân nói lời khiêm tốn làm cho Miêu Dược Hổ càng thêm cẩn thận. Hắn hiểu không ít về tình hình của Vương Tử Quân, biết rõ Bí Thư Vương này cực kỳ có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế. Ngay cả thành phố Linh Long tự hào có tốc độ phát triển kinh tế cực kỳ cao vời, thế nhưng lại bị thành phố La Nam mà trước kia Bí Thư Vương nắm quyền theo rất sát sao. Trước đó đám người bọn họ không phục, vì La Nam so với Linh Long thì căn bản là có cơ sở kém cỏi, phát triển chậm, tài nguyên thiếu thốn, sao có thể đánh đồng với Linh Long. Nhưng sự thật lại làm cho người ta phải chịu phục, tuy không có tài nguyên thế nhưng lại thông qua nhiều phương án phát triển kinh tế quá đổi mới vượt xa ý nghĩ của người thường để sáng tạo ra tốc độ phát triển đáng sợ của La Nam, vứt thành phố Linh Long của bọn họ ra phía sau.
Điều này làm cho đám người thành phố Linh Long nghẹn họng đứng nhìn, đồng thời cũng không thể không cảm thán vì nếu so với thành phố La Nam thì Linh Long căn bản không có mấy cơ hội xoay chuyển. Hai người nói vài câu thì Miêu Dược Hổ lấy ra một phần tài liệu từ phòng làm việc của Cố Tắc Viêm đưa cho Vương Tử Quân, lại nói, Bí Thư Vương, đây là chỉ thị của thành phố chúng tôi về việc xây dựng khu công nghệ, kính mong ngài xem qua, để xem còn có gì cần bổ sung hay không. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn qua một lượt, vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn nói, Chủ tịch Miêu, ý nghĩ xây dựng khu công nghệ của các anh là rất tốt, thế nhưng tôi muốn biết vài vấn đề, trước khi các anh xây dựng khu công nghệ, các anh cho rằng có thể thu hút được bao nhiêu doanh nghiệp vào đây đóng quân sản xuất. Trước khi đến thì Miêu Dược Hổ đã chuẩn bị không ít tư liệu, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ đến phương diện này. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, thế là chợt sinh ra cảm giác rất gấp gáp. Miêu Dược Hổ do dự một lát rồi đơn giản dùng kế lấy tính chế động, Bí Thư Vương, chúng tôi chuẩn bị coi khu công nghệ này làm một trung tâm trọng điểm, tôi cho rằng sự việc có tiến triển tốt hay không là do người làm, mà người có thể làm tốt hay không có liên quan đến tư tưởng và lý niệm. Nếu những người có tư tưởng và lý niệm tốt thì phát triển tốt, nếu có ý nghĩ tốt thì có thể lập mưu đồ tốt, bố cục tốt, áp dụng tốt, kết quả là chúng ta có nhiều không gian giải phóng tư tưởng, có nhiều không gian để tự do phát triển. Nếu như chúng ta có thể tập trung tất cả nội lực và ưu thế xây dựng một khu công nghệ, thực hiện phương án đầu tàu, liên hợp cùng phát triển, đảm bảo tình hình sẽ cực kỳ khả quan. Nói một câu tổng kết chính là chúng tôi muốn trồng xuống một cây ngô đồng để kéo Phượng Hoàng đến ở. Bí Thư Vương, ngài cảm thấy như vậy có vấn đề gì không? Tài ăn nói của Miêu Dược Hổ căn bản là hạng nhất, mặc dù hắn cảm thấy có chút lo lắng thế nhưng lời nói lại cực kỳ hợp tình hợp lý, làm cho chính bản thân hắn cũng tương đối thỏa mãn. Vương Tử Quân từ chối cho ý kiến với câu trả lời của Miêu Dược Hổ, hắn biết rõ tâm tính của đối phương như vậy là cực kỳ bình thường. Nếu như không nói ra được lý do gì để người ta tin phục, như vậy rất khó thể động vào Miêu Dược Hổ này được. Vì vậy hắn nhả cảm giác bất mãn trong lòng xuống rồi nói, trước tiên anh liên hệ với Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, để xem bọn họ có ý kiến thế nào. Vương Tử Quân không tỏ thái độ làm cho Miêu Dược Hổ cảm thấy sự việc phát triển không quá tốt, thế nhưng hắn cũng không dám biểu hiện thái quá trước mặt Vương Tử Quân, thế là đành phải gượng cười, trước tiên tôi đi đến liên hệ với Ủy ban Cải cách, nếu có khó khăn thì kính mong Bí Thư Vương giúp đỡ nhiều hơn. Sau khi Miêu Dược Hổ tiếp tục mời Vương Tử Quân đến thành phố Linh Long kiểm tra công tác, lúc này hắn mới rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn chợt sinh ra một dự cảm mãnh liệt, đó là hạng mục công viên kỹ thuật hình như cũng không quá khả quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.